Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi hội thảo bắt đầu. Và ban tổ chức cũng xin lưu ý là đề nghị các quý vị là tắt chuông điện thoại để tránh ảnh hưởng đến đường truyền ạ. Kính thưa Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay cũng như tại các đầu cầu trực tuyến đang theo dõi sự kiện trên màn hình. Châu Mỹ, một châu lục lớn với 35 quốc gia, từ lâu đã luôn là một khu vực đối tác quan trọng của Việt Nam. Đây là nơi quy tụ các khối tự do thương mại khổng lồ như khối các nước thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ, Mexico, Canada, khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur, khối các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, bước sang năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, quan hệ thương mại Việt Nam-Châu Mỹ đã và đang đứng trước những thách thức to lớn, hứa hẹn thay đổi những bức tranh thương mại giữa Việt Nam và khu vực Châu Mỹ trong nhiều năm tới. Đây là lúc mà Việt Nam và các nước đối tác khu vực Châu Mỹ cần tăng cường trao đổi, hợp tác chặt chẽ để xác định những khó khăn, thách thức cần vượt qua, đồng thời nắm bắt những cơ hội chưa từng có trong quan hệ thương mại Việt Nam và Châu Mỹ để có những bước phát triển đột phá. Và ngày hôm nay, Bộ Công Thương hân hạnh tổ chức Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Công nghiệp với các đối tác Châu Mỹ năm 2020, với mục đích cung cấp các thông tin cập nhật về những thay đổi trong chính sách kinh tế thương mại của các nước khu vực Châu Mỹ, phân tích tình hình, thị trường và nhu cầu đối với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó xác định các cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư từ khu vực Châu Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do đã và đang đi vào thực thi, cũng như đại dịch Covid đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của nền kinh tế toàn cầu. Kính thưa quý vị đại biểu, đến với diễn đàn ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị khách quý là lãnh đạo các cơ quan thuộc bộ ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, các vị đại sứ, đại diện các đại sứ quán khu vực Châu Mỹ cùng đông đảo các doanh nghiệp trong các lĩnh vực của Việt Nam và các nước Châu Mỹ. Đặc biệt, diễn đàn ngày hôm nay còn có sự tham gia của các tham tán, các đại diện thương mại của Việt Nam tại các khu vực Châu Mỹ, với mục đích tạo điều kiện một cách tốt nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin và tư vấn trực tiếp từ các địa bàn sở tại. Quý vị đại biểu có thể theo dõi trực tiếp chương trình của chúng tôi tại địa chỉ Facebook www.fb. Xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Châu Mỹ, Bộ Công Thương. Ông Dương Quốc Thanh, Đại sứ Việt Nam mới bổ nhiệm tại Argentina. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Thị trường Đa biên, Bộ Công Thương. Ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam và đại diện. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP. Ông Lucas Trần, chuyên gia giám đốc Công ty Giải pháp Cung ứng Bền vững Toàn cầu GSS. Ông Đinh Hữu Thạnh, chuyên gia giám đốc điều hành B Logistics Corporation. Các đồng chí tham tán thương mại, trưởng cơ quan thương mại Việt Nam
tại các nước Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Argentina, Brazil, Chile và Cuba cũng đang hiện diện ở trên đầu các cầu trực tuyến. Và xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố, đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có mặt ngày hôm nay. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu từ khu vực châu Mỹ. Chúng tôi xin giới thiệu ông Francisco Bustillo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay. Xin trân trọng giới thiệu các đại sứ, đại diện phái đoàn ngoại giao các nước khu vực châu Mỹ, gồm có ông Fernando Apacio de Silva, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam. Ông James Chomali, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam. Ông Miguel Angel Rodriguez Melo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam. Bà Lianis Torres Rivera, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Bà Sara Vares Olano, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mexico tại Việt Nam. Ông Augusto Morelli Segado, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Peru tại Việt Nam. Bà Tatania Pumerono, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivia Venezuela ở Việt Nam. Ông Luis Agustin Costas, đại biện tham toán nước Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Ông Raul Silveira, đại biện lâm thời nước Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam. Cùng với đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Cùng sự hiện diện của đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp và các khu vực châu Mỹ. Cuối cùng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị sau đã đồng hành cùng chương trình và vào diễn đàn ngày hôm nay, đó là Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank. Ngay bây giờ tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương lên phát biểu khai mạc diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý, các quý vị đại biểu, thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các vị khách quý, các quý vị đại biểu, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao của các nước châu Mỹ tại Việt Nam, đại diện các bộ ban ngành trung ương, các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện các cơ quan thông tin báo chí truyền thông đã đến tham dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Công nghiệp với đối tác châu Mỹ do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, thì giá trị thương mại hai chiều giữa hai bên đã tăng gần 3,5 lần, từ 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 đã tăng lên là 96,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang châu Mỹ ước đạt 73,6 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ châu Mỹ của Việt Nam thì cũng đã đạt hơn 23,2 tỷ đô la Mỹ. Xét về kim ngạch thương mại với Việt Nam thì châu Mỹ liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng thương mại cao nhất trong nhiều năm qua. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến hết tháng 8 năm 2020, có 28 quốc gia châu Mỹ đầu tư vào Việt Nam với 1.530 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 22,85 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận với các nước trong khu vực châu Mỹ. Trong đó phải kể đến Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ ký năm 2000, Hiệp định Thương mại tự do với Chile năm 2011, Hiệp định Thương mại với Cuba ký năm 2018 và hiện đang trao đổi khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với Khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur.
Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với 11 thành viên, thì trong đó thì có Canada, Chile, Peru, Mexico và Việt Nam thì đã được ký kết vào tháng 3 năm 2018 và đã có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Và đây cũng là được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra xung lực mới để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ. Việt Nam cũng đã thành lập các cơ chế đối thoại với nhiều đối tác tại khu vực như Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, TIFA, các ủy ban liên chính phủ, các ủy ban hỗn hợp và Hội đồng Thương mại tự do với 10 nước Mỹ Latin. Các cơ chế này đã trở thành một kênh quan trọng để các bên trao đổi thông tin, rà soát các nội dung hợp tác và thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Thưa toàn thể các quý vị, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác châu Mỹ vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong hợp tác kinh doanh, như là khoảng cách địa lý xa xôi, chưa có tuyến vận tải hàng hóa và hành khách trực tiếp, sự khác biệt về ngôn ngữ và việc thiếu thông tin cập nhật về các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như là những cái thông tin về thị trường, về mặt hàng. Đặc biệt là sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 này đã tác động mạnh đến kinh tế, xã hội của Việt Nam và các nước châu Mỹ nói riêng, cũng như trên phạm vi toàn cầu của chúng ta. Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ do đó cũng không tránh khỏi những tác động bất lợi. Mặc dù là 8 tháng đầu năm 2020 là kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước châu Mỹ vẫn đạt là 69,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên là tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại thì đã không bằng năm 2019 và như vậy là chỉ đạt là tăng trưởng là 11,8%, là khoảng bằng một nửa so với cùng kỳ của năm 2019. Tất nhiên như chúng ta đã biết, trong cái bối cảnh dịch COVID-19 này thì với cái sự quan hệ mà có cái mức tăng trưởng cũng đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên là tất cả chúng ta, kể cả về phía Việt Nam cũng như là phía các nước ở châu Mỹ mà hôm nay có các ngài đại sứ có mặt tại đây, cũng như là về phía Việt Nam thì mong muốn hơn rất nhiều. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại tuy vẫn đạt mức tương đối cao là 11,8% như tôi đã đề cập, nhưng là cũng chỉ với bằng một nửa so với cùng kỳ thôi. Mà mặc dù Việt Nam thì đã kiểm soát tốt dịch bệnh, và đây là cũng được đánh giá của các quốc gia cũng như là các chuyên gia ở trên thế giới. Và chúng tôi, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhưng chắc chắn là ảnh hưởng của dịch bệnh dự kiến sẽ còn kéo dài và cần có những biện pháp và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ để sớm khôi phục cái nền kinh tế của Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, trong đó có các quốc gia tại châu Mỹ. Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam cùng với Hệ thống Thương vụ Việt Nam thuộc vào các cơ quan đại diện ở tại các nước châu Mỹ sẽ nỗ lực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về thông tin thị trường, làm cầu nối với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thâm nhập thị trường và kinh doanh. Tuy là một trong những nước duy trì được mức tăng trưởng dương trong bối cảnh hiện nay, thì Việt Nam là vẫn kiên định thực hiện tốt các cam kết quốc tế, nỗ lực thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư để tạo dựng một môi trường kinh doanh ổn định và bền vững. Các nhà đầu tư ở đây thì là của cả Việt Nam cũng như là của các nước, trong đó thì có các nhà đầu tư từ cái thị trường của châu Mỹ. Diễn đàn ngày hôm nay được tổ chức là nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, đưa ra những phân tích, nhận định, giải pháp để giúp định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp các nước khu vực châu Mỹ có chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và thuận lợi hơn. Tôi rất hy vọng là diễn đàn sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời để có một kế hoạch kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công Thương của Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, đại diện các bộ ban ngành trung ương, các địa phương, các hiệp hội và đặc biệt là các doanh nghiệp cũng như là toàn thể các quý vị khách quý đã có mặt tại đây, và rất mong các quý vị trong cái cương vị công tác, trách nhiệm, chức trách của mình
phát huy cái vai trò để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các nước khu vực của châu Mỹ. Xin chúc các quý vị khách quý, đặc biệt là các vị đại sứ, đại diện các quý vị đại diện cho cơ quan trung ương, địa phương và toàn thể các quý vị khách quý có mặt tại đây sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời ông Francisco Bastillo, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Uruguay, đại diện cho các đối tác khu vực châu Mỹ có bài phát biểu khai mạc. Đề nghị bộ phận kỹ thuật kết nối với ông Francisco Bustillo. Deputy Minister of Industry and Trade of Deputy Minister of Industry and Trade of Vietnam, Do Tan Hai, ambassadors and representatives, ladies and gentlemen. I would like to thank the government of Vietnam for inviting me to this forum and on trade and industrial cooperation between Vietnam and partners in Latin America in my capacity as President pro tempore of Mercosur. Mercosur is currently undergoing one of its best moments in terms of its external agenda. The regions of the world. In that sense, we are strongly committed with the renegotiations that Mercosur is currently holding with Canada, South Korea, Lebanon, and Singapore, while we see with enthusiasm the possibility of starting negotiations with Vietnam. Uruguay, as well as the rest of Mercosur member states, is looking at the Asia-Pacific region with great interest. We believe that there is a lot of potential to develop stronger commercial ties in order to benefit our people. The dialogue between Mercosur and Vietnam is progressing at good haste. In less than a year, we agreed on a scoping paper that contains the terms for a trade negotiation that we hope to initiate in the near future. This is a remarkable positive sign of our strong relationship and our shared commitment to continue moving forward. Mercosur represents a market of more than 2,060 million people, while Vietnam itself has a market of 95 million people with an emerging middle class. With a growing economy, being one of the economies with the highest openness in Asia, a free trade agreement between Mercosur and Vietnam will accomplish not only important tariff reductions, but it will also facilitate and simplify market access with strong and modern provisions on rules of origin, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures, and trade and sustainable development. We need to put our best efforts in these negotiations in order to boost our economic growth, create decent labor, and promote investment. In these days, when our sanctity seems to be a commonplace, and with more countries leaning and protesting due to the coronavirus pandemic, having a close relationship with key trading partners becomes more relevant than ever. We must use international trade as a fundamental tool to reinvigorate our economies and give our peoples the prosperity they deserve. For this, obviously, cooperation between states is vital.
We need to recognize each other as an ally, making our economies more competitive and working together to achieve the best results. Fair and open trade is a win-win opportunity for all of us. Excellencies. These are indeed extraordinary times that require extraordinary commitments. I am confident that working together in good faith, we can achieve the goal of bringing our regions together. To conclude, I wish you all a successful forum, and I hope that very soon, once this difficult situation is over, we can reunite again, but maybe next time, all together in Uruguay. Thank you very much. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Francisco Bastillo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu. Trong thời đại toàn cầu hóa với những mối quan hệ chặt chẽ về thương mại và đầu tư, rất khó để cho Việt Nam và các nước trong khu vực châu Mỹ tránh được những tác động của đại dịch, ảnh hưởng đến các quan hệ thương mại song phương. Và sau đây, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế Ngành và Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ có những chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp chúng ta về những tác động chính và tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu trước tác động của dịch COVID-19, triển vọng của khu vực châu Mỹ và nhu cầu đối với các một số ngành hàng xuất khẩu Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Thắng ạ. Xin kính thưa ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kính thưa tất cả các vị khách quý từ bên kia châu Mỹ và kính thưa tất cả các anh các chị trong hội thảo ngày hôm nay. Cho phép tôi được trình bày một cách rất là khái quát về cái tình hình của COVID liên quan đến câu chuyện phục hồi kinh tế của các quốc gia và đặc biệt là cái ảnh hưởng đến thị trường của các nước khối châu Mỹ. Thực ra thì COVID không phải là một cái gì đó mới mà chúng ta nghe quá nhiều rồi, và cho đến tận hôm nay thì chúng ta vẫn cứ phải nghe, bởi vì là cái ảnh hưởng của nó là quá lớn và nó khó đoán định. Thì đấy là một cái đặc điểm mà tôi thấy rằng là từ đầu năm đến giờ chúng tôi cũng rất mệt mỏi trong việc phân tích về các vấn đề về COVID. Thế thì tôi xin bắt đầu bằng cái xin lỗi ạ. Và những cái ảnh hưởng của COVID. COVID bản chất nó là một cái cú sốc về y tế, chúng ta đều biết điều đấy. Nó không phải là bắt nguồn từ các cái lý do của cấu trúc của nền kinh tế. Tuy nhiên thì nó lại, cho đến hiện nay, cái ảnh hưởng của nó đến kinh tế lại quá lớn. Và người ta đang cho rằng là đây là một trong những cái cú sốc mà lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Thế thì từ cái ảnh hưởng của y tế, tại sao nó lại dẫn đến cái ảnh hưởng của kinh tế? Thì chính những các cái biện pháp kiểm soát y tế dẫn đến các cái gọi là tắc nghẽn trong các cái giao dịch kinh tế, nó làm cho ảnh hưởng của COVID nó trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta nhớ rằng ở cái thời điểm tháng 3 năm 2020, khi mà COVID bắt đầu lan mạnh từ Trung Quốc sang các cái quốc gia khác, thì một loạt các cái biện pháp kiểm soát biên giới, kiểm soát xã hội và các cái hoạt động kinh tế đã được áp dụng, và nó tạo ra một cái gọi là khủng hoảng về nguồn cung, đặc biệt là đối với những nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu như Việt Nam. Và chúng ta đã chịu cái ảnh hưởng đấy khá tương đối là nặng nề. Đến thời điểm từ tháng 4 trở lại thì nó là những các cái biện pháp mà đã áp dụng nhiều ở tất cả các quốc gia, kể cả EU, kể cả Mỹ và các cái nước khác. Và chính những các cái biện pháp áp dụng với y tế đó, nó đã ảnh hưởng đến câu chuyện tắc nghẽn trong sản xuất. Từ câu chuyện tắc nghẽn về nhập khẩu, tắc nghẽn nguồn cung sang câu chuyện tắc nghẽn về sản xuất. Và một cái điều quan trọng hơn đấy là câu chuyện giảm về thu nhập. Cái ảnh hưởng của thu nhập, tại sao tôi vẫn muốn nhấn mạnh? Bởi vì nó là một cái ảnh hưởng rất lâu dài. Ảnh hưởng của thu nhập nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, và đồng thời nó ảnh hưởng tiếp theo đến cái sản xuất của các doanh nghiệp. Chính vì thế mà trong những cái phân tích gần đây về tác động của các cái cuộc khủng hoảng, người ta nhấn mạnh nhiều hơn vào việc phục hồi cái cầu trong nước, phục hồi cái nhu cầu. Đấy là một trong những cái giải pháp mà được nhấn mạnh, và tôi cho rằng đấy là một cái giải pháp mà không thể không làm
đặc biệt là ở cái thời điểm hiện nay, nếu muốn khôi phục sản xuất không phải là câu chuyện tác động nhiều vào sản xuất mà phải phục hồi được cái cầu về tiêu dùng. Thì đây là một trong những cái kết luận mà cho đến hiện nay thì tôi thấy rằng là các nước đang chuyển sang từ việc kích thích đầu tiên là áp dụng các cái biện pháp về chính sách tiền tệ để giải quyết vấn đề thanh khoản cho các doanh nghiệp, nhưng dần dần thì đang chuyển dần sang câu chuyện hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp sử dụng các cái biện pháp tài khoá và đặc biệt là hỗ trợ để kích cầu. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Một cái điểm thứ hai đấy là COVID không phải là câu chuyện ngắn hạn mà nó có thể dẫn đến những các cái xu hướng dài hạn hơn. Dài hạn hơn theo cái nghĩa rằng là có rất nhiều các xu hướng trước đây nó đã hình thành, nhưng COVID là một trong những tác nhân mà nó đẩy các cái xu hướng này nó nhanh hơn. Cái đầu tiên tôi muốn nói đến đấy là xu hướng về suy giảm kinh tế và suy giảm thương mại. Thì chúng ta đều biết rằng là trong giai đoạn chiến tranh thương mại thì đã có một số những cái phân tích liên quan đến việc suy giảm các nền kinh tế, đặc biệt là suy giảm về thương mại. Thì cái xu hướng suy giảm kinh tế và thương mại này được cho rằng sẽ tiếp tục ảnh hưởng tương đối dài hạn tới các cái nền kinh tế khác nhau. Và một cái xu hướng thứ hai đấy là chủ nghĩa bảo hộ. Ở đây thì tôi trong tiếng Anh có dùng một cái từ gọi là de-globalization. Tuy nhiên thì chúng ta có thể hiểu rằng đấy là một cái gọi là xu hướng chung về chủ nghĩa bảo hộ. Vậy thì COVID có phải là một tác nhân để đẩy cái chủ nghĩa bảo hộ này tăng lên hay không? Thì chúng tôi cho rằng là có, nó là một tác nhân khá là quan trọng, bởi vì trong giai đoạn kiểm soát COVID thì chúng ta đã thấy được các cái biện pháp phòng hộ được tăng cường lên rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến câu chuyện về an ninh y tế, an ninh lương thực, rồi an ninh năng lượng, vân vân. Ngay ở Việt Nam, chúng ta cũng trong cái giai đoạn đầu khi liên quan đến câu chuyện xuất nhập khẩu gạo chẳng hạn, thì chúng ta đã thấy rằng là những cái quan ngại về các cái vấn đề xuất nhập khẩu gạo. Và đấy là một trong những cái biểu hiện rất quan trọng liên quan đến việc là chủ nghĩa bảo hộ có thể gia tăng ở tất cả các nước. Và một cái xu hướng thứ ba khá quan trọng, đấy là dịch chuyển chuỗi, mà tôi nghĩ rằng là bài thứ hai có liên quan đến chủ đề này khá sâu. Dịch chuyển chuỗi liên quan trực tiếp đến câu chuyện tái cấu trúc các cái chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là các cái chuỗi mà nằm ở Trung Quốc. Thì COVID là một cái yếu tố mà làm cho người ta giật mình, thấy rằng rõ ràng chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào một cái nguồn cung, và cái xu hướng để đa dạng hóa cái nguồn cung đấy là cái xu hướng tất yếu. Nó hình thành kể cả trước giai đoạn chiến tranh thương mại, cho đến chiến tranh thương mại, cho đến tận giai đoạn COVID hiện nay. Thì đây là cái xu hướng mà vẫn là tiếp diễn. Nó có 4 điểm khá quan trọng đến cái xu hướng dịch chuyển chuỗi này. Nó liên quan đến cái gọi là rút ngắn các chuỗi lại, reshoring. Các quốc gia dần dần sẽ lấy ngược lại cái sản xuất trở về nước mình. Chúng ta có thể thấy cái xu hướng đấy rất rõ trong cái chính sách đầu tư của Mỹ khi giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Và một cái thứ hai liên quan đến dịch chuyển chuỗi đấy là câu chuyện về khu vực hóa. Nó không phải là câu chuyện toàn cầu hóa nữa, mà các chuỗi dần dần sẽ ngắn lại, chuyển về mang tính khu vực nhiều hơn. Một cái xu hướng thứ ba đó là câu chuyện về các cái chuỗi sẽ có một số chuỗi cụ thể, có thể họ sẽ tiếp tục diversify nó lên. Và một cái xu hướng thứ tư đấy là câu chuyện nhân rộng, nhân nhanh các cái chuỗi mà dựa trên các cái sản phẩm của công nghệ. Thì chúng ta thấy rằng là phát triển công nghệ nó kèm theo cái câu chuyện về việc nhân nhanh các cái chuỗi. Rất tiếc rằng cả 4 cái xu hướng đó đều dẫn đến một cái ngụ ý khá là quan trọng, đấy là câu chuyện FDI toàn cầu có thể giảm xuống, và đi kèm với nó là ODA toàn cầu cũng có thể giảm xuống. Và đây là một trong những cái ngụ ý rất quan trọng cho những cái nền kinh tế như của Việt Nam. Một cái xu hướng thứ tư tôi muốn nói ở đây là số hóa. Chúng ta đều trong giai đoạn COVID chúng ta đều nhận thức được rằng cái số hóa nền kinh tế nó sẽ trở lên một cái nhu cầu cấp thiết nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với thách thức đối với các nền kinh tế như Việt Nam không phải câu chuyện công nghệ về số hóa, mà câu chuyện về thể chế để chúng ta adapt được với lại các cái số hóa đó. Liệu các cái cơ quan chính phủ có điều chỉnh các cái chính sách của mình nó đi theo được các cái tốc độ thay đổi của công nghệ hay không? Đây là một vấn đề lớn. Chúng ta có thể có thấy những cái ví dụ rất là điển hình trong việc xung đột giữa thể chế chính sách hiện hành với lại phát triển của công nghệ.
Thế cái màn hình ở đây thì nó liên quan đến một số những cái tăng trưởng, chúng tôi đã tổng kết lại những cái dự báo tăng trưởng của các nước ở cái thời điểm tháng 4 năm 2020 và ở đây là những cái đợt thời điểm sau, những cái dự báo mới đây thì đều cho thấy rằng là nền kinh tế có thể phục hồi và sẽ phục hồi tương đối chậm vào các quý sau của quý 4 của năm 2020 và sẽ dần dần phục hồi vào năm 2021. Thì đấy là những cái kỳ vọng của các nhà kinh tế. Tuy nhiên có một cái điểm chúng ta khá là quan tâm, đấy là cái chỉ số PMI liên quan trực tiếp đến kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là một trong những chỉ số tương đối là tổng hợp và ngắn hạn để có thể thấy được nhanh cái tình hình về nhu cầu như đặt hàng của các cái doanh nghiệp. Thì cho thấy rằng ở thời điểm tháng 2 năm 2020 thì câu chuyện COVID ở Trung Quốc và cái chỉ số PMI của Trung Quốc nó suy giảm cực kỳ thấp. Có thời điểm nó ở mức khoảng 30 mấy điểm, tức là thấp hơn cái mức 50 là cái mức trung bình rất là nhiều. Và đến một cái thời điểm tháng 4 là cái thời điểm mà chỉ số PMI toàn cầu suy giảm cực kỳ nhanh, và đặc biệt là nó không phải là câu chuyện Trung Quốc nữa mà nó đã lan lên toàn cầu, và rất ngạc nhiên là Trung Quốc thì lại phục hồi cái chỉ số PMI đấy. Đây là cái chỉ số mà khá là nhạy với các cái tình hình. Và đến thời điểm tháng 8 thì nhìn chung tình hình sáng sủa hơn rất nhiều, và cái chỉ số PMI đã phục hồi hầu hết ở các quốc gia. Và điều này dẫn đến một cái kết luận rằng này là những cái dự báo tiêu cực trước đây về kinh tế thế giới, về tình hình kinh doanh, về thương mại có thể nó không hoàn toàn đúng nữa, và nó không quá là ảm đạm so với các cái dự báo trước đây. Nếu mà chúng ta so giữa các kết quả dự báo về tăng trưởng của các quốc gia ở thời điểm tháng 4 năm 2020 với thời điểm tháng 8 và tháng 9 này, thì chúng ta đã thấy rằng là các cái tổ chức quốc tế đã điều chỉnh các cái dự báo theo cái hướng tích cực hơn khá là nhiều. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu thì đây là những cái dự báo mà chúng tôi đưa ra ở năm 2020 và theo các quý, thì theo đó thì các cái quốc gia thuộc châu Mỹ vẫn có cái tình hình kinh tế tương đối là ảm đạm. Và như tôi đã nói lúc đầu, câu chuyện tăng trưởng kinh tế là một trong những cái chỉ số rất quan trọng. Nó liên quan trực tiếp đến cái thu nhập trong tương lai của khu vực dân cư, và nó liên quan trực tiếp đến câu chuyện xuất khẩu của Việt Nam hay không. Ở về thương mại thì có một số những cái dự báo khá tiêu cực. Ở cái thời điểm mà tháng 4 có những dự báo cho rằng thương mại toàn cầu có thể giảm xuống khoảng đến 32% trong một cái kịch bản tiêu cực nhất. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cho rằng là ở thời điểm hiện nay thì có thể là cái dự báo đấy nó trở thành quá tiêu cực và thương mại toàn cầu có thể phục hồi. Tuy nhiên thì có hai điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây, đấy là giữa thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Thì rõ ràng cái khối dịch vụ là một trong những khối mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, và thương mại dịch vụ cũng vì thế là những cái khu vực mà chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất. Một cái nghiên cứu gần đây nhất của OECD cho thấy cái phục hồi về thương mại hàng hóa của các quốc gia, thì họ hầu hết những cái sản phẩm mà liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình, đến hàng tiêu dùng cá nhân, thì cái khả năng phục hồi tương đối nhanh, từ 40-60% trong từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên thì hầu hết các sản phẩm dịch vụ vẫn ở trong giai đoạn suy giảm tương đối sâu. Và đây là cái điểm mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Với thương mại của Việt Nam thì cho đến hiện nay cũng có một cái kết luận tôi cho rằng cũng khá là quan trọng. Đấy là nó cũng không quá là tiêu cực so với những cái dự báo ban đầu. Bởi nó có hai lý do, tôi cho rằng có hai lý do. Một là cái phân khúc của hàng Việt Nam nó không phải là cái phân khúc quá nhạy cảm, và nó là những cái hàng sản phẩm thiết yếu, cho nên cái nhu cầu nhập khẩu vẫn tăng tương đối, đặc biệt là ở khu vực một số những cái khu vực mà có các cái thị trường mới. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều sản phẩm của hàng Việt Nam đang giảm xuống rất là nhanh. Thế thì liên quan đến phục hồi thị trường, chúng tôi cũng có một số những cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm trong cái thời gian tới.
đấy là câu chuyện, vẫn là câu chuyện PMI của các quốc gia. Nếu mà chúng ta nhìn ở thời điểm từ tháng 2 cho đến thời điểm hiện nay thì cho thấy rằng là PMI toàn cầu, PMI của Trung Quốc đã phục hồi tương đối tốt và nó ở trên cái mức đường đỏ, tức là cái mức 50 điểm. EU cũng có phục hồi tương đối nhanh và đây là những cái điểm mà chúng ta cần quan tâm trong cái việc tìm kiếm các cái thị trường xuất khẩu sau Covid. Tuy nhiên thì với Japan, với Nhật Bản đã vẫn là một trong những cái thị trường mà ảm đạm và các cái dự báo về tăng trưởng của Nhật Bản cũng đều cho thấy rằng là quốc gia này rất khó để phục hồi. Với các nước châu Mỹ thì có một số những cái điểm mà chúng ta cũng có thể nhận thấy. Đấy là cái chỉ số PMI năm 2020 của Mỹ sẽ phục hồi tương đối nhanh và ở đến thời điểm tháng 9, từ tháng 6 đến tháng 9 thì nó đã ở con số gọi là vượt qua cái con số 50 điểm. Và với Brazil cũng vậy, với Canada cũng vậy. Tuy nhiên thì Mexico vẫn là một trong những cái quốc gia mà cái chỉ số PMI tương đối là ảm đạm. Theo nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam thống kê từ Tổng cục Hải quan thì cho thấy một số những cái điểm như thế này. Với hầu hết các thị trường thì chúng ta đang có cái sự suy giảm về xuất khẩu. Tuy nhiên thì điểm rất sáng đấy là sang châu Mỹ thì cái phục hồi từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang châu Mỹ tăng khá nhanh. Cái đường màu đỏ là xuất khẩu của Mỹ thì chúng ta đều biết rằng là Mỹ chiếm khoảng gần 90% cái tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Mỹ và nó nằm ở cái trục bên phía phải, còn trục bên trái là dành cho các cái nước khác như Canada, Mexico và Brazil và một số các quốc gia khác. Một điểm chung đó là những thị trường chủ đạo của Việt Nam đều có cái tốc độ gọi là cái xuất khẩu tăng từ tháng 4 đến tháng 7. Thì đây là một cái điểm mà tôi cho rằng là khá là tích cực khi chúng ta nhìn nhận về cái thị trường Trung Mỹ. Tại sao với các thị trường khác vẫn đang giảm mà với thị trường Trung Mỹ lại có thể có những cái phục hồi? Thì trong đó có một số lý do, đặc biệt là cái lý do rất quan trọng là cái hiệp định CPTPP. Nếu mà nhìn theo các cái nhóm hàng thì cũng cho thấy một số những cái đặc điểm quan trọng khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ. Đấy là hiện nay thì một số những nhóm hàng mà tôi để cái màu tím này, nó là cái tốc độ tăng thì cho thấy rằng là xuất khẩu các tháng từ tháng 4 đến tận tháng 7 thì cái tốc độ tăng xuất khẩu của một số những cái mặt hàng như là hóa chất, như là da giày, điện tử, đặc biệt là hàng điện tử thì có cái tốc độ tăng tương đối cao. Và đây là những cái điểm mà tương đối sáng trong cái gọi là cái cơ cấu xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ. Với Canada thì cũng có một số những cái điểm quan trọng. Đấy là câu chuyện điện tử là một trong những cái nhóm hàng mà chiếm cái tỷ trọng cao nhất. Và đặc biệt là cái phục hồi của điện tử cũng tương đối là nhanh ở cái thị trường này. Với các cái quốc gia khác như là ví dụ Mỹ chẳng hạn thì vẫn là câu chuyện điện tử. Với Mexico vẫn là câu chuyện điện tử. Đây là một trong những cái sản phẩm mà tôi thấy rằng là cần phải đặc biệt là chú trọng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu rằng câu chuyện điện tử là câu chuyện của Samsung ở Việt Nam. Và cái lợi ích của các doanh nghiệp có thể nó không phải là ở cái khối màu vàng vàng này, câu chuyện của điện tử đó. Mà là những cái với doanh nghiệp trong nước của Việt Nam, đấy là câu chuyện dệt may, da giày, với thủy sản hoặc một số những cái sản phẩm khác. Thế thì với thị trường Mexico chẳng hạn thì chúng ta còn cần chú ý đến một số những cái sản phẩm mà đang có cái đà phục hồi tương đối nhanh. Đấy là da giày, dệt may thì Mexico phục hồi chậm nhưng ở các cái quốc gia khác thì cái sản phẩm này lại phục hồi tương đối nhanh. Một câu hỏi đặt ra là vậy thì trong năm 2021 cái dư địa, chúng ta có cái dư địa gì để cho tiếp tục gọi là xuất khẩu được sang châu Mỹ? Thì có một cái điểm quan trọng đấy này, cái tốc độ cắt giảm thuế quan trong CPTPP nó ở của cái năm 2021 nó cũng không còn nhiều. Cái dư địa cho đây là cái tốc độ từ năm thứ nhất cho đến năm thứ bảy thì chúng ta đều thấy rằng là thông thường thì các cái hiệp định ở năm thứ ba và năm thứ bảy là những năm mà có cái tốc độ cắt giảm thuế quan nhiều nhất với rất nhiều mặt hàng. Thì đây trong CPTPP thì năm thứ ba, tức là năm 2021 thì chúng ta nó nằm ở cái điểm giữa này thì đều cho thấy rằng là cái tốc độ của cắt giảm thuế quan nó sẽ không quá gì là đột biến. Nói cách khác thì nó không phải là một cái yếu tố quá lớn để có thể kích được cái xuất khẩu của Việt Nam. Một cái dự báo tiếp của chúng tôi đấy là liên quan đến việc
phục hồi nhập khẩu của các quốc gia. Nó liên quan đến một loạt các cái nước mà chúng tôi có để ở đây, thì trong đó có chú ý đến câu chuyện của Mỹ chẳng hạn. Thì nhìn chung thì cái nhu cầu nhập khẩu của Mỹ cũng sẽ tiếp tục tương đối là thấp ở các cái quý tiếp theo, và đặc biệt là đến thời điểm hết năm 2021 thì vẫn là một trong những cái tương đối là cái nhu cầu nhập khẩu vẫn tương đối chậm. Cái đấy nó liên quan trực tiếp đến câu chuyện về phục hồi kinh tế của Mỹ trong thời gian tới. Thì trong một cái thời gian ngắn thì tôi xin phép được điểm qua một số những cái các cái thông tin về liên quan đến phục hồi kinh tế của các quốc gia, về thị trường của các nước. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Văn Thắng về một cái bài phát biểu mà rất là đầy đủ thông tin cập nhật về tình hình kinh tế thương mại thế giới và cũng như của Việt Nam nói riêng. Kính thưa quý vị, bối cảnh xung đột thương mại và dịch vụ về việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đã tạo ra không ít những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong những năm qua. Xu hướng này đã và đang ngày trở nên mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và sau đây, ban tổ chức xin được kết nối với đầu cầu của thủ đô Washington ở Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của ông Bùi Huy Sơn, tham tán công sứ thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để tìm hiểu về những xu hướng thay đổi của chuỗi cung ứng, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và thời kỳ hậu COVID. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Huy Sơn ạ. Chủ đề liên quan đến xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, nó gắn trực tiếp với thị trường Hoa Kỳ. Trong cái bài trình bày trước thì cả trước cũng đã nói một số ý liên quan đến việc chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở đây thì tôi chỉ xin phép được đề cập trực tiếp đến cái phạm vi liên quan đến thị trường Hoa Kỳ cũng như là quan hệ với Việt Nam. Trước hết nói về chuỗi cung ứng, tôi cũng xin phép là cũng không nêu cái định nghĩa học thuật gì ở đây, nhưng mà chúng ta đều cùng có thể chia sẻ với nhau rằng cái sự phát triển của chuỗi cung ứng này đã được phát triển một cách mạnh mẽ cùng với tiến trình toàn cầu hóa trong nhiều thập kỷ vừa qua. Và do vậy thì chúng ta cũng thấy là càng đến gần đây, chuyển dịch của chuỗi cung ứng càng ngày nó càng nhanh chóng hơn và ở một cái mức độ mạnh mẽ. Và chúng ta cũng thấy rằng chuyển dịch chuỗi cung ứng đó là một quá trình nó liên tục theo quy luật của thị trường, khi các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp tìm kiếm những khu vực cả về địa lý cũng như về chuỗi sản xuất làm sao có hiệu quả cao nhất. Và như diễn giả trước cũng nói, tôi hoàn toàn nhất trí là việc chuyển dịch chuỗi cung ứng nó sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Và cho đến trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, chúng ta cũng có thể cơ bản nhìn thấy những trung tâm chính ở trên thế giới tham gia vào chuỗi cung ứng, bao gồm châu Âu, Mỹ, châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các khu vực còn lại, bao gồm các nước Mỹ Latin, nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy có một thực tế là theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cho đến năm 2018, riêng Trung Quốc là đã chiếm tới 28% sản lượng toàn cầu. Và chính điều này là một cái kết quả khá là thiên lệch. Và chúng ta nhìn thấy được sau một quá trình dài các nước thực hiện quá trình xây dựng chuỗi cung ứng của mình. Và tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là từ sau 2018, ở đây tôi cũng nói đến năm 2019 hay là trực tiếp là năm 20 gắn với dịch COVID-19 mà tôi lấy cái mốc là năm 2018. Khi mà chúng ta nói nhiều hơn về việc chuyển dịch chuỗi cung ứng, trong đó có một số cái lý do. Trước hết là những cái thay đổi rất đột ngột trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm thu hút đầu tư, chúng ta cũng có thể gọi là hồi hương đấy, thu hút
nhà đầu tư trở lại nước Mỹ với mục tiêu là nước Mỹ trên hết. Trong đó thì có một loạt những cái chính sách khá lớn, những cái quyết định chính sách rất lớn của chính phủ Hoa Kỳ như là rút khỏi hiệp định TPP, áp thuế nhôm thép trên phạm vi gần như là toàn cầu, đàm phán lại các hiệp định thương mại quan trọng hay là điều tra áp thuế theo các mục 232 hoặc là mục 301. Yếu tố thứ hai đó là cái căng thẳng thương mại trực diện và toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang suốt từ thời điểm đó. Các quý vị cũng còn nhớ, nó bắt đầu từ tháng 3 năm 2018. Và ở đây thì tôi xin được nhấn mạnh rằng cái căng thẳng này nó trực diện bởi lẽ nó đặc định trực tiếp liên quan đến đối tác là Trung Quốc. Trong khi trước đó thì phần lớn các nước áp dụng các biện pháp mang tính chất là áp dụng chung, ít khi có những biện pháp trực diện với một đối tác nào đó. Và thứ hai đó là mang tính chất toàn diện. Các vị chắc cũng còn nhớ hiện nay Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục áp thuế 25% đối với 370 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Và với những biện pháp như vậy thì đã gây ra những tác động rất trực tiếp tới các doanh nghiệp. Trước hết là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc và sau đó là các doanh nghiệp hoạt động ở các thị trường khác nhưng cùng tham gia vào cái chuỗi sản xuất này. Chúng ta cũng đã trao đổi nhiều từ năm 2018, năm 2019 và cho cả đến nay về tác động của cái căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đối với các doanh nghiệp ngay tại Việt Nam. Và cái điểm cuối cùng cũng làm cho việc sử dụng chuỗi cung ứng được quan tâm nhiều hơn trong thời gian hiện nay chính là sự bùng phát của dịch Covid như quý vị cũng đều thấy. Và sự bùng phát này tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của diễn giả trước cũng có nói, nó là một chất xúc tác, nó là một yếu tố tác động tức thời nhưng làm cho quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng được thúc đẩy cách mạnh mẽ. Bởi lẽ do tác động của Covid, chúng ta nhìn thấy một hiện tượng mà chưa từng có thể được dự báo chứ chưa nói chuyện là có thể được chứng kiến. Đó là khi toàn cầu, hệ thống cung cấp của toàn cầu bị ngưng trệ chỉ do một mắt xích mà làm cho toàn hệ thống bị ngưng trệ. Vậy thì với các lý do như vậy, chuỗi cung ứng chuyển dịch một cách mạnh mẽ hơn hay cái vòng xoay nó xoay chuyển nhanh chóng hơn và các nước tham gia vào đó với nhiều mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên chúng ta đều có thể nhận rõ cái mục tiêu chung ở đây là các nước đều muốn giảm sự phụ thuộc vào một cái mắt xích hay nói cái khác là tăng tính an toàn cho hệ thống. Nhưng kèm theo đó thì mỗi quốc gia tham gia vào việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng này đều có những lợi ích riêng của mình, cả lợi ích gì về kinh tế, chính trị và các lợi ích khác. Và với những mục tiêu như vậy thì hàng loạt các quốc gia cùng tham gia vào đây với nhiều giải pháp khác nhau mà chúng tôi để tạo chia thành các cái giải pháp hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các giải pháp để đẩy và nhóm thứ hai là các giải pháp để lôi kéo. Các giải pháp để đẩy ở đây tức là để đẩy chuỗi cung ứng nó mở rộng ra hay là phần nào đó tránh phụ thuộc tập trung vào một nơi. Tôi nói ví dụ ở đây một loạt các biện pháp của Hoa Kỳ, ví dụ như họ áp thuế rất cao trên diện rộng với 370 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc như tôi đã nói trên. Họ áp dụng rất nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trở lại, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại trong nước Mỹ. Hoa Kỳ cũng mở rộng các cái giải pháp, các cái cơ chế đa phương khác nhau để phối hợp các lực lượng, các nguồn lực cùng tham gia trong quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng này. Có thể là nêu ở đây hai cái ví dụ rất là nổi bật, đó là việc triển khai cái tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó có một trong những trụ cột là trụ cột về kinh tế rất rõ ràng, và thứ hai là việc mở rộng cái mạng lưới về thịnh vượng về kinh tế. Chúng ta cũng theo dõi đều biết trên cơ sở nhóm bốn nước, nhóm Quad, và sau đó thì mời thêm một số nước khác trong đó có Việt Nam để tăng cường quá trình liên kết giữa các nước với mục đích trước mắt là hỗ trợ khắc phục những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng kèm theo đó là những mục tiêu dài hạn hơn về chuyển dịch chuỗi cung ứng. Đồng thời Hoa Kỳ cũng áp dụng đạo luật quốc phòng rồi huy động nhiều nguồn lực trong nước khác nhau
để phục vụ cho việc phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất thiết bị y tế, hay là ban hành và thực hiện các chính sách kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư ra nước ngoài, cũng như là hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào Hoa Kỳ trong các dự án, đặc biệt là các dự án công nghệ hoặc là các dự án công nghiệp có tính nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Ở đây thực ra cũng là một trong những cách mà chúng ta thấy để làm sao mà thu hút đầu tư trở lại Hoa Kỳ. Và gần đây nhất thì các vị chắc cũng nghe nhiều về việc phía Hoa Kỳ cấm các sản phẩm, cấm trực tiếp đấy, một số sản phẩm và một số doanh nghiệp của Hoa Kỳ ở của Trung Quốc như là Huawei hay là TikTok hay là WeChat. Cách này cũng là cái cách để mà làm sao tác động cho các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh với các đối tác Trung Quốc thực sự phải cân nhắc lại. Cũng theo cái nhóm các giải pháp đẩy này đó, thì chúng ta cũng thấy các giải pháp mạnh mẽ của Nhật Bản, của Đài Loan, kể cả các nước châu Âu. Ví dụ như Nhật Bản thì cũng đã dành ra tới 2,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chuyển dịch đầu tư về Nhật Bản hoặc là sang các nước ASEAN hoặc là các nước khác ngoài Trung Quốc. Đài Loan cũng tương tự như vậy, áp dụng rất nhiều biện pháp hỗ trợ thuế, đơn giản hóa thủ tục, rồi hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thu hút doanh nghiệp trở lại nước mình. Một cái chiều ngược lại là nhóm các sản phẩm để làm sao nhóm các biện pháp để làm sao lôi kéo việc chuyển dịch đầu tư, chuyển dịch giữa cung ứng về phía mình. Ở đây chủ yếu là ở các nước có mong muốn tiếp nhận chuỗi đầu tư này. Ví dụ như là về giảm thuế, hỗ trợ tài chính, xây dựng quỹ đất. Trong có cả các biện pháp mang tính chất chính trị hay quan hệ đối ngoại, như là củng cố quan hệ với các nước có các nhà đầu tư lớn hay đơn giản hóa thủ tục. Ở đây chúng ta có thể liệt kê một loạt các nước nổi bật và rất tích cực trong thời gian vừa qua như là Úc, Ấn Độ, các nước ASEAN và cả các nước châu Mỹ cũng như các nước Nam Âu. Mặc dù có những cái động thái mạnh mẽ từ cả hai phía như vậy, nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ rằng là bức tranh về chuyển dịch thực ra là cũng còn khó dự đoán. Bởi lẽ bản thân Trung Quốc không phải ngẫu nhiên mà đến năm 2018 họ trở thành một công xưởng thế giới với 28%, tức là gần 1/3 sản lượng của toàn thế giới được thực hiện, được sản xuất tại Trung Quốc. Bởi ở đó họ có một cái sức hấp dẫn rất mạnh mẽ về chi phí, về chất lượng và quy mô thị trường thì không ở nước nào cho đến tận bây giờ có thể cạnh tranh được với Trung Quốc. Và quyết tâm cải cách của Trung Quốc cũng hết sức mạnh mẽ. Quý vị nếu mà theo dõi số liệu gần đây thì cũng thấy kinh tế Trung Quốc đã phục hồi, cũng như cái bài phát biểu diễn giả trước anh Thắng cũng đã nêu, thì có thể là vì Trung Quốc họ bị vướng dịch trước và họ tìm cách xử lý sớm hơn, cho nên họ có thể phục hồi và phần nào đó khắc phục được các cái hệ lụy nó sớm hơn các nước khác, cho nên bây giờ kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu có những cái dấu hiệu phục hồi khả dĩ và quan hơn. Thứ hai là đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi chuyển dịch khỏi Trung Quốc thì đòi hỏi chi phí khá lớn chứ không đơn giản. Và thứ ba là những biến động của chính trị. Ở đây như đã báo cáo ở trên, tôi nói trực tiếp liên quan đến quan hệ với Hoa Kỳ. Thì quý vị cũng chỉ biết là chỉ khoảng 40-42 ngày nữa Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Và những thay đổi về chính sách thì cũng chưa biết thế nào để có thể dự đoán được. Hay là chúng ta cũng vừa chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo chính phủ mới ở Nhật Bản cũng như là nhiều nước khác. Trong khi đó các cái sáng kiến đa phương của Mỹ như tôi nêu ở trên ấy, thì mới chỉ được ở mức là nêu ý tưởng và chưa được triển khai một cách mạnh mẽ. Và thực tế mà nói thì nguồn lực mà phía Mỹ cũng như các nước cam kết cho các sáng kiến này để thúc đẩy chuyển dịch chuỗi cung ứng cũng chưa phải là mạnh mẽ, hay nói cách khác là còn ở mức hạn chế. Và có một điểm cũng là một yếu tố rất tích cực nhưng mà cũng là cái yếu tố nó tác động đến quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng, đó là cái triển vọng kiểm soát được dịch bệnh. Chúng ta thấy là càng ngày càng rõ hơn nhờ việc phát hiện và phát triển được vaccine, cũng như đặc biệt là cái khả năng thích nghi xã hội ở các nước. Mặc dù chúng ta đều biết là cho đến hiện nay thì có Nga cơ bản là công bố chính thức là có vaccine, thế còn chúng ta chưa có một cái nơi nào có thể công bố chính thức khác có vaccine cho toàn cầu.
nhưng các nền kinh tế cũng đã dần dần phải tự tìm cách gượng dậy và có cái cách thích nghi riêng để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh như cách đây vài tháng. Và nếu mà như vậy thì cái yếu tố, cái chất xúc tác mạnh mẽ nhất khiến cho quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng được đẩy nhanh là Covid, thì xem ra không còn phải là cái tác động trực tiếp sâu sắc trong thời gian tới nữa. Và chúng tôi xin điểm ở đây cái thông tin của báo South China Morning Post, thì 6 tháng đầu năm 2020 đầu tư chính từ Mỹ vào Trung Quốc lại tăng tới 6%. Tất nhiên họ ở đây họ dùng đồng tiền là theo nội tệ, có thể là cái đồng tiền này nếu mà do yếu tố tỷ giá nó cũng làm thay đổi đi cái xu thế. Thì tuy nhiên chúng ta thời gian qua cũng thấy rằng là có một số tập đoàn lớn của Mỹ tiếp tục thể hiện cái sự quan tâm của mình, ví dụ như là Apple vẫn tiếp tục hoạt động ở đó, Microsoft vẫn tiếp tục giữ vị trí của mình ở đó, thế rồi Tesla và Honeywell là thậm chí còn đang xem xét khả năng đầu tư thêm. Đấy là một cái thực tế có thể nói là đa chiều, chứ không chỉ đơn giản để chúng ta có thể nói rằng quá trình chuyển dịch sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc. Và nếu mà so đánh giá theo các ngành với các yếu tố nêu trên ấy, thì cũng có thể thấy rằng là với các cái ngành như là dược phẩm, thiết bị y tế hay là những ngành đơn giản hơn như dệt may, cơ khí, điện tử thì cái mô hình chuyển dịch sẽ có thể rõ ràng hơn. Và trong đó thì có nhiều doanh nghiệp xem xét cái khả năng xây dựng mô hình Trung Quốc cộng 1 coi như là cái bước thử nghiệm, hay nói cách khác là họ vẫn giữ mô hình cái quy mô đầu tư ở Trung Quốc, có thể giảm một chút ít thôi nhưng mà sẽ đầu tư thêm một cơ sở ở nước thứ hai, đó là mô hình Trung Quốc cộng 1. Mô hình này thực ra cũng đã được nhiều nước, đặc biệt là các nước Đông Bắc Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc bàn thảo đến cách đây 10-15 năm rồi, nhưng có lẽ giai đoạn này nó sẽ thúc đẩy cái mô hình này nó rõ hơn. Còn các ngành công nghệ cao và đầu tư giá trị lớn thì cái việc quyết định để mà rời khỏi một địa bàn nào đó hay là chuyển dịch toàn bộ sẽ là hết sức khó khăn. Tôi xin được tập trung hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta cũng đã vừa mới điểm rất nhiều giải pháp để thúc đẩy được chuyển dịch chuỗi cung ứng, thì theo báo cáo của cơ quan Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đó, thì trong năm 2019, tức là khi đó là chúng ta chưa thấy cái tác động trực tiếp của Covid đâu, nhưng mà cũng đã có 2 năm thực hiện nhiều giải pháp để là làm sao thu hút vốn đầu tư trở lại vào Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì trong năm 2019, tổng vốn đầu tư vào Hoa Kỳ là 194,7 tỷ đô la Mỹ và giảm 37% so với năm 2018 và thấp hơn mức trung bình của giai đoạn 14-18. Đấy. Như vậy để nói rằng là dù có rất nhiều biện pháp khác nhau để thu hút nguồn vốn trở lại, nhưng việc nguồn vốn trở lại Hoa Kỳ không phải là dễ, và trên thực tế thì nó đã đi giảm. Và như vậy có thể có một lý giải khác là các biện pháp kia đã phần nào hỗ trợ thúc đẩy nguồn vốn chảy từ Trung Quốc sang các nước thứ ba, chứ không phải là chỉ tập trung về Hoa Kỳ. Và nếu mà nhìn vào số liệu thì cũng thấy rằng là các nguồn vốn chính đầu tư vào Hoa Kỳ thì vẫn là các đối tác truyền thống, ví dụ như Anh, Canada, Đức, Nhật Bản. Nếu mà tính một khối thì EU là đối tác lớn nhất. Trong khi đó thì quý vị cũng có thể thấy ở đây là cái cơ cấu vốn đầu tư vào Hoa Kỳ đấy, thì cái phần cơ cấu mà đầu tư mua lại hoặc đầu tư mở rộng, đầu tư cơ sở mới, nó chênh lệch rất lớn. Và cái phần đầu tư cơ sở mới thì chỉ có 1% thôi. Cái phần lớn vẫn là các nhà đầu tư cũ và họ mở rộng mà thôi. Hoặc là các cái lĩnh vực đầu tư thì ở đây cũng thấy là các lĩnh vực đặc biệt là lớn nhất là dược phẩm, cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi công nghệ cao và đầu tư rất lớn. Tương tự như vậy thì nói về chuỗi chuyển dịch chuỗi cung ứng thì chúng ta không chỉ nói đến đầu tư hút về Mỹ, mà chúng ta cũng cần xem thêm cái nguồn đầu tư của Mỹ ra nước ngoài. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là trong giai đoạn 18-19 thì đầu tư của Mỹ ra nước ngoài vẫn chủ yếu tập trung vào
châu Âu. Có lẽ cái điểm mà đặc biệt hay là cái khác biệt lớn hơn cả trong cái giai đoạn này chính là cái đầu tư sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và điểm này tôi cho rằng là cũng gắn với cái định hướng chính sách của Mỹ về chuyển dịch chuỗi cung ứng, hỗ trợ cho các nước xung quanh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương để tham gia vào cái chuỗi cung ứng cùng với Hoa Kỳ. Về kịch bản phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ, thì ở đây chúng tôi xin được trích dẫn cái báo cáo nghiên cứu của McKinsey. Trong đó thì người ta có tính đến 9 cái mô hình phục hồi kinh tế khác nhau. Tuy nhiên qua phân tích thực tế thì chỉ có 4 cái mô hình ở góc phía bên phải phía trên á, mà in nền đậm ấy, là có vẻ khả dĩ nhất. Và các phân tích thì đều cho rằng cái mô hình A2, tức là cái mô hình ở cái dòng thứ hai bên ngoài cùng dòng thứ hai là mô hình khả dĩ hơn cả. Và trên thực tế chúng ta đang chứng kiến cái mô hình này dần hình thành, tức là sẽ không có hình chữ V đâu, mà phục hồi sẽ là phục hồi từ từ. Và phục hồi từ từ này thì trong quá trình phục hồi thì nó còn trôi chuột, phụ thuộc vào thị trường thế giới, phụ thuộc vào sự bùng phát trở lại của dịch bệnh như chúng ta đã chứng kiến. Thậm chí là ở Hoa Kỳ thì còn có các vấn đề về xã hội khác nữa, chưa kể là tác động của cuộc bầu cử. Cho nên là chúng ta đã và đang chứng kiến cái sự phục hồi của kinh tế Mỹ, nhưng mà nó cũng không phải là toàn theo đường thẳng một cách ổn định. Và về số liệu thì kinh tế Mỹ thực sự cũng đã phục hồi bắt đầu từ quý 3 năm nay. Trong đó thì chi tiêu bắt đầu tăng dần lên. Và như quý vị đã thấy ở đây thì dự báo là quý 4 kinh tế Mỹ tiếp tục tăng với mức 2,4%. Và cả năm 2020 thì chỉ giảm 4,8% so với năm 2019. Đây là cái mức dự báo mới, có phần lạc quan hơn so với mức dự báo từ tháng 4. Và Conference Board thì có dự báo chung cho cả năm nay, năm sau. Và quý vị cũng có thấy ở đây là GDP của Mỹ, GDP thực của Mỹ quý 3 bắt đầu tăng rất là khả quan. Và trong năm 21 thì tình hình còn khả quan hơn nữa, với cái tốc độ tăng trưởng cả về GDP và tất nhiên là kèm theo đó là chi tiêu. Thì đây cũng là cái yếu tố rất là quan trọng đối với chúng ta khi cái nhu cầu của thị trường này thực sự được khôi phục trở lại. Vì như quý vị chúng ta biết, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới với hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ một năm. Và đặc biệt đối với Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta. Đối với quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thì chúng tôi có theo dõi biến động hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2020 này từng tháng một. Và quý vị cũng có thấy là cái biểu đồ màu nâu đó, đấy là cái biểu đồ của số liệu xuất khẩu của chúng ta, thì sau khi mà bị sụt giảm đột ngột trong tháng 2 thì đã được phục hồi trở lại và liên tục duy trì đà tăng trưởng dương, và đến gần đây tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động nhập khẩu từ Hoa Kỳ cũng duy trì được về cơ bản tốc độ tăng trưởng dương so với năm 2019, tuy nhiên là mức độ cái tuyệt đối thì nó có thể nhỏ hơn. Đối với Việt Nam khi tham gia cái quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng này thì chúng tôi cũng xin chia sẻ ở đây có mấy cái thuận lợi của chúng ta. Những cái thuận lợi này xin được nói thêm là nằm hoàn toàn ngoài những thuận lợi, những thế mạnh sẵn có của Việt Nam về vị trí địa lý, về ổn định chính trị, về tất cả những cái điều kiện khác mà chúng ta cũng đã dày công xây dựng những năm qua. Nhưng mà mới gần đây chúng ta đã tạo được thêm cho mình những lợi thế mới. Ví dụ trước hết là cái năng lực kiểm soát khủng hoảng, đặc biệt trong xử lý dịch bệnh COVID. Điều này thì như đồng chí Thứ trưởng của Tăng Hải cũng đã nêu, không phải là Việt Nam đánh giá mà bạn bè quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng đều ghi nhận một cách hết sức khách quan về thành tích của chúng ta. Điều này tôi cũng xin khẳng định là nó tác động rất mạnh mẽ đối với suy đoán và tính toán của các nhà đầu tư khi người ta xem xét việc hợp tác tại Việt Nam. Cái thứ hai nữa là tính kết nối tự do của thị trường Việt Nam với các thị trường lớn nhờ các FTA, đặc biệt là các FTA chất lượng cao mới được ký kết và thực hiện gần đây.
chúng ta cũng biết rõ là có FTA với EU, với CPTPP, và tới đây có thể là chúng ta có thể ký kết được cùng với các nước tham gia hiệp định RCEP, đối tác toàn diện. Đây sẽ là những cú hích rất quan trọng chúng ta đang mong chờ, để có thể giúp chúng ta vượt qua được hoặc là tiến lên nhanh hơn được trong quá trình phục hồi kinh tế. Cũng liên quan đến cái nỗ lực của Việt Nam thì quyết tâm chính trị và những cái giải pháp cụ thể cũng là hết sức quan trọng. Chúng ta, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập một tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để thu hút đầu tư trong cái giai đoạn mới này, cũng như là triển khai nhiều biện pháp để hoàn thiện khung pháp luật ngay trong tháng 7 vừa rồi về hợp tác công tư hay là những cái luật về đầu tư, những cái định hướng về phát triển năng lượng cũng là cái cú hích quan trọng. Một cái điểm nữa cũng đáng nói, đó là cái vai trò mới của chúng ta trong các cơ chế đa phương. Ngoài việc thực hiện tốt cái vai trò chủ tịch ASEAN cũng như là tham gia các cái cơ chế của Liên Hợp Quốc, thì tôi cũng, như tôi đã nói ở trên, việc các nước mời Việt Nam tham gia cái cơ chế mạng thịnh vượng kinh tế cũng là một cái chỉ dấu về cái khả năng thực tế của chúng ta là một phần, nhưng mà đồng thời cũng là cái đánh giá của các đối tác về khả năng chúng ta có thể tham gia vào các cái cơ chế này. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn còn những vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện. Ở đây thì tôi không muốn nói rằng là dùng cái từ là thách thức, có lẽ nó là những vấn đề chúng ta cần phải hoàn thiện đúng hơn, vì nó luôn luôn đi cùng với cái quá trình mà chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh của mình cũng như là tham gia vào chuỗi cung ứng. Ở đây chúng ta còn gặp nhiều khó khăn về mạng lưới sản xuất và liên kết chuỗi ở ngay trong nước. Các câu chuyện về công nghiệp hỗ trợ, các công nghiệp, câu chuyện về sản xuất tuần hoàn cũng như là liên kết chuỗi với nhau luôn luôn là vấn đề khó khăn. Việc hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, trong đó có hạ tầng về giao thông, về thanh toán, về thông tin cũng là vấn đề chúng ta mặc dù đã đang hết sức nỗ lực hoàn thiện, nhưng mà sẽ còn tiếp tục phải phấn đấu để đạt được những cái trình độ ngang bằng và cạnh tranh với tầm khu vực và thế giới. Việc xây dựng đội ngũ lao động, ở đây là tôi cũng đề cập đến lao động tay nghề cao và cán bộ quản lý, cũng là cái thách thức đối với Việt Nam. Và cuối cùng là cái chính sách kinh tế thương mại ổn định, minh bạch và thông thoáng để làm sao tạo thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp, không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà cả các doanh nghiệp nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp thì tôi xin phép được chia sẻ một vài khuyến nghị như thế này, vì tôi cũng biết là hôm nay tham gia chương trình thì có nhiều các anh chị doanh nghiệp cũng như là đại diện các hiệp hội. Khi chúng ta nói về chuyển dịch chuỗi cung ứng thì chúng ta đón bắt những cái cơ hội từ đó phải gắn với một cái tầm nhìn dài hạn về chất lượng và hiệu quả, chứ nó không chỉ đơn giản là cơ hội thị trường để có thể bán hàng trong một thời gian ngắn. Cái thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp chúng ta đã đạt được cái năng lực cạnh tranh cao rồi đấy, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng sẽ luôn mở ra được những cơ hội mới, không phải chỉ gắn với riêng Mỹ hay là Trung Quốc, mà nó sẽ mở ra với các thị trường khác, các nhà cung cấp khác. Ở trong khuôn khổ diễn đàn ngày hôm nay thì chúng ta đều nhận rõ cái cơ hội rất là tiềm năng với thị trường khu vực Nam Mỹ, kể cả Trung Mỹ và Nam Mỹ. Và trên thực tế chúng ta cũng đã thấy tốc độ tăng trưởng thương mại mặc dù trong giai đoạn Covid vẫn ở mức rất là khả quan. Riêng đối với thị trường Mỹ thì tôi cũng kỳ vọng rằng là các doanh nghiệp chúng ta sẽ cố gắng thích ứng được với yêu cầu của thị trường trong cái tình hình mới. Tình hình mới ở đây là tình hình do Covid. Tình hình mới ở đây nó gắn với các cái mô thức kinh doanh, các mô thức phân phối mới, các yêu cầu khác của khách hàng. Nếu do thời gian có hạn thì tôi xin phép không trình bày chi tiết ở đây. Và trên cơ sở cái tình hình mới đó, chúng ta có thể hoàn thiện hơn nữa cái sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại của mình, và tăng cường hoạt động xuất khẩu thông qua các kênh phân phối trực tiếp hoặc là trực tuyến. Và tôi xin được nhấn mạnh ở đây là cả trực tiếp và cả trực tuyến. Thời gian qua Bộ Công Thương qua nhiều đơn vị khác nhau, cả vụ đường Âu Mỹ cũng như là Cục Xúc tiến Thương mại đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các kênh phân phối trực tuyến. Đồng thời chúng ta cũng hết sức lưu tâm hợp tác đầu tư kinh doanh với các đối tác Mỹ và cả các đối tác ở nước thứ ba để nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm của mình. Ở đây chúng tôi lại xin được nhấn mạnh một lần nữa cái vị trí cũng như cái vai trò rất là quan trọng của các nước châu Mỹ.
trong quá trình hợp tác với Việt Nam để tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ. Và trong quá trình đó thì rất mong các doanh nghiệp Việt Nam luôn đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc cả trong sản xuất và hợp tác đầu tư. Phần đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trong sản xuất thì chắc là quý vị cũng đều nắm rõ, nhưng đối với hoạt động hợp tác đầu tư cũng rất mong quý vị quan tâm, vì hiện nay các nước, cụ thể ở đây là Mỹ, hết sức quan tâm đến các hoạt động đầu tư và có cái dấu hiệu không được minh bạch, có cái dấu hiệu gian lận. Do vậy chúng ta có thể không nghĩ đến, nhưng mà cái đối tác của chúng ta ở các nước thứ ba chẳng hạn, người ta đã mang sẵn cái ý đồ đó thì chúng ta cuối cùng sẽ trở thành ra là nạn nhân, rất đáng tiếc. Và cuối cùng rất là mong các quý vị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến của thị trường và chính sách cả ở Việt Nam, cả với các nước đối tác, và đặc biệt là cái quá trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do mà quý vị đại biểu đã nói hôm ngày đầu giờ sáng hôm nay, như đồng chí thứ trưởng cũng như ông bộ trưởng ngoại giao Uruguay cũng đã nêu về cái cơ hội triển vọng chúng ta có được cái hiệp định thương mại kết nối với các nước châu Mỹ thì sẽ là cái cơ hội để chúng ta có cái giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững. Đó là một số cái nội dung tôi xin phép được chia sẻ trong khuôn khổ của thảo luận hôm nay với chủ đề về xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng gắn với việc phát triển quan hệ với thị trường Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc diễn đàn chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe của quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Duy Sơn về bài phát biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp sau đây xin mời quý vị đến với phiên thảo luận đầu tiên của buổi diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề cập nhật tình hình thị trường châu Mỹ. Sau phần thảo luận của các diễn giả, chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của được các doanh nghiệp rất mong chờ. Và ngay bây giờ, các quý vị đại biểu có thể gửi các câu hỏi cho ban tổ chức chúng tôi qua kênh livestream ở trang Facebook của vụ thị trường châu Mỹ với địa chỉ www.fb.com/vụ-thị-trường-châu-Mỹ viết liền để chúng tôi có thể chuyển tới các diễn giả. Và tham dự phiên thảo luận đầu tiên, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đại biểu sau. Xin mời ngài Jamie Chomali, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam. Ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP. Cùng với các tham tán thương mại Việt Nam tại các nước Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Argentina, Cuba ở tại các điểm đầu cầu trực tuyến. Ban tổ chức xin kính mời ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Hàng châu Mỹ, Bộ Công Thương sẽ lên điều phối phiên thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin lưu ý các quý vị đại biểu là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chè, cà phê và đồ ăn nhẹ ở ngoài sảnh. Vì thời hạn của chương trình là rất hạn chế, chương trình chúng ta hôm nay sẽ không có nghỉ giải lao giữa hai phiên. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều câu hỏi của các quý vị doanh nghiệp khi đăng ký tham gia diễn đàn và mong muốn là sẽ có đủ thời gian để giải đáp tất cả những thắc mắc của các doanh nghiệp. Ngoài các câu hỏi đã đăng ký từ trước thì quý vị có thể tiếp tục gửi các câu hỏi cho ban tổ chức qua kênh livestream của Facebook hoặc có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả ngay tại hội trường chúng ta ngày hôm nay. Và kính mời các quý vị nào có nhu cầu thì có thể dùng trà cà phê tại khu vực sảnh. Và phiên thảo luận bắt đầu luôn bây giờ ạ. Kính thưa Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, kính thưa các ngài đại sứ, kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, thì chúng ta sẽ đến với phiên thảo luận đầu tiên của diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp với các đối tác châu Mỹ. Và lời đầu tiên thì tôi cũng xin được cảm ơn các chuyên gia đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi cũng rất là vui mừng được có các cái đại diện của các hiệp hội
các chuyên gia cũng như là của đại diện của các đại sứ quán nước ngoài tham dự cái phần panel thứ nhất này. Và thưa quý vị, là sau cái bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Công Thương cũng như là của Ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay, như bài trình bày của anh Thắng rồi anh Huy Sơn, thì chúng ta cũng đã có thể hình dung ra được phần nào cái bức tranh tổng thể toàn cảnh về tình hình thị trường khu vực châu Mỹ và như những cái cơ hội thách thức đối với cả các doanh nghiệp Việt Nam. Thì tại phiên thảo luận này thì chúng ta cũng sẽ thảo luận sâu hơn vào các cái vấn đề cụ thể về tình hình kinh tế, về khả năng phục hồi của một số các cái quốc gia châu Mỹ cũng như các cái ngành hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam như là thủy sản, dệt may, như những triển vọng về hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Mỹ trong thời gian tới. Thì để mở đầu, tôi xin phép được đặt câu hỏi cho anh Thắng. Thưa anh, có lẽ là việc dự báo trong bối cảnh hiện nay thì cái việc cũng không hề là dễ dàng. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng ban về dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Quốc gia, thì anh nhìn nhận như thế nào về cái triển vọng hợp tác thương mại công nghiệp giữa Việt Nam với các nước khu vực châu Mỹ? Anh có thể chia sẻ thêm là những cái thách thức lớn nhất vào thời điểm này đối với các doanh nghiệp và xuất khẩu Việt Nam là gì? Vâng, xin cảm ơn anh Đinh. Tôi cho rằng là nếu mà nhìn vào cái cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường châu Mỹ thì có thể thấy một số những cái điểm tương đối nổi bật. Đấy là cái tính tập trung của thị trường ở châu Mỹ tương đối là cao đối với hàng Việt Nam, đặc biệt là có tới một cái tỷ trọng rất cao là xuất khẩu sang Mỹ. Cho nên là nói về thị trường châu Mỹ, thực ra chúng ta đang nói rất nhiều về thị trường Mỹ. Đấy là một cái thị trường trọng điểm, và chiếm tới khoảng gần 90% cái tổng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Mỹ. Và một cái đặc điểm thứ hai ở thị trường châu Mỹ, đấy là chúng ta đang có một cái hiệp định khá quan trọng, và nó là những cái thị trường mới đối với Việt Nam. Và đó là những cái thị trường trong CPTPP, trong khuôn khổ đấy thì có Canada, có Mexico, có Peru. Đấy là những cái nước mà chúng ta có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh chung là xuất khẩu của Việt Nam giảm sút ở các thị trường khác thì các thị trường này vẫn là những cái điểm sáng. Và nếu nói nhìn về dự báo thì rõ ràng đây là một cái yếu tố rất quan trọng để khẳng định rằng là cái triển vọng sắp tới của các cái thị trường này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chú ý một điểm, đấy là chúng ta xuất khẩu gì sang các cái thị trường này. Thì các cái thế mạnh về hàng điện tử, nó ở một góc độ nào đấy, nó là câu chuyện của các công ty đa quốc gia, vì thế mà cũng rất khó nói. Tuy nhiên thì ở góc độ của những cái hàng mà các cái doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong nước và xuất khẩu sang Mỹ thì đấy là câu chuyện dệt may, da giày, thủy sản. Chúng ta vẫn nhắc lại cái ba cái mặt hàng chủ lực này rất nhiều. Thì cái dự báo chung của chúng tôi thì đều cho rằng là thế này. Tất cả những cái mặt hàng mà tôi vừa nhắc đến ấy, nó liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện phục hồi về thu nhập của đại đa số những người có mức sống trung bình ở các quốc gia này. Và nếu như cái tăng trưởng kinh tế của các quốc gia thuộc châu Mỹ, ở đây tôi chưa nói về câu chuyện của Mỹ, nhưng mà ở các quốc gia khác chẳng hạn như Canada, như Mexico, như Chile, Peru, mà nó phục hồi được nhanh thì nó sẽ kéo theo được cái xuất khẩu nhanh hơn. Còn nếu phục hồi chậm thì sẽ làm cho cái xuất khẩu chậm. Thì cái câu chuyện phục hồi như thế nào lúc đấy nó lại liên quan đến việc là các quốc gia này kiểm soát COVID đến đâu ở trong cái thời kỳ cuối năm 2020, và đặc biệt là liệu có những cái làn sóng COVID thứ hai, thứ ba hay không ở các quốc gia này. Và đây là một cái tham số cực kỳ khó khi nói về dự báo các cái thị trường này, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có cái độ chắc chắn trong cái việc kiểm soát dịch bệnh. Chính vì thế mà tôi cho rằng là nếu chỉ nhìn con số trong quá khứ nó chưa nói lên được gì, bởi vì cái xuất khẩu, cái mức xuất khẩu ban đầu nó thấp, cho nên cái tốc độ tăng cao là một cái gì đấy nó tất yếu thôi. Thế nhưng mà để mà kéo dài, để mà tiếp tục được cái tốc độ tăng cao đấy thì tôi cũng chưa có một cái gì gọi là tích cực lắm ở các cái thị trường đấy, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm. Chúng ta có thể thấy cái suy giảm của xuất khẩu của dệt may chẳng hạn ở một số thị trường như Mexico và Canada, nó cái tốc độ nó cũng đã thấp xuống.
thì nó cho thấy rằng là ảnh hưởng Covid nó quá lớn đối với các cái sản phẩm này, và nếu như mà cái kiểm soát của Covid nó không được như ở các quốc gia khác chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái xuất khẩu trong các cái tháng cuối năm và năm 2021. Cảm ơn anh Thắng. Đúng là Covid hiện nay thì tác động rất là lớn đến các nền kinh tế. Sáng nay thì tôi cũng vừa xem chương trình Fox News thì thấy người ta đang bàn đến cái việc là nếu mà có một làn sóng thứ ba thì sắp tới người ta sẽ ăn bữa tối ở đâu, có chắc là sẽ không ra ngoài hàng được, và bây giờ phải tính xem là cái menu vào bữa tối như thế nào. Thế thì đây cũng có thể là sẽ là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp, nếu mà chúng ta có thể tận dụng được những cái phát triển được những sản phẩm để phục vụ những cái thị trường mới như thế. Để tiếp tục chương trình thì tôi xin phép được mời ngài đại sứ Chile tại Việt Nam, ông Somali, là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Mỹ đã ký một cái hiệp định FTA với cả Việt Nam. Và kể từ đó thì quan hệ thương mại giữa hai nước Chile và Việt Nam chúng ta thì đã phát triển không ngừng. Và trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 này thì đã có những cái ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội của Chile. Với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế mở và có nhiều FTA nhất thế giới, thì ngài đại sứ có thể cho biết được là cái tình hình Chile hiện nay như thế nào, và ngài đại sứ thì có cho biết thêm là chính phủ Chile thì có những cái kế hoạch để phục hồi nền kinh tế như thế nào ở thời kỳ hậu Covid. Alo, alo. Alo. Okay. Well. Vâng, cảm ơn các quý vị. Tôi muốn cảm ơn lời mời của Thứ trưởng cũng như là ban tổ chức đã ở đây đến với sự kiện lần này cùng với các cái đồng nghiệp của tôi đến từ khu vực Mỹ Latin, Chile. Chúng tôi cần phải đảm bảo được một sự cân bằng giữa đảm bảo sức khỏe cho con người, kiểm soát dịch bệnh tốt, cũng như là đảm bảo được cái sự duy trì tăng trưởng kinh tế. Cái ưu tiên rất là cao cho cái việc đảm bảo cái sự sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cũng như là cái ổn định xã hội trong cái tình hình COVID-19, cũng như là chính phủ cũng đặt những cái trọng tâm để mà duy trì một cách tốt nhất cái sự ổn định cũng như sức khỏe của nền kinh tế Chile trong thời gian hiện tại. Well, in response, the government of Chile swift introduced a comprehensive economic emergency economic plan to aim to ensure an adequate level of resources for the health sectors, support the household and firm, and in the other hand, some policies that will provide the foundation for the economic recovery. Bên cạnh đó thì chính phủ sẽ đưa ra những kế hoạch toàn diện để có mà đảm bảo tất cả những nguồn lực đầy đủ để duy trì một cách tốt nhất cái hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, cũng như là đưa ra những cái chính sách để có thể đảm bảo được những cái hoạt động này sẽ được thực hiện một cách hiệu quả nhất. This policy implies the mobilization of fiscal resources for a total of approximately 28.3 billion US dollars. Những cái chính sách này bao gồm một cái việc là những cái hoạt động về huy động tài chính, những cái gói huy động hỗ trợ tài chính lên tới giá trị 28 tỷ đô la Mỹ. As you say in the introduction, Chile is one of the most open economy in the world. We have 29 trade agreements with 65 economies that represent 88% of the global GDP and 67% of the world population. Hiện nay thì Chile là một quốc gia đấy, một trong những quốc gia có cái nền kinh tế phát triển nhất thế giới, với những hoạt động hợp tác thương mại vô cùng mạnh mẽ, trong đó có 29 hiệp định thương mại tự do đã được ký với 65 quốc gia, chiếm 88% GDP của toàn cầu và 67% dân số thế giới. Chile firmly believe that the international trade will contribute to the economic recovery. Chile tin tưởng mạnh mẽ rằng là thương mại quốc tế thì sẽ đóng góp hết sức là tích cực vào trong cái sự phục hồi toàn cầu của nền kinh tế thế giới. So is why we think that it's very important to minimize all the disruption in the cross-border trade and global supply chain. Do đó một cái điều quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu những cái hàng rào cũng như những cái rào cản trong thương mại quốc tế. But on the other hand, we are taking this global situation as an opportunity to
to introduce change in our trade policy and strengthen relations with our trade partners. Và đây cũng được coi như là một cái cơ hội để Chile có thể Chile và các quốc gia đối tác xem xét và có thể cải thiện cũng như là tăng cường những cái hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư giữa Chile và với các đối tác quốc tế. For example, we have implemented trade facilitation measures such of, as the acceptance of electronic copies of certificate of origin, online verification of certificate of origin, virtual inspection procedure of exporting establishment and general digitalization of service for exporters. Ví dụ như chúng tôi cũng đã đưa vào những cái việc là chấp nhận những cái chứng nhận điện tử, chứng nhận hàng hóa, chứng nhận truy xuất nguồn gốc và những cái chứng nhận khác liên quan đến xuất nhập khẩu điện tử để có thể tạo thuận lợi hóa cho các hoạt động xuất nhập khẩu giữa Chile và các quốc gia quốc tế. The sanitary crisis has also proved the increasing importance of the digital economy and e-commerce, and I'm very happy that a few weeks ago Vietnam and Chile held a conference about digital economy, so we expect you can look work together on that. So we consider that digital economy an opportunity to diversify export, which will improve our trade resilience. Và ở đây tôi cũng muốn nhắc cái tầm quan trọng của thương mại điện tử và nền kinh tế số đóng vai trò rất là quan trọng trong việc thúc đẩy những cái hoạt động kinh tế và hợp tác giữa Chile và các quốc gia quốc tế. Và tôi cũng rất vui mừng là mới vài ngày trước đây thôi thì Việt Nam và Chile cũng đã tổ chức thành công cái hội một cái hội thảo quốc tế về thương mại điện tử và kinh tế số. Regarding our question about our free trade agreement, I must say that Chile consider that is very successful agreement for both countries. Nếu mà nói về hoạt động hợp tác và những cái hiệp định đầu tư giữa Việt Nam Chile thì tôi cũng phải rất là vui mừng mà chia sẻ rằng là về những cái hiệp định thời gian sắp tới với những cái Việt Nam Chile sẽ ký kết và đã ký kết là sẽ ký kết thì sẽ tạo ra rất là nhiều thuận lợi và cái sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư và thương mại thành công giữa Việt Nam và Chile. During the first six months of this year, our bilateral commercial exchange reached $486 million, which represent a negative variation of just 0.5%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm thôi thì kim ngạch thương mại song phương giữa quốc gia đã lên tới $468 triệu và điều này là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. So I think this is a real fact that our bilateral trade has not been affected by the sanitary and economic crisis and prove that this has been very effective and allow us to build and develop strong economic ties. Và điều này chúng có thể cho thấy rằng là cho dù là đại dịch hay là những cái sự trì trệ cũng như là sự tắc nghẽn trong nền kinh của các hoạt động kinh tế không hề ảnh hưởng tới hoạt động thương mại song phương giữa hai quốc gia và điều này nó cũng chỉ ra một rằng là cái tiềm năng cũng như là cái hiệu quả của các hoạt động kinh tế giữa Việt Nam và Chile trong thời gian tới. Vietnam is a very important partner for Chile. So we look forward to join effort, Vice Minister, to maximize the benefit of our free trade agreement, and we hope we can celebrate the fourth commission of the FTA at the end of this year. Và tôi thấy rằng là những cái hiệp định thương mại vừa mới được ký kết giữa Việt Nam và Chile thì nó sẽ làm tạo ra một cái nền tảng cũng như là một cái cơ sở vững chắc để cho Việt Nam và Chile thực hiện hiệu quả hơn những cái hoạt động, những cái điều khoản đã được ký kết trong cái hiệp định thương mại tự do. Và tôi rất là mong đợi rằng là tôi với ngài thứ trưởng sẽ trong thời gian tới sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để có thể cùng tạo điều kiện cũng như là để tạo thuận lợi cho những hoạt động này trong tương lai. Come on. Xin cảm ơn ngài đại sứ Chile, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng cái hiệp định tự do thương mại giữa Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục là cái nền tảng vững chắc để cho phát triển quan hệ giữa hai nước. Và cũng mong là Chile sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và khôi phục cái sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian sớm nhất. Để tiếp tục chương trình thì tôi cũng muốn đề cập đến một cái chủ đề mà ở đây các doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm, đó chính là về cái ngành thủy sản. Thưa quý vị, thì ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam thì đang phải chịu những tác động không nhỏ từ COVID-19. Và theo con số thống kê sơ bộ của Hải quan thì trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã thu về trên 5,2 tỷ đô la Mỹ và giảm 5,3% so với 8 tháng đầu năm 2019.
và tác động dễ thấy là nằm ở việc là xu hướng tiêu dùng của nhiều thị trường trên thế giới đã thay đổi khi mà nhiều quốc gia áp dụng lệnh cấm rồi lệnh phong tỏa và loạt các cái biện pháp phòng dịch, và cùng với đó là cái tâm lý e ngại của người tiêu dùng khiến cho nhu cầu của một số cái loại thực phẩm cũng giảm mạnh. Nhưng mà riêng đối với khu vực châu Mỹ thì cái số liệu thì cho thấy có sự khác biệt lớn giữa các thị trường. Ví dụ như là Hoa Kỳ thì xuất khẩu thủy sản của ta vẫn đạt 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 1 tỷ đô la Mỹ và tăng trưởng là 7% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường Canada thì thậm chí còn tăng trưởng nhiều hơn là 12,5%. Và nhưng mà tuy nhiên thì trong 8 tháng đầu năm thì cái xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ Latin như Mexico và Brazil thì đều giảm mạnh. Ở Mexico thì giảm là 57%, ở Brazil thì giảm 36%, ở Colombia thì giảm 45%. Vì vậy tôi xin phép được hỏi anh Nam, Phó Tổng Thư ký VASEP ở đây, là anh đánh giá như thế nào về cái tình trạng, cái tình hình hiện tại và cái triển vọng để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của chúng ta sang khu vực châu Mỹ nói chung, cũng như là ở cái khu vực Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, cũng như là khu vực các nước Mỹ Latin, và khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam như thế nào so với các cái đối thủ cạnh tranh đến từ các nước như là Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Indonesia, hay là ngay tại châu Mỹ, ví dụ như là Ecuador, rồi Chile. Xin cảm ơn anh Linh. Kính chào Thứ trưởng với toàn hội nghị. Trước hết là tôi rất là cảm ơn được tham dự và được chia sẻ ở đây và được gặp các đại sứ, các trưởng đại diện thương mại của các nước châu Mỹ tại Việt Nam. Về câu hỏi và anh Linh đưa ra thì tôi có một chút chia sẻ như thế này. 31 quốc gia ở châu Mỹ mà đang có thương mại hai chiều đối với lại thủy sản, trong đó có vấn đề nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Thì về góc độ là đại diện cho Hiệp hội ngành hàng thì chúng tôi đánh giá cao và thấy rằng khu vực thị trường châu Mỹ là thị trường lớn, bởi vì ít nhất trong 3 năm qua thì luôn chiếm 1/4, 25% cái kim ngạch mà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tất nhiên trong số này thì trong 31 quốc gia thì có khoảng 15 quốc gia khu vực châu Mỹ thì có cái doanh số nhập khẩu khoảng trên 1 triệu đô la. Và tất nhiên là tập trung vào một số thị trường mà có cái nhu cầu lớn như là Mỹ, như là Canada, như là Mexico. Và chúng tôi cũng hiểu rằng là nhiều quốc gia ở khu vực châu Mỹ cũng là những nước mà sản xuất thủy sản rất là mạnh, như là Chile, như là Ecuador, như là Brazil. Thì chúng tôi hoàn toàn là mong muốn rằng có một cái quan hệ thương mại nhiều hơn nữa để doanh nghiệp ở hai bên có thể có nhiều cái trao đổi thêm. Chúng tôi không chỉ có mong muốn là được xuất khẩu nhiều hơn những sản phẩm chất lượng của Việt Nam sang các thị trường châu Mỹ, mà ngược lại, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng mong muốn là được nhập khẩu. Bởi vì rất nhiều những mặt hàng tại khu vực thị trường châu Mỹ cũng được người Việt Nam ưa chuộng, và thậm chí có thể có những nhu cầu khi đơn đặt hàng của các doanh nghiệp Việt Nam có mà cần cái nguyên liệu từ khu vực thị trường châu Mỹ. Ví dụ như là Chile, chỗ quý ông đây là mỗi năm cũng có nhập từ các doanh nghiệp Việt Nam cỡ khoảng 20 triệu đô. Trong đấy tập trung rất là tôm hay là cá ngừ và khoảng 5 triệu đô cá tra. Nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ rằng dù các doanh nghiệp đang có cái mức mà trao đổi thương mại chưa phải là nhiều lắm, nhưng khu vực thị trường châu Mỹ vẫn là khu vực mà 25% rất là quan trọng đối với lại Việt Nam. Thì trong giai đoạn Covid của 6 tháng vừa qua thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng giảm trung bình khoảng 6,5%, 5,5-6%, 5,5-6% mỗi tháng. Lớn mạnh giảm nhiều nhất là vào tháng 5 là khoảng hơn 16%. Tuy nhiên rằng là đối với khu vực mà châu Mỹ hiện nay, một số thị trường đã có một cái sự tăng trưởng đáng kể đối với nguồn hàng từ Việt Nam. Ví dụ như Mỹ đã vượt con số 1 tỷ đô la Mỹ tính tới giờ phút này, và cái tăng trưởng là hơn 6%. Hay là Canada chẳng hạn, mỗi năm Canada cũng nhập khoảng 240 đến 250 triệu đô thủy sản từ Việt Nam, và thời điểm hiện nay trong bối cảnh mà Covid vẫn còn đang tác động thì thủy sản Việt Nam vẫn được các bạn hàng tại Canada quan tâm, và cái doanh số
cái tăng trưởng của giai đoạn này cũng đang là gần 12% như anh Linh đề cập lúc đầu. Một vài thị trường mà chúng tôi hiểu rằng là có một cái sự đứt gãy, một cái sự giảm hơn so với lại cái so sánh năm trước. Nhưng mà chúng tôi ở góc độ hiệp hội thì chúng tôi tin tưởng là đấy chỉ là những cái mang tính gọi là trước mắt thôi, thời gian ngắn thôi. Chúng tôi tin tưởng là sẽ có một sự tăng trưởng đối với khu vực là các bạn, các doanh nghiệp bạn tại khu vực châu Mỹ. Bởi vì cộng đồng các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam hiện nay cũng tất nhiên gặp nhiều khó khăn vì nó là bối cảnh chung. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng đồng hành và cùng có những trao đổi, bởi vì chúng tôi có một cái khẳng định là hàng thủy sản Việt Nam luôn đảm bảo về tiêu chí về chất lượng và cả cái số lượng, cũng như nhu cầu mà mong muốn được nhập khẩu một số mặt hàng từ các bạn châu Mỹ. Thì 31 thị trường tại khu vực thị trường châu Mỹ đang có cái quan hệ thương mại như vậy thì chúng tôi không phân biệt rằng đó là thị trường lớn hay thị trường nhỏ. Chúng tôi quan tâm đến tất cả các thị trường khu vực này. Và trong thời gian vừa qua, đặc biệt là dịp Covid, thì chúng tôi cũng nhận được cái sự tương tác hai chiều với lại các đại diện thương mại của Việt Nam tại các khu vực thị trường này. Và chúng tôi mong rằng có thêm những cái tương tác đấy để đưa doanh nghiệp của hai bên có thêm được những cái trao đổi thương mại nhiều hơn trong cái bối cảnh khó khăn này. Còn nay mai khi phục hồi thì tôi tin là sẽ tăng trưởng. Xin cảm ơn anh Nam. Thưa quý vị, là bên cạnh ngành thủy sản thì ngành dệt may trong thời gian qua cũng phải chịu các cái tác động kép khi mà nguồn nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn và thị trường đầu ra cũng gặp rất nhiều là khó khăn. Thì lấy thí dụ như là dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một trong những thị trường quan trọng hàng đầu, thì 8 tháng đầu năm đã sụt giảm 9,1%, và thể hiện rõ nhất là khó khăn mà ngành dệt may đang đối mặt. Và nhiều thương hiệu thời trang rồi là các cái chuỗi bán lẻ ở Hoa Kỳ thì cũng đã phải tuyên bố phá sản hoặc thu hẹp hoạt động. Một loạt các cái tên như là Brooks Brothers, Neiman Marcus, JCPenney, rồi J. Crew thì đều cũng đã tuyên bố là phá sản. Thế thì cho tôi xin phép là được kết nối với anh Bùi Huy Sơn, tham tán công sứ phụ trách thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, để sẽ nhờ anh có một số các cái đánh giá, cái nhìn nhận về những cái khó khăn hiện nay đối với cả hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và những triển vọng tăng trưởng nếu có của đơn hàng tại các cái thị trường này trong thời gian tới. Mời anh Sơn ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Linh. Đúng như anh Linh vừa nói, ngành dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rất nặng nề, và kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh tại thị trường Hoa Kỳ. Cũng nhân nói về ngành dệt may thì tôi cũng xin được chia sẻ thêm, cùng với ngành dệt may thì ngành giày dép, xuất khẩu giày dép của chúng ta trong 8 tháng vừa qua cũng giảm tới 8,6%, cũng gần 9%. Hay là cái nhóm hàng về túi sách, vali đấy, cũng giảm tới 22,3%, một mức giảm rất mạnh. Chúng ta cũng hiểu và rất hết sức chia sẻ rằng là cái khó khăn này nó đến trực tiếp từ tác động của dịch Covid, khi mà đồng loạt 50 bang của nước Mỹ buộc phải thực hiện lệnh giãn cách ở nhà, các hoạt động bán hàng trực tiếp gần như đình trệ. Và mặc dù là người ta đã rất cố gắng để triển khai ngay các cái kênh thương mại trực tuyến, nhưng mà cũng mất rất nhiều thời gian. Đấy là cái yếu tác động trực tiếp. Thì tuy nhiên có một cái tác động thứ hai cũng rất quan trọng mà tôi nghĩ là nó có thể nó sẽ tác động lâu dài hơn đó. Chính là cái nguồn thu. Đấy, nói cách khác là qua đó thì cái khả năng chi tiêu của người tiêu dùng giảm đáng kể. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ từ đầu năm đến nay thì đang cố gắng triển khai các cái gói hỗ trợ, thậm chí là cung cấp tiền trực tiếp cho người dân rồi hỗ trợ các doanh nghiệp. Nhưng rõ ràng là nguồn thu và qua đó ảnh hưởng đến cái khả năng chi tiêu của họ giảm mạnh. Do cái tác động của Covid như vậy thì bản thân cái nhu cầu thị trường cũng như là cái xu hướng tiêu dùng của thị trường nó cũng thay đổi, đặc biệt là đối với cái nhóm hàng tiêu dùng như là dệt may, giày dép. Cho nên là khả năng chúng ta có thể kịp thời nhanh chóng thích ứng là nó rất khó khăn.
Tuy nhiên nói về triển vọng, như cái phần trình bày lúc trước tôi cũng đã có nêu, kinh tế Hoa Kỳ đang có những cái dấu hiệu phục hồi khá trong quý 3, và theo dự báo thì quý 4 sẽ tiếp tục có cái duy trì được cái đà phục hồi này, và đặc biệt là trong năm 2021. Chúng ta cũng đặt rất nhiều hy vọng vào khả năng đầu năm 2021 sẽ có được cái vaccine ở mức độ quan, thậm chí là cũng có nhiều đánh giá còn cho rằng là sớm hơn cơ. Nhưng mà chúng tôi thì cũng thấy có các thông tin của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ thì đều thận trọng đánh giá rằng là đâu đó trong khoảng độ quý 1 năm 2021 đã là rất là tốt rồi. Và khi mà vaccine ở mức độ đảm bảo cao đó có thể được cung cấp ra thị trường, thì chúng tôi tin rằng là khả năng tiêu dùng của thị trường sẽ phục hồi một cách rất nhanh chóng, sẽ rất nhanh chóng. Cộng với các gói hỗ trợ hiện nay, Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang tiếp tục bàn thảo để bơm thêm, hỗ trợ thêm khả năng chi tiêu của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Vấn đề là các doanh nghiệp của chúng ta không những chỉ chuẩn bị năng lực sản xuất, chuẩn bị các cái điều kiện để có thể kịp thời đáp ứng và tham gia ngay vào thị trường khi mà thị trường có dấu hiệu phục hồi, mà còn phải là đáp ứng được theo đúng những cái nhu cầu mới của thị trường. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái nhu cầu về mua hàng trực tuyến, kể cả trong thời gian tới nó cũng sẽ còn tiếp tục nhiều. Thế thì thiết kế hàng của chúng ta ra làm sao, bao bì đóng gói như thế nào để phục vụ nó tốt hơn với việc giao hàng trực tuyến, cái cách thức để chúng ta tham gia được vào các kênh phân phối trực tuyến như thế nào, thì đó cũng là những cái thách thức và những cái vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp chúng ta để có thể tận dụng được ngay cơ hội khi cơ hội mở ra thì chúng ta. Tôi xin phép dừng ở đây. Tôi xin cảm ơn anh Huy Sơn và những cái chia sẻ của anh. Thì để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái ngành hàng dệt may. Và ngay bây giờ thì xin phép ban tổ chức sẽ kết nối với một doanh nghiệp từ châu Mỹ. Đó là tập đoàn Falabella của Chile, một trong những cái đơn vị mà có hệ thống bán lẻ lớn nhất tại Mỹ Latin và có nhiều cơ sở kinh doanh tại các cái nước như Chile, Argentina, Peru, Colombia. Đề nghị bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Hello. Xin chào ông. Hello. Well, thank you very much for having us the chance to participate in this forum and getting to know better Vietnam's possibilities for the Latin American country and the textile garment industry. For us. Xin cảm ơn các quý vị đã dành cho tôi cơ hội được đến được chia sẻ những cái ý kiến của từ phía của doanh nghiệp Chile đến với diễn đàn này. Đối với chúng tôi thì một trong những cơ hội lớn nhất ngày hôm nay đó là để tiếp tục mở rộng cái giới kinh doanh ra các quốc gia quốc tế và đa dạng hóa cho các quốc gia khác ở trong khu vực châu Á. Và tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển cái thương hiệu riêng của tập đoàn của chúng tôi. Và Việt Nam có thể là một cái đối tác tiềm năng rất là to lớn của tập đoàn chúng tôi tại Chile. Ok. Vâng. Based on that, dựa trên đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là Việt Nam đã có quan hệ đối tác trong cái ngành dệt may với các doanh nghiệp hàng đầu về với các nhà phân phối cũng như là các nhà cung cấp hàng đầu về ngành dệt may trên thế giới. Go ahead. Which finally give us và điều này thì làm cho chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tương lai mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Okay, so that's our biggest opportunity, and nowadays we already have been sourcing out of Vietnam some products, but of course we would like to expand our product source from textiles, footwear, and more technical sportswear too. Hiện nay thì chúng tôi, các hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi một mặt vẫn triển khai, mà một mặt chúng tôi cũng tìm kiếm những cái nguồn cung cấp khác
phía bên ngoài Việt Nam. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ tìm kiếm được những cái nguồn cung trong ngành dệt may, trong ngành giày dép và đặc biệt là cái đồ thời trang thể thao tại Việt Nam. Also, I would like to catch up on the late exposition in which also for us is very important to have products that meet and reach our expectations towards the online channel. Và một điều nữa chúng tôi sẽ tập trung trong thời gian tới đó là tìm kiếm những cái sản phẩm và đáp ứng những cái tiêu chuẩn và quyết định của chúng tôi để có thể phù hợp cho cái việc kinh doanh trực tuyến. Which is something that we have been investing and which have been putting focus hard in the Latin American market, especially in Chile. Và đó cũng chính là cái hoạt động mà chúng tôi hiện nay đang tập trung đẩy mạnh và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới, mở rộng ra các cái thị trường trong khu vực châu Mỹ Latin và đặc biệt là tại Chile. So, beside from the diversification that we look from our product sourcing base, we would like also to reach and base our sourcing based on a stable, transparent and a good performance country in which Vietnam has already reached experience levels. Và bên cạnh cái việc tập trung vào việc đa dạng hóa các cái nguồn sản phẩm cũng như là nguồn cung ứng các cái đầu vào cho các sản phẩm của chúng tôi tại các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, thì việc đặt một cái cơ sở sản xuất cũng như là đặt một cái và tìm kiếm những cái nguồn cung ở một cái thị trường ở những cái quốc gia có cái sự ổn định, tính minh bạch và hiệu quả cao như Việt Nam thì cũng là điều mà chúng tôi sẽ nhắm tới trong thời gian tới. Okay, thank you very much. Xin cảm ơn các quý vị. Well, thank you very much for joining us and may I wish Ferrabello great success in doing business with Vietnam. Thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi thêm với một doanh nghiệp nữa từ khu vực Mỹ Latin, đó là tập đoàn Sodimac, một trong những nhà phân phối bán lẻ lớn nhất ở châu Mỹ, có trụ sở tại nhiều nước trong khu vực. Và chúng ta sẽ có dịp kết nối với cả ông Guido Pocchi, giám đốc nguồn cung khu vực châu Á của tập đoàn Sodimac. Mời ban tổ chức kết nối kỹ thuật với ông Guido. Thank you very much. First of all, I would like to say that I'm very happy to participate in this forum, to have the opportunity to talk about some of the greatest opportunities we have, even though that today is a very complex moment for the world. And this is mean the opportunity that South America have with Vietnam. Vâng, lần đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu cũng như là ban tổ chức đã dành cho tôi cơ hội để có thể chia sẻ những ý kiến của mình trong hội nghị hôm nay. Mặc dù là và tôi cảm thấy rất là háo hức khi có cái cơ hội để chia sẻ những cái ý kiến của tôi tại hội nghị này. Và dù là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ nói chung là khá là đặc biệt. Sodimac is a company that is located in 7 countries in Latin America. Công ty chúng tôi là Peru, Colombia, Argentina, Brazil, Uruguay and Mexico. Hiện nay công ty của chúng tôi là một công ty có đặt trụ sở và nhà máy tại 7 quốc gia tại khu vực châu Á Mỹ Latin, Colombia, Peru, Chile, Brazil và Argentina. Argentina và Mexico. Yes. Peru. We are a company that turned over last year around $6 billion and $1.3 billion and made it on private brands. On $1.3 billion on private brands. Và hiện nay chúng tôi năm ngoái doanh thu của chúng tôi đã đạt được $6 tỷ và chúng tôi hiện nay đang nhận một cái khoản vay là $1.3 tỷ. These numbers are very important. Already import to Latin America over $700 million. In average every year, and we have so many categories that Vietnam has a tremendous opportunity. Năm ngoái chúng tôi cái doanh thu xuất khẩu hàng năm của chúng tôi, kim ngạch xuất khẩu hàng năm của chúng tôi sang các quốc gia châu Mỹ Latin là khoảng 4 doanh thu nhập khẩu vào khu vực Latin là khoảng 700 triệu đô la Mỹ một năm, và tôi thấy thị trường Việt Nam rất nhiều tiềm năng.
One of the main categories that today we are working with Vietnam are furniture and decoration products. Hiện nay với Việt Nam thì chúng tôi có các hoạt động ví dụ như nhập khẩu các mặt hàng nội thất, mặt hàng gỗ. As a company today, the biggest percentage of the imports we do in these categories are based in China. But with this coronavirus, we face tremendous opportunity for other countries where we can have the supply chain that today we have struggled sometimes to get, even though from China. Và trước đây thì chúng tôi thường phần lớn các mặt hàng chúng tôi nhập là từ Trung Quốc, nhưng mà với cái tình hiện tại thì nó gây ra một cái sự gián đoạn lớn đối với cả chuỗi cung ứng này. Thì nhưng mà nó cũng đem lại những cơ hội rất là to lớn cho việc mở rộng cũng như tìm kiếm những cái xuất khẩu những cái mặt hàng khác, nhập khẩu những cái mặt hàng từ những cái chuỗi cung ứng khác. As Sodimac is a home improvement retail, our main opportunities we had with Vietnam, we think, are in the decoration, in the furniture area, outdoor and indoor, but also we believe there's tremendous opportunities in the flooring area and also bathroom accessories. Và đối với Việt Nam thì tôi thấy Việt Nam là một cái thị trường rất là tiềm năng cho những cái sản phẩm trang trí nội thất, những cái sản phẩm nội trang trí nội thất và trang trí ngoại thất, những sản phẩm như việc sàn nhà hoặc là các vật dụng trang trí cho phòng tắm. We have an office for sourcing based in Shanghai, and since about 1 year ago, we have been looking the opportunity to get stronger in Vietnam. Chúng tôi có một cái văn phòng đại diện ở Shanghai và từ năm trước rồi thì chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để có thể tìm được những cái nguồn hàng mà chúng tôi có nhu cầu tại thị trường Việt Nam. So this year, we need to start to work very closely with Vietnam to find the best vendors possible that we can have the best products with the best quality for Latin America. Cho nên năm nay chúng tôi sẽ tập trung tìm những nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn, đạt yêu cầu của chúng tôi để chúng tôi có thể tìm được những cái mặt hàng, những cái nguồn hàng đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của chúng tôi để có thể tiêu thụ ở thị trường châu Mỹ Latin. For Sodimac, one of the most important things that we need in order to make business are basically a logistic. We need to have competitive on-time delivery. Okay, so that means once we do business, we have to accomplish the right and competitive period of time for working. Đối với Solimac thì một trong những có một số điều kiện mà chúng tôi đưa ra để có thể đảm bảo được cái hiệu quả cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu của chúng tôi trong việc tìm cái nguồn hàng. Thứ nhất ấy, đó là về logistics thì phải đảm bảo cái cạnh tranh về giá cũng như là cái thời gian giao hàng. Another thing that is very important for us is the quality on the products. Một cái điều nữa rất quan trọng của chúng tôi cũng là cái chất lượng của sản phẩm. Okay, the quality is very important because we have access to different kind of customers from very basic prices to a very high end. Và cái điều này rất là quan trọng, chất lượng sản phẩm rất là quan trọng bởi vì khách hàng của chúng tôi thì trải rộng với nhiều cái cấp khách hàng khác nhau, từ những cấp khách hàng bình dân cơ bản cho những khách hàng sang trọng đẳng cấp. Okay, one of the last, I think, opportunities we have is to reach online products. This means we have products with different tastes, different style we can propose to the market that not many has access. And I think Vietnam has a specific and particular characteristic that none other countries in Asia has. Và với những cái đặc điểm nổi bật cũng như là duy nhất của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những cái tiềm năng để có thể phát triển những cái hoạt động kinh doanh trực tuyến
với những cái sản phẩm mà chúng tôi có thể tìm được từ Việt Nam, bởi vì điều này sẽ có thể đáp ứng được nhiều hơn những cái thị hiếu khác nhau về những cái mặt hàng, về về đẳng cấp cũng như là về tiêu chuẩn khác nhau của những cái mặt hàng này. Okay, I want to say thank you very much for the opportunity. I'm looking forward to get and meet many factories in Vietnam and start to grow together. Xin cảm ơn quý vị đã dành cho tôi cơ hội để có thể chia sẻ với quý vị tại hội tại diễn đàn hôm nay, và tôi mong rằng trong thời gian tới thì chúng tôi có thể bắt đầu những các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thank you very much, Mr. Wido, for your sharing. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi muốn đề cập đến một thị trường nữa là thị trường Canada, là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Và gần đây thì chúng tôi để chuẩn bị cho chương trình này đã liên hệ với cả hội đồng thương mại Canada ASEAN, là một trong những tổ chức hàng đầu để thúc đẩy thương mại song phương giữa ASEAN với cả Canada, trong đó thì có Việt Nam. Thì chúng tôi mời quý vị hướng lên màn hình để nghe chia sẻ từ ngài John Carres, chủ tịch của hội đồng, để ngài Carres cũng nguyên là phó thủ tướng Canada, và ngài cũng sẽ có những cái phát biểu về cái triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam Canada, cũng như mong muốn của Canada trong việc đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng mà Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng. Well, first of all, I want to say that I'm delighted to have an opportunity to speak to an audience of people in Vietnam who are very interested in the trade opportunities between Canada and Vietnam. And rất tiếc là về trục trặc kỹ thuật nên là cái đoạn băng video này chúng tôi cũng sẽ không phát được. Thì để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin phép được mời chị Đỗ Thu Hương, là tham tán thương mại Việt Nam tại Canada, tham gia diễn đàn. Đề nghị kết nối với chị Hương ạ. Thưa chị Hương, là vừa rồi chúng ta thì cũng đã lắng nghe một số ý kiến về việc xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng rồi sản xuất của các doanh nghiệp tại của nước ngoài. Thì vậy chị đánh giá như thế nào về cơ hội của các doanh nghiệp Canada và Việt Nam trong việc hợp tác để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Canada và khu vực châu Mỹ? Vâng, kính thưa quý vị, nói về chuỗi cung ứng thì trước tiên thì tôi cũng xin đề cập đến một vấn đề mang tính thời sự tại thời điểm hiện nay trong đại dịch, đó là đồ bảo hộ y tế. Cũng xin cảm ơn ông John Carres và Hội đồng Thương mại Canada ASEAN đã có thư gửi Thủ tướng Trudeau đề nghị mua đồ bảo hộ PPE từ Việt Nam. CIBC và Thương vụ đang đều là tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bán đồ PPE sang Canada trong thời gian dịch bệnh, đặc biệt là thời gian khẩu trang vải và khẩu trang y tế. Trong 7 tháng đầu năm 2020 thì khẩu trang của Việt Nam sang Canada đạt khoảng 40 triệu đô Canada, cao gấp 4 lần so với cả năm 2019. Và nhìn chung thì thương vụ nhận được những phản hồi của khách Canada là cái chất lượng khẩu trang của Việt Nam tốt. Tuy nhiên thì hiện nay đang chịu cái sự cạnh tranh rất là gay gắt về giá. Thế còn về cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam tham nhập vào chuỗi cung ứng nói chung á, thì chúng tôi phải thừa nhận rằng hiện nay, thời điểm hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Canada so với trước đây.
Theo chúng tôi thì có 4 cái yếu tố khách quan và 3 cái yếu tố chủ quan khiến cho Việt Nam được quan tâm hơn so với một số nước trong khu vực. Về yếu tố khách quan ý, thì thứ nhất là chính phủ Canada trong những năm gần đây đã theo đuổi chính sách đa dạng hóa thương mại, ưu tiên phát triển quan hệ thương mại với châu Á, trong đó có ASEAN và Việt Nam. Thứ hai là chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược thị trường của một số doanh nghiệp Canada. Do Canada và Mỹ là hai thị trường rất là gắn kết, 70% thương mại hàng hóa dịch vụ của Canada là phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Cái thứ ba là dịch bệnh làm bộc lộ mặt trái của chuỗi cung ứng hiện nay, khiến nhiều doanh nghiệp lớn của Canada phải xem xét lại cái chiến lược mua hàng và địa điểm đặt cơ sở sản xuất để đảm bảo hai yếu tố là ổn định và có thể dự đoán được, nhưng vẫn phải đảm bảo được đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, cung ứng cho người tiêu dùng được cái sản phẩm chất lượng cao nhưng giá lại phải rẻ. Cho vậy, châu Á nói chung vẫn là được các doanh nghiệp Canada quan tâm trong cái việc thiết lập cái chuỗi cung ứng này. Cái yếu tố khách quan thứ tư đấy là Canada và Việt Nam hai cái nền kinh tế mang tính chất bổ sung, không có cạnh tranh trực tiếp nên có nhiều cơ hội hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng sạch và công nghệ thông tin. Về các yếu tố chủ quan thì thứ nhất là Canada và Việt Nam đều là thành viên của hiệp định CPTPP có hiệu lực từ cuối năm 2018 và 2019. Hiện nay thì hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đã có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường Canada do được hưởng thuế ưu đãi và phần lớn đã là 0% rồi. Yếu tố thứ hai đấy là Việt Nam có cái chiến lược chống dịch bệnh rất là tốt. Kinh tế mặc dù có suy giảm nhưng tốc độ tăng trưởng năm 2020 và 2021 thì được dự báo tăng trưởng dương, trong khi hầu hết các nước trên thế giới kể cả Canada cũng đang được dự báo là tăng trưởng âm trong năm 2020. Việt Nam cũng vẫn đang được đánh giá là có nước có tình hình an ninh chính trị ổn định. Đây là hai cái yếu tố mà giúp doanh nghiệp Canada tin rằng Việt Nam là lựa chọn tốt, đáp ứng yêu cầu ổn định và có thể dự báo được mà doanh nghiệp Canada đang tìm kiếm trong thời điểm hiện nay. Cái yếu tố thứ ba đấy là Việt Nam vẫn được coi là nước có dân số trẻ, người dân trong độ tuổi lao động còn đông. Các yếu tố chủ quan này không phải do thương vụ tự nhận xét, mà đây là nhận xét của các CEO, các tập đoàn lớn của Canada mà thương vụ đã thu thập nhận được trong quá trình tiếp xúc và làm việc trong thời gian qua. Nếu như Việt Nam được biết đến nhiều hơn ở Canada thì doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong thời gian tương lai. Gần đây thì trong cái quá trình làm việc với cả các doanh nghiệp Canada thì chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm khá nhiều đến Việt Nam, từ việc là tìm nhà cung ứng cho đến việc là tìm cái cơ sở để đặt nhà máy. Có thể quy mô nó cũng chưa phải là lớn, tuy nhiên thì lĩnh vực nó cũng trải dài trong nhiều nhóm hàng khác nhau, và đặc biệt là nhóm hàng về công nghiệp phụ trợ như là phụ tùng ô tô hay xe máy hay phụ tùng máy bay, và thậm chí là liên quan đến cầu cảng. Có những bộ phận cầu cảng của Canada được lắp đặt ở Canada trị giá hàng chục triệu đô la, 40-50 triệu đô la là được sản xuất tại Việt Nam và đưa về lắp ráp tại Canada. Ngoài ra thì với doanh nghiệp Canada thì cũng có một điểm đáng lưu ý là họ rất là quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cho nên khi đặt vấn đề đầu tư sang Việt Nam thì phần lớn doanh nghiệp đều là các sản phẩm liên quan đến hữu cơ, liên quan đến sử dụng nguyên liệu tự nhiên. Ngay cả trong các lĩnh vực như dệt may hay da giày hay là đồ nội thất, một số các ngành như là năng lượng sạch hay là công nghiệp sạch cũng của Canada cũng đã quan tâm đến những cái dự án đầu tư lớn ở Việt Nam. Thì đây là mới dừng ở cái mức quan tâm và mức tìm hiểu để định hình cái định hướng trong tương lai. Thì chúng tôi cũng hy vọng là với cái bối cảnh hiện nay thì Việt Nam vẫn là cái điểm lựa chọn của các doanh nghiệp Canada khi có nhu cầu về thay đổi cái chuỗi cung ứng. Xin cảm ơn chị Hương về những chia sẻ của mình. Chúng tôi thì trong tháng vừa qua thì cũng đã tổ chức nhiều các cái hoạt động kết nối các cái chuỗi phân phối nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam, và hiện nay thì đúng là một cái xu hướng rất lớn, đó là việc đa dạng hóa việc cung cấp, việc mua hàng của các cái nhà bán lẻ, các nhà phân phối lớn trên thế giới, và cái nhu cầu của họ là rất lớn, và họ cũng mong muốn là đối với thị trường Việt Nam, sau khi mà chuyển
từ một số thị trường khác sang thị trường Việt Nam ấy, thì làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra được các cái sản phẩm đúng cái tiêu chuẩn và có thể là với cái giá cạnh tranh nhất thì sẽ rất có cơ hội ở các cái thị trường như là khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, rồi Canada, Mexico. Và để tiếp nối chương trình thì chúng tôi cũng muốn kết nối với cả anh Lưu Vạn Khang là tham tán thương mại tại Mexico để hỏi thêm một cái số thông tin về cái xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Đây là một cái cơ hội cho các cái nước đang phát triển như là Mexico và Việt Nam. Và Mexico và Việt Nam đang nổi lên là những cái ứng cử viên hàng đầu. Thì cho tôi được phép hỏi anh Lưu Vạn Khang là anh có thể cho biết những cái điểm tương đồng giữa Mexico và Việt Nam trong vai trò là những cái trung tâm sản xuất mới nổi của thế giới, với những cái lợi thế riêng mà Mexico và Việt Nam có trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Và ở Mexico thì người ta nhận định như thế nào về các cái đối thủ cạnh tranh, về việc cạnh tranh trong việc thu hút cái các cái cơ hội mới này, và liệu Việt Nam và Mexico có thể là sẽ cùng nhau để trở thành những điểm sáng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn mới hay không? Thì mời anh Khang. Cảm ơn anh Linh đã cho tôi cơ hội để có thể tham gia diễn đàn. Thế thì để trả lời câu hỏi của anh Linh thì tôi xin được chia sẻ một cái slide về các cái sự tương đồng về thu hút đầu tư nước ngoài giữa Mexico và Việt Nam. Thế thì đầu tiên để cái yếu tố đầu tiên đó là cái kích thước thị trường. Mà kích thước thị trường ở đây là dân số. Có một cái tương đồng là Việt Nam thì có 97 triệu người và Mexico thì có khoảng 124 triệu người. Cái yếu tố tiếp theo thì là cái mở cửa thương mại của các thị trường, trong đó có sản phẩm, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và Mexico, thì đây là được thể hiện ở trong cái slide này, cũng như là cái nhập khẩu của Mexico. Đấy, các cái số liệu về xuất khẩu không tính xăng dầu cũng như là xuất khẩu trong nhóm công nghệ chế biến thì là Mexico có một cái con số nó lớn hơn so với lại cả Việt Nam hơn 2 lần. Thế thì một trong những yếu tố mà là để định đạt được cái đầu tư đó là rủi ro tại nước đầu tư. Thế thì Việt Nam thì là có một đảng cầm quyền và có chính trị ổn định. Thế còn phía Mexico thì là có đa đảng và giữa các cái đảng khi mà lên cầm quyền thì thường là sẽ đấu lại những cái chính phủ trước đó. Được. Tuy nhiên mục đích cuối cùng thì của họ thì vẫn là đảm bảo cái quyền lợi và của các nhà đầu tư. Cho nên là các nhà đầu tư vẫn tin tưởng đầu tư vào. Thế một cái nữa đó là cái sở hữu tư nhân. Sở hữu tư nhân ở Việt Nam được tôn trọng. Nhưng mà với một số cái mặt hàng trọng điểm thì là vẫn phải do nhà nước quản lý. Và đầu tư ở Mexico thì là sở hữu tư nhân thì đều coi như là được tôn trọng. Một trong những yếu tố mà quyết định đó là về giá thành sản xuất, và giá thành sản xuất ở đây thì phụ thuộc rất là nhiều vào tiền lương. Thế thì theo nghiên cứu của tôi thì là ở Việt Nam trung bình một năm, trung bình một tháng thì là một công nhân ở trong lĩnh vực FDI nhận được là 7,6 triệu đồng trong một tháng, tức là tương đương với khoảng hơn 4.000 đô. Trong khi đó thì là Mexico thì cái mức lương của cái người làm trong lĩnh vực FDI thì khoảng 6.600 đô. Cả hai nền kinh tế của Việt Nam và Mexico
thì đều có cái tỷ giá ổn định. Cái này nó rất là quan trọng đến cái việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và vào Mexico. Thế và ở một cái diễn biến khác thì là đầu tư nước ngoài vào Mexico năm 2019 thì là đạt 32 tỷ đô la Mỹ và theo Việt Nam thì là được 38 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là cái lượng đầu tư nước ngoài vào hai nước là đều ngang nhau. Thế thì cái ngành đầu tư tại Mexico thì được đầu tư nước ngoài nhiều nhất vào cái sản xuất chế biến là 47%, dịch vụ tài chính 15%, thương mại 10%, sau đó là đến công nghệ thông tin và truyền thông, khai khoáng, điện, nước, ga, các ngành khác. Thế đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì là đạt 38 tỷ đô, trong đó chủ yếu là vào ngành sản xuất và chế biến là 65%, bất động sản 10%, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy là 6% và các ngành khác. Trong cái sản xuất chế biến ấy, thì ở Mexico thì họ tập trung chủ yếu vào các ngành nghề công nghiệp mạnh của họ như là sản xuất ô tô. Thế còn ở Việt Nam thì là các ngành sản xuất khác. Như vậy thì là chúng ta cũng có thể thấy cái sự tương đồng về cái số lượng tiền mà được đầu tư vào Mexico và Việt Nam. Thế và các nhà đầu tư nước ngoài vào Mexico thì chủ yếu là Mỹ chiếm 37%, Tây Ban Nha 12%, Canada 10%, Đức 9%, Ý 4% và các nước còn lại là 28%. Trong khi đó, ở Việt Nam thì cao nhất là Hàn Quốc là 21%, Hồng Kông là 20%, Singapore là 12% và Nhật Bản 5%, Trung Quốc 6%. Như vậy ta có thể thấy thì là các nước mà đầu tư vào Mexico là Mỹ và các nước châu Âu. Thế còn đầu tư vào Việt Nam thì chủ yếu đang tập trung vào các nước của châu Á. Các nước châu Á đang tập trung đầu tư vào Việt Nam. Theo nhận định thì là trong thời gian tới với lại cả cái quy mô về thị trường cũng như là các cái chính sách về đầu tư của Việt Nam và Mexico muốn thu hút đầu tư thì là đây sẽ là hai cái thị trường mà sẽ được các nước nhắm tới và đầu tư trong tương lai. Xin cảm ơn anh Khang. Dạ. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời thương vụ ở Việt Nam tại Argentina. Argentina cũng là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ và là một cái nước quan trọng trong khu vực Mercosur. Thì đề nghị ban tổ chức kết nối với cả chị Trang ạ. À vâng ạ. Mời chị Trang chia sẻ một số cái tình hình ở thị trường Argentina hiện nay và những cái cơ hội sắp tới có thể có cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh Linh cũng như là thưa toàn thể quý vị ở diễn đàn, thị trường Argentina thì từ trước đến nay là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên thì cán cân trong kim ngạch thương mại giữa hai nước thì luôn có cái sự không cân bằng do Việt Nam mình thì nhập khá là nhiều cái nguyên liệu cho sản xuất ở trong nước. Tuy nhiên thì năm qua, năm 2019 thì cũng là lần đầu tiên cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina thì đạt cái mức tăng trưởng là hơn 30%. Trong lần đầu tiên vượt ngưỡng hơn 500 triệu đô la Mỹ. Thì cho tới hết tháng 7 năm nay thì cái mức tăng trưởng dương trong cái kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Argentina thì vẫn tiếp tục được duy trì, mặc dù Argentina cho tới hiện nay là một trong những nước mà chịu ảnh hưởng khá là nặng nề của dịch bệnh cũng như là những cái biện pháp thắt chặt cũng như là phong tỏa của chính phủ.
Argentina cho đến nay là cái nước mà có thời gian phong tỏa toàn quốc và thực hiện giãn cách xã hội dài nhất trên toàn thế giới. Tính từ giữa tháng 3 cho đến tận bây giờ vẫn chưa được dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa. Bởi vậy nền kinh tế cũng như là một số những cái tình hình nội tại của đất nước thì gặp khá là nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái việc mà duy trì được cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường dương thì cũng là một trong những cái tín hiệu khá là tích cực. Thì Argentina thì từ xưa nay vốn là một trong những cái thị trường mà có cái tính bảo hộ khá là cao, và hàng hóa của Việt Nam thì gặp phải cái sự những cái hàng hóa mà có thế mạnh nhất của ta như là dệt may hay da giày thì lại gặp cái sự cạnh tranh rất là gay gắt từ hàng hóa từ Trung Quốc về giá cả, hoặc là hàng hóa từ ngay chính Brazil, là cái nước láng giềng của Argentina. Thì hàng hóa Brazil sang Argentina thì do họ thuộc cái khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur, thì họ không có bị áp thuế, cho nên là về cái mặt giá cả nó có cái tính cạnh tranh rất là cao. Tuy nhiên thì có hai cái điểm do cái bối cảnh hiện tại khi mà có dịch bệnh như vậy thì doanh nghiệp Argentina cũng phải định vị lại hoàn toàn bộ cái thị hiếu và nhu cầu của khách hàng, và họ đang có cái xu hướng đa dạng hóa cái nguồn cung hàng hóa cũng như là tránh phụ thuộc vào một vài cái thị trường cố định như từ trước đến nay. Bởi vậy thì đây là cái thời điểm mà hàng hóa của Việt Nam mình rất là có cơ hội để có thể thay thế những cái sản phẩm truyền thống mà Argentina vốn vẫn nhập khẩu trong các cái chuỗi cung cấp của mình. Và đồng thời thì hiện nay thì chính phủ của Việt Nam cũng như là các cái nước Mercosur trong đấy có Argentina thì đang rất là tích cực trao đổi để có thể tìm kiếm cái khả năng đàm phán một cái hiệp định ưu đãi thương mại trong thời gian tới. Thì khi mà có một cái hiệp định như thế này thì rào cản về mặt thuế quan sẽ cũng sẽ gỡ bỏ phần nào, và doanh nghiệp của ta sẽ gặp khá nhiều thuận lợi hơn trong cái việc cạnh tranh về mặt giá cả. Và một cái điểm khác mà các cái doanh nghiệp Argentina cho tới nay mà đã nhập hàng hóa của Việt Nam và bắt đầu có xu hướng tìm những cái nguồn cung từ Việt Nam thì đánh giá khá là tốt cái chất lượng của hàng hóa Việt Nam. Thì đấy là cái điểm mà hàng hóa Việt Nam của ta có thể định vị cái hình ảnh sản phẩm của mình tại thị trường thông qua cái chất lượng của sản phẩm. Tôi cũng xin được phép chia sẻ ngắn gọn một chút các cái mặt hàng mà cho tới nay thương vụ cũng như là các cái phòng thương mại nhập khẩu của Argentina cho rằng là trong cái thời gian về ngắn hạn và trung hạn sắp tới thì doanh nghiệp Việt Nam có cái thế mạnh và có khá là nhiều cơ hội để đưa sang cái thị trường này, thì bao gồm hàng dệt may, da giày và đặc biệt là các cái hàng thời trang thể thao cũng như là giày thể thao, các mặt hàng gốm sứ, một số những cái mặt hàng nội thất trong và ngoài trời, và đặc biệt là các mặt hàng nội thất mà làm bằng gỗ, các cái sản phẩm mây che đan trang trí trong gia đình. Và một trong những cái mặt hàng mà bắt đầu từ khi đại dịch dịch bệnh nổ ra mà Argentina bắt đầu tìm kiếm ở Việt Nam, đấy là một số các sản phẩm vật tư y tế. Thì đấy cũng là một số những cái chia sẻ ngắn gọn của thương vụ Argentina xin được gửi tới diễn đàn về cái tình hình của thị trường cũng như là các cái cơ hội sắp tới của, dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Xin cảm ơn chị Trang. Do cái thời lượng có hạn nên là chúng tôi cũng xin phép được là kết thúc phiên panel thứ nhất ở đây. Xin trân trọng cảm ơn các diễn giả đã chia sẻ công thông tin. Xin cảm ơn Ngài Đại sứ cùng tất cả các anh chị, anh em thương vụ đã chia sẻ các thông tin hữu ích. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cái phần 2 của diễn đàn là các cái giải pháp thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường châu Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta vừa lắng nghe bài thuyết trình trao đổi vô cùng sôi nổi và hấp dẫn, bám sát thực tiễn về bức tranh tổng thể về thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Mỹ. Vậy đâu là những giải pháp thực tế để giúp cho các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ? Và để giải đáp câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng bước sang phiên 2 của diễn đàn với chủ đề giải pháp thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường châu Mỹ. Và để bắt đầu phiên 2 của chương trình, ban tổ chức xin được kính mời ông Ngô Trung Khanh,
Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương có bài trình bày về cơ hội từ các hiệp định thương mại với các thị trường châu Mỹ. Trân trọng kính mời ông Khanh. Kính thưa ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kính thưa các ngài đại sứ, kính thưa quý vị đại biểu. Hôm nay tôi rất là vinh dự được đại diện cho vụ chính sách thương mại đa biên đến trình bày về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rất là rộng, đó là cơ hội để xuất khẩu, cơ hội tiếp cận với thị trường châu Mỹ. Thì trong một khoảng thời gian không dài, khoảng 15 phút mà ban tổ chức yêu cầu tôi, thì tôi nghĩ rằng là cái từ cơ hội nó rất là có nhiều hàm nghĩa. Cơ hội về đầu tư, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, rồi là cơ hội nâng cao sức cạnh tranh. Nhưng từ góc độ là một cái cơ quan mà theo dõi cái việc thực thi FTA, thì cho phép tôi trình bày cái cơ hội về xuất khẩu thông qua các cái FTA mà chúng ta đã, đang và sẽ có với các nước ở thị trường châu Mỹ. Thì bài trình bày của tôi sẽ chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là tôi xin phép được trình bày ngắn gọn về chúng ta cùng nhìn lại là cái thị trường châu Mỹ hiện nay dư địa còn cho hàng xuất khẩu như thế nào. Thì vừa rồi quý vị đại biểu cũng nghe các tham tán cũng chia sẻ về tình hình thị trường của các nước châu Mỹ và cũng nói khá là sâu về các cái cơ hội mà hàng xuất khẩu của chúng ta vào thị trường châu Mỹ. Nhưng cho phép tôi lược là nó đi cụ thể hơn một chút qua số liệu để quý vị cùng nhìn xem được là hiện nay nếu nói một cách nôm na ra thì chúng ta còn dư địa như thế nào ở các nước trong thị trường châu Mỹ. Tiếp theo ấy, là cho phép tôi đánh giá một cái ngắn gọn về những cái cơ hội mà chúng ta có được từ các FTA. Thì vừa rồi anh trong bài trình bày trước là anh Thắng ở bên Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng phân tích khá là chi tiết về những cái cam kết cắt giảm thuế trong cái hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Nhưng ở đây thì tôi đi sâu hơn một chút là cái cam kết cắt giảm thuế của từng nước châu Mỹ trong những các FTA mà chúng ta đã có. Và cuối cùng là cho phép tôi đưa ra một số khuyến nghị để chúng ta cần làm gì để tận dụng các cái cơ hội. Thứ nhất thì chúng ta nhìn vào cái thị trường châu Mỹ thì chúng ta cùng nhìn vào đầu tiên thì chắc chắn đó là bấm khó đấy nhỉ. Bấm nào nhỉ? Khó thế. Không bấm được. Cứ bấm luôn nào. Anh cứ dùng cái slide, bấm slide bằng tiếng Anh thì dưới kia người ta sẽ theo cái slide đây. Okay. Thứ nhất là thị trường châu Mỹ, thị trường Hoa Kỳ. Thì ở đây tôi xin phép được tập trung vào các cái nhóm hàng mà chúng ta xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ. Tất nhiên là xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì có nhiều mặt hàng, nhưng ở đây là những cái mặt hàng mà chúng ta gọi là có cái thế mạnh và xuất khẩu nhiều nhất. Thì chia làm 6 cái nhóm mặt hàng. Thứ nhất là dệt may, điện thoại và linh kiện. Thứ hai, thứ ba là giày dép các loại. Thứ tư là thủy sản. Thứ năm, gỗ và sản phẩm gỗ. Và thứ sáu là máy vi tính. Thì ở đây thì mọi người cùng nhìn thấy là gì? Là cái nhập khẩu của Hoa Kỳ từ thế giới. Chúng ta nhìn cái dung lượng thị trường của Hoa Kỳ là như thế nào? Thì mọi người cùng nhìn thấy là đối với dệt may thì trung bình hàng năm, tức là năm 2019, thì Hoa Kỳ nhập khoảng 105 tỷ đô la. Nhưng nhập từ Việt Nam là 14,8 tỷ đô la. Thì cái thị phần của chúng ta đối với hàng dệt may tại thị trường Hoa Kỳ còn khoảng 14%. Tiếp theo là điện thoại và linh kiện. Hoa Kỳ nhập khoảng 101,9 tỷ đô la. Thì chúng ta xuất khoảng được 8,9 tỷ đô la. Tức là cái thị phần của chúng ta khoảng 8,9%. Đối với giày dép các loại, Hoa Kỳ nhập 28,1 tỷ.
thì chúng ta xuất sang Hoa Kỳ 6,6 tỷ và cái tỷ lệ cái thị phần chúng ta là cũng tương đối cao là khoảng 23,5%. Đối với thủy sản là Hoa Kỳ nhập 23 tỷ, nhập của chúng ta 1,5 tỷ. Như vậy cái thị phần chúng ta còn 6,5%. Tiếp theo là đồ gỗ là 86,4 tỷ, nhập từ chúng ta 5,4 tỷ thì cái thị phần chúng ta 6,3%, và máy tính là 9,1 tỷ, nhập khẩu từ Việt Nam là 6,1 và cái thị phần của chúng ta là 6,6%. Thì ở đây là cho thấy là gì? Chúng ta thấy phần lớn các mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ rõ ràng là cái thị phần của chúng ta cũng còn tương đối khiêm tốn. Tất nhiên so với nhiều quốc gia khác mà xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ của chúng ta là cũng tương đối khá rồi. Nhưng ở đây chúng ta đặt một câu hỏi là nếu ở cái con số là 6,5 này, 6,3, 6,6%, liệu chúng ta có thể nâng được hơn nữa hay không? Đó, liệu chúng ta có thể lên được một con số như là giày dép hay không, là 23,5% hay không? Bởi vì là chúng ta đã đạt được con số ở giày dép là 23,5%, thế còn dệt may, thế còn thủy sản, thế còn đồ gỗ hay các cái sản phẩm khác, liệu chúng ta có lên được 23,5% hay không? Tiếp theo thì chúng ta sang thị trường Canada. Canada thì mọi người cùng nhìn vào ấy, là dệt may, Canada nhập khẩu từ thế giới là 11,7 tỷ đô la. Nhập khẩu từ chúng ta là 0,81 tỷ đô la. Như vậy là chúng ta cái thị phần của dệt may tại thị trường Canada khoảng 6,9%. Đối với điện thoại và linh kiện thì cái thị phần của chúng ta khoảng 5,7%. Đối với giày dép là 15,6%. Đối với thủy sản là 6,9%. Đối với đồ gỗ là 1,6%. Và đối với máy tính và linh kiện là 2,8%. Ở đây chúng ta lại thấy một cái con số là gì? Là rất nhiều con số dưới 10%. Chúng ta thấy thủy sản này, đồ gỗ này, rồi là máy tính này, và kể cả là dệt may là cái mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh. Và đây cũng là mặt hàng mà chúng ta rất là kỳ vọng khi mà đàm phán hiệp định đối tác ở CPTPP đó. Nhưng cái tỷ trọng mà của hàng dệt may của chúng ta tại thị trường Canada cũng còn tương đối khiêm tốn. Điều đấy cho thấy rằng là gì? Là cái dư địa của chúng ta tại thị trường Canada còn rất là lớn. Tiếp theo là thị trường Mexico. Đối với dệt may thì cái thị phần của chúng ta là 2,2%. Đối với điện thoại là 3,8%. Đối với giày dép là 23,6%. Đối với thủy sản là 14,9%. Đối với máy tính là 8,7%. Đồ gỗ thì chúng tôi chưa có số liệu. Thì ở đây chúng ta cũng lại thấy rằng là gì? Là có rất nhiều các cái sản phẩm của chúng ta lại ở cấp độ là gì? Cái thị phần còn tương đối khiêm tốn. Điều đấy cho thấy là gì? Cái dư địa của chúng ta ở thị trường Mexico cũng vẫn còn rất là lớn. Chúng ta cùng nhìn sang Brazil. Dệt may của chúng ta, thị phần của chúng ta tại Brazil khoảng là 2,7%. Điện thoại linh kiện là 18,8%. Giày dép là 45%. Con số này là rất là lớn, rất là tốt. Thủy sản là 5,25%. Gỗ thì chưa có số liệu. Máy vi tính 13,8%. Thì chúng ta thấy ở đây lại một cái câu chuyện là ở Brazil ấy, cái thị phần hàng dệt may của chúng ta cũng còn khá là khiêm tốn, chỉ khoảng 2,7% thôi. Và tiếp theo nữa là thủy sản, chúng ta ở chỗ anh Nam ấy, là cũng còn tiềm năng để xuất khẩu sang Brazil, bởi vì cái thị phần hiện nay chỉ 5,25% thôi. Tiếp theo nữa là Argentina. Argentina thì chúng ta như trong cái báo cáo của thương vụ Argentina ấy, là chúng ta nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu từ Argentina, và ở đây chúng ta đang có cái mất cân bằng về thương mại với Argentina. Thì ở đây có 3 mặt sản phẩm chính là chúng ta xuất khẩu sang Argentina, là thứ nhất là điện thoại, giày dép và máy tính. Thì đối với cả 3 cái sản phẩm này thì chúng ta có cái tỷ lệ là trên 10%, khoảng là 11,9 cho đến 17,5%. Thế thì qua đây chúng ta hình dung là thế này. Còn đây là Chile. Qua đây chúng ta hình dung là gì? Là rõ ràng cái thị trường châu Mỹ vẫn còn rất lớn. Rõ ràng là cái dư địa để chúng ta tăng trưởng vào thị trường châu Mỹ là còn rất lớn. Thế thì chúng ta tận dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhìn là cái cơ hội mà chúng ta có từ các FTA. Chúng ta đã có FTA với Chile. Chúng ta đã có FTA với Canada và Mexico thông qua là cái hiệp định CPTPP. Chúng ta chuẩn bị là gì? Đang khởi động chuẩn bị đàm phán với gọi là với Mercosur. Rồi với Hoa Kỳ là trong tương lai chúng ta có thể thảo luận một cái có khả năng trong tương lai. Thì ở đây là cho phép tôi đi đánh giá sâu hơn về cái mức thuế mà các nước hiện nay đang áp dụng với chúng ta, để từ đó chúng ta xem là nếu mà trong tương lai chúng ta có FTA với các đối tác này thì cái cơ hội của chúng ta nó là như thế nào.
tất nhiên là chỉ tính một cách đơn thuần là về thuế. Còn chúng ta tạm gạt sang cái câu chuyện về quy tắc xuất xứ hay là các quy định về SPS hay TBT, chúng ta nói về thuế chưa đã. Bởi vì trong đàm phán FTA, cái câu chuyện về thuế, tiền tươi thóc thật là cái câu chuyện quan trọng nhất. Thì chúng ta nhìn sang Hoa Kỳ thì chúng ta thấy đối với dệt may đấy, là cái thuế MFN, mà thuế hiện nay là chúng ta hàng chúng ta đang phải chịu đó, vì chúng ta chưa có FTA với Hoa Kỳ, thì là rơi tầm khoảng độ từ 0 đến 23,5%. Nếu mà theo cam kết mà Hoa Kỳ đã cam kết theo theo TPP đấy là 73,1% dòng thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, còn lại là theo một cái lộ trình đó, thì rõ ràng chúng ta thấy, và khi mà chúng tôi đàm phán TPP là chúng tôi cũng đã có nhận định rằng là gì, là dệt may là một trong những lợi ích cốt lõi của Việt Nam trong đàm phán TPP. Và thực tế là đánh giá của tập đoàn dệt may rồi hiệp hội dệt may và nhiều doanh nghiệp cho rằng là gì, nếu mà có TPP trở thành hiện thực đấy thì cái khả năng để tăng gấp đôi xuất khẩu của dệt may sang Hoa Kỳ là có tiềm năng. Thế thì đây là có một cái rõ ràng đối với Hoa Kỳ, nếu chúng ta có một cái FTA thì đây là một cái lợi thế rất là lớn, một cái tiềm năng lớn. Tiếp theo là đối với cái sản phẩm là điện thoại thì Hoa Kỳ đã 0% rồi cho nên chúng ta không tính. Đối với giày dép là hiện nay thuế FN của Hoa Kỳ là khá cao. Tất nhiên là theo dòng thuế, nhưng ở đây tôi tính trung bình là khoảng 48%. 48% mà theo cam kết TP là Hoa Kỳ đồng ý là cắt giảm 85% về thuế 1% ngay khi hiệp định có hiệu lực, còn lại theo lộ trình. Thì rõ ràng giày dép cũng là mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh rất là lớn. Thì đây với cái mức thuế cắt giảm sâu như vậy thì cái tiềm năng này nó có rất là cao nếu chúng ta có một cái FTA với Hoa Kỳ. Và cái mặt tiếp theo là đồ gỗ. Đồ gỗ thì cái thuế trung bình khoảng tầm độ 0-12%. Còn cái cam kết mà Hoa Kỳ đưa ra chúng ta trong TP là cắt giảm 0% ngay lập tức khi hiệp định có hiệu lực. Thì ở đây cũng là một cái tiềm năng. Tôi không cho là tiềm năng lớn bởi vì cái khoảng chênh về thuế nó không nhiều như dệt may, như là giày dép, nhưng nó cũng là một cái có tiềm năng. Và tiếp theo là cái máy tính và linh kiện thì từ 0-35%. Đối với cam kết của Hoa Kỳ trong TP là về cơ bản là về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Có một số dòng thì là về 3 năm. Đây là cũng là một cái ngành mà có cái tiềm năng lớn. Thế thì đối liệu của chúng ta có một cái khả năng có FTA với Hoa Kỳ hay không? Thì báo cáo với quý đại biểu thế này, chúng ta đã suýt có một cái FTA với Hoa Kỳ. Suýt có rồi. Đấy, nếu mà chúng ta không có, tức là nếu Hoa Kỳ không quyết định rút ra khỏi hiệp định TPP là chúng ta là một quốc gia có thể nói là duy nhất trên thế giới có một cái FTA với tất cả các cường quốc trên thế giới. Đó là một cái sự hiếm có. Nhưng tuy nhiên bây giờ chúng ta cùng nhìn vào tương lai, liệu có khả năng có một cái FTA với Hoa Kỳ hay không? Bởi vì nếu mà có FTA Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta hiện nay và cũng là thặng dư lớn nhất thì đó là một cái cơ hội tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cùng nhìn vào cái tình hình chính trị thì ở đây mọi người cũng cùng hình dung rồi là nếu mà chẳng hạn như là ông Biden và ông thắng cử thì ông cũng đã tuyên bố rằng là ông sẽ tiếp tục theo một cái cách con đường của Tổng thống Obama đã đưa ra, tức là gì? Là xem xét quay trở lại hiệp định CPTPP. Và nếu mà cái khả năng có thể xảy ra thì chúng ta hình dung ấy, là chúng ta sẽ có được những cái FTA rất là lớn, và chúng ta tính một cái FTA theo nguyên tắc là cộng hưởng lại thì cái lợi ích càng lớn hơn nữa. Chúng ta có CPTPP, chúng ta có EVFTA, sắp tới có RCEP, và nếu chúng ta lại có Hoa Kỳ mà tham gia vào nữa thì thực sự là tính cộng hưởng lại nó tạo ra một cái cơ hội gọi là rất là lớn cho Việt Nam. Và ở đây chỗ anh Thắng cũng đã có những cái đánh giá phân tích là nếu có những cái cộng hưởng thì cái lợi ích nó sẽ như thế nào đối với Việt Nam, đối với GDP và đối với xuất khẩu. Và các anh chị ở đây là những người làm doanh nghiệp, cứ hình dung là chúng ta đang lăn tăn về cái chuyện là đầu tư về có đáng để đầu tư sản xuất ra nhà máy vải hay không, vì cái thị trường CPTPP nó chưa đủ lớn. Thì bây giờ có EV và trong tương lai với Hoa Kỳ thì chắc là cái con số đấy, cái bài toán đấy nó cũng dễ được giải hơn rất nhiều. Tiếp theo là chúng ta sang Canada. Canada là chúng ta đã có FTA rồi, là như tôi vừa nói là có CPTPP. Thì chúng ta cùng nhìn vào cái cơ hội mà chúng ta có được từ thuế đối với thị trường Canada. Dệt may là FE là 0-18%. Nhưng trong CPTPP là Canada có một cái cam kết rất là thuận lợi cho chúng ta là gần như 100% dòng thuế dệt may về 0% sau năm thứ tư. Ngay khi hiệp định có lực là 43% dòng thuế là được cắt giảm ngay về 0% rồi. Và đây là một cái lợi thế rất là lớn. Chúng ta nhìn thấy cái thuế trung bình khoảng tầm độ 18% như vậy là một cái lợi thế lớn với cái khả năng sản xuất của chúng ta. Mà vừa rồi chị Hương tham tán Canada cũng có nói đấy, là chúng ta xuất khẩu cái khẩu trang là $40 triệu, tăng gấp 4 lần so với năm trước. Rõ ràng là cái cơ hội rất là lớn. Đấy.
Cái tiếp theo là đối với cái sản phẩm về da giày, thì da giày là thuế EU cũng trung bình từ 0 đến 18%. Và cái cam kết của Canada trong CPTPP là 67% là về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, còn 12% thì khoảng về 0% sau năm thứ 7. Đây cũng là một cái ngành mà chúng ta có lợi thế lớn. Đấy, chúng ta thấy là cái mức 18% là cái mức rất đáng kể để chúng ta xem xét. Tiếp theo nữa là về đối với đồ gỗ là thuế suất trung bình FFN là 0 đến 9,5%, còn theo cam kết CPTPP là ngay khi hiệp định có hiệu lực là về 0%. Tức là bây giờ đã 0% rồi. Những anh chị nào, em nào mà đang xuất khẩu đồ gỗ, làm đồ gỗ thì xuất khẩu sang Canada đang là 0% rồi. Đấy, hay là máy tính và linh kiện thì cũng là từ 0 đến 9%, thì theo cam kết CPTPP cũng là 0%. Như vậy đây là những cái ngành mà chúng ta có tiềm năng, chúng ta nhìn vào thấy là gì? Có tiềm năng, có cơ hội để kiếm tiền ở những chỗ này. Đối với Mexico thì chúng ta thấy rằng là thuế của họ về dệt may rất là cao. FFN của họ là từ 0 đến 30%. Và chúng ta thấy thuế trong CPTPP của họ thì họ cam kết là 16% về 0% ngay khi hiệp định có lực. Thế còn lại là sẽ cắt giảm theo một lộ trình kéo dài khoảng độ 16 năm. Thì đây là một cái lĩnh vực mà chúng ta ở đây có các đại diện của Mexico ở đây. Chúng ta đều hiểu rằng là đây cũng là một ngành mà Mexico rất là quan tâm. Và trong quá trình thảo luận thì chúng tôi cũng cố gắng phối hợp với các bạn Mexico để làm sao có được một cái kết quả mà nó phù hợp nhất cho cả Mexico và cho cả chúng ta. Thì nếu mà cái toàn bộ cái thuế 30% này nó được về 0%, nó sẽ tạo ra một cái cơ hội, một cái tiềm năng. Nhưng tôi không dùng từ cái tiềm năng lớn, bởi vì sao? Vì cái thời gian cắt giảm lộ trình nó khá là dài, đến tận 16 năm. Tiếp theo là đối với giày dép, thì cái mức thuế cũng trung bình từ 0 đến 30%. Và cam kết của Mexico trong CPTPP là 26,3% dòng thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Thế còn lại là cắt giảm theo lộ trình khoảng là tối đa là 13 năm. Đây cũng là một ngành chúng ta có tiềm năng, nhưng không tiềm năng lớn như các ở chỗ lĩnh vực khác. Tiếp theo nữa là đối với thủy sản, thì cái thuế của FFN của Mexico là từ 0 đến 20%. Và cam kết của Mexico trong CPTPP là đồng ý cắt giảm 39,7% thẩm thuế về 0% ngay khi hiệp định có lực, còn có lộ trình kéo dài là 16 năm. Thế thì bây giờ tôi xin phép được là trình bày thêm về cái CPT một chút. Rõ ràng là chúng ta hiện nay là CPT có 11 thành viên thôi. 11 thành viên và mới có 7 thành viên là phê chuẩn. Chúng ta vẫn còn 4 thành viên chưa phê chuẩn là Brunei, Malaysia, Chile và Peru chưa phê chuẩn. Nhưng chúng ta hình dung ấy, là chúng ta nhìn cái CPTPP, chúng ta đừng nhìn ở góc độ là chỉ có 11 thành viên. Chúng ta đừng nhìn ở góc độ là 7 thành viên, bởi vì nó còn mở rộng trong tương lai. Chúng ta đã biết câu chuyện là vừa rồi bà qua báo chí, chúng ta cũng biết rằng là gì, là Vương quốc Anh cũng thể hiện một cái quan tâm rất là nghiêm túc đối với việc tham gia CPTPP. Và nếu CP có Vương quốc Anh tham gia, nó sẽ tạo một động lực lớn để cho các cái nước khác trong khu vực, không chỉ ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, mà các khu vực khác cũng sẽ tham gia CPTPP. Chúng ta khi mà đàm phán CPTPP, thực sự là nhiều người nghĩ rằng đấy, CPTPP là ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nhưng thực tế nó chúng ta thấy rằng là rõ ràng Vương quốc Anh ở châu Âu, thì tại sao có liên quan gì với khu vực châu Á, Thái Bình Dương đâu mà họ lại tham gia vào đây? Nhưng cái tư duy của CPTPP là nó là một cái hiệp định toàn cầu. Nó không chỉ dừng lại ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương mà còn nó ở các khu vực khác. Cho chúng ta nhìn hướng đến cái CP, nó là một cái hiệp định tương lai, lâu dài. Thế còn tiếp theo đối với hai quốc gia rất là quan trọng ở Nam Mỹ là Brazil và Argentina, thì ở đây là tôi cũng xin phép nói ngắn gọn thôi. Hiện nay là chúng ta đang thảo luận với các bạn Mercosur về cái việc khả năng là tiến hành một cái FTA, và tôi nghĩ là cái tiến trình đang diễn thuận lợi, và tôi rất mong rằng là gì trong một thời gian rất là sớm sắp tới là hai bên có thể tuyên bố chính thức khởi động đàm phán FTA để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp của hai bên và tận dụng những cái cơ hội mà chúng ta đã có, không chỉ là đối với Việt Nam mà còn đối với các nước trong khu vực Mercosur. Thế còn cái phần cuối cùng là chúng ta cần chú ý những cái gì để mà làm cái tận dụng cái cơ hội, thì báo cáo với các quý vị đại biểu thì có mấy điểm. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta phải tham vọng lên. Chúng ta phải đừng dừng lại những gì chúng ta đã có. Cách đây khoảng tầm hơn một tháng thì tôi có tham dự một cái hội thảo khá là lớn với cái doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan hiệp định EVFTA. Thì tôi có hỏi một chị, là chị này là chị là chuyên về xuất khẩu cái hàng dệt kim, tức là thêu thùa kiểu là rất là tinh tế. Sang Hoa Kỳ. Thế thì doanh nghiệp chỉ xuất khẩu sang Hoa Kỳ khoảng 1 năm khoảng độ 2 công, tính cho khoảng hơn 100.000 đô la.
Thế thì tôi mới hỏi chị là thế thì tại sao chị không xuất khẩu sang Canada? Bởi vì Canada thì nay nếu với các hàng của chị có khi là thuế 0% rồi. Thì bây giờ với cái khả năng của chị như thế thì chị chỉ cần kết nối với tham tán ở Canada là họ có thể là kết nối cho chị rất nhiều đơn hàng. Đấy thì chúng ta đã có cái mô hình, có cái ví dụ của Dệt Thành Công chẳng hạn là một cái mô hình rất là tốt. Thế tại sao chúng ta theo chị không làm? Thế chị bảo là thôi bây giờ chị xuất khẩu sang Hoa Kỳ là đủ rồi. Một năm khoảng 100.000 đô la đối với chị là đủ. Thế thì rõ ràng ở đây là cái sự hài lòng của chị đối với những cái gì chị đang có nó cản trở cái việc chị mở rộng sang thị trường Canada. Đáng nhẽ là chị hoàn toàn có thể gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí gấp 10 lần cái giá trị chị đang có nếu mà chị chú ý sang một chút cái ông láng giềng bên cạnh Hoa Kỳ là Canada, và cái FTA nó đã mở tạo ra một cơ hội rất tốt, một con đường thông thoáng cực tốt để cho chị tận dụng, nhưng chị lại không tận dụng. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng nó hơi lãng phí. Tức là chúng ta doanh nghiệp chúng ta cần phải tham vọng hơn nữa, máu lửa hơn nữa, đừng dừng lại những gì chúng ta đã có. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cái tư duy thì ở đây thực sự là ở đây cũng có nhiều anh chị cũng đã tham dự nhiều hội thảo. Ở đây cũng có những diễn giả đã nói là cái tư duy kinh doanh của chúng ta hiện nay thực chất là đã và đang thay đổi, nhưng thực sự là vẫn chưa thay đổi nhiều. Chẳng hạn như là bây giờ cái vấn đề về gia công thì là câu chuyện khổ lắm nói mãi rồi. Nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp biết rằng là gia công là giá trị ít nhưng họ vẫn chấp nhận là gia công bởi vì là nó không cần phải suy nghĩ. Tôi thấy có một cái ví dụ thế này. Là có một cái người du học sinh về thiết lập ra một cái gọi là sàn thương mại điện tử chuyên bán hàng thực phẩm chức năng qua mạng, qua Amazon. Thế thì cái anh đấy rất là trẻ, anh ấy thuê cả một cái đội ngũ sinh viên để là gì, để chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh. Và anh về chỉ khoảng độ tầm độ khoảng độ một năm thôi là anh kiếm khoảng 7 tỷ. 7 tỷ chỉ thông qua bán nữa một cái sản phẩm, đó là sản phẩm của Atiso thôi, Atiso thuần túy thôi. Thế thì đáng nhẽ một cái mô hình như vậy thì các doanh nghiệp khác có thể học theo. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp khác đến là gì? Là đến chú ơi, à cháu ơi, làm hộ chú, như chú có sản phẩm này là cháu bán hộ chú. Thay vì là họ tự xây dựng cái mô hình của họ, họ có thể học cái mô hình thành công đấy, họ xây dựng riêng cho họ, nhưng họ không làm, họ lại nhờ người khác làm. Tức là chúng ta, cái tư duy của chúng ta là vẫn nhiều doanh nghiệp là vẫn theo hướng là ăn sẵn, có người khác làm cho mình, chứ thay vì tự xây dựng một cái thương hiệu, một cái cơ hội cho mình, thì cái đấy là cái mà chúng ta cần chú ý. Cái thứ ba nữa là cái liên quan đến cái vấn đề là chúng ta hiện nay chúng ta thấy ở đây là chúng ta thấy rất nhiều báo chí, báo đài nói về EVFTA mà chúng ta quên mất đi cái CPTPP. Ở một số hội thảo tôi cũng nhắc là CPT hiện nay đang tủi thân bởi vì là gì, EVFTA đang nói khắp mọi nơi mọi lúc đó, nhưng thực chất là khi chúng tôi làm báo cáo Thủ tướng Chính phủ là đánh giá về kết quả thực thi CPT trong một năm vừa qua thì chỉ có khoảng tính ra là có khoảng 40 tỉnh thành là báo cáo là có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu với các nước CPTPP, mà các nước CPTPP đó là trong đó có Malaysia, trong đó là có Singapore, có Nhật Bản, có Úc, có New Zealand, tức là những nước chúng ta đã có một quan hệ FTA lâu rồi. Còn nếu mà tính theo các nước mà chưa có FTA vào thời điểm chúng ta ký CPTPP ấy, là Canada và Mexico thì con số đó là còn rất là ít. Và nhiều tỉnh thành mà có những doanh nghiệp mà xuất khẩu sang các thị trường đó thì họ cái sự quan tâm đối với CPTPP còn hạn chế. Mà chúng ta vừa thấy rồi là cái cơ hội còn rất lớn. Đấy, thế thì tại sao chúng ta lại không tận dụng? Đó là một cái mà thực sự đôi lúc là tôi thấy rất là khó hiểu. Rõ ràng cơ hội đó chúng ta vẫn chưa tận dụng nó cho nó tốt. Và cái cuối cùng ấy, thì ở đây đó là cái liên quan đến cô tôi nói một cái câu là gì, chuyển trở thành chuyên gia FTA. Ở đây nếu mà các quý vị đại biểu mà thuần túy chỉ làm doanh nghiệp nội địa thì tôi cũng sẽ không nhấn mạnh nhiều. Nhưng nếu quý vị đại biểu ở đây đang là những doanh nghiệp xuất khẩu thì chúng ta trở thành chuyên gia FTA. Ở đây không phải là các quý vị đại biểu đi học hay là các cái khóa đào tạo đàm phán để trở thành FTA. Nhưng ý tôi thế này này, chắc chắn chúng ta chi tiền quảng cáo rất nhiều. Quý vị đại biểu có thể có bộ phận marketing, bộ phận bán hàng và thậm chí những cái bộ phận quý chị chi có thể hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ cho hoạt động quảng cáo đó. Thế nhưng hầu như không có một cái bộ phận nào hay có một cái chuyên gia nào giúp cho quý vị đại biểu ở doanh nghiệp là hiểu về FTA như thế nào, hiểu cái cơ hội từ các hiệp định như thế nào, làm thế nào để tận dụng nó. Thì tại sao chúng ta không đầu tư, nó không đáng gì nhiều tiền cả. Nhưng những cái đấy nó sẽ giúp cho quý vị đại biểu cực kỳ nhiều trong cái việc mà tiếp cận cái thị trường FTA. Bởi vì cơ hội chúng ta là chính phủ đang mang lại, EV chúng ta thấy rõ ràng là gì, sau một năm cái kết quả rất là rõ rệt. Bởi vì sao? Rất nhiều người quan tâm đến thị trường đó. Nhưng nếu bây giờ mà rất nhiều người cũng quan tâm đến thị trường CPTPP thì có khi nó khác. Chúng ta đã đạt được cái một kết quả một rồi thì chúng ta quan tâm thì cứ đạt 2 hoặc 3. Thế thì ở đây là có một số cái chia sẻ
thông qua cái công việc trong thời gian vừa qua, có thể đúng, có thể sai, nhưng để quý vị đại biểu tham khảo, và nếu có ích thì rất là tốt. Hơi dài một chút, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu thuyết trình của ông Ngô Trung Khanh. Ông Ngô Trung Khanh là một chuyên gia hàng đầu về đàm phán của Bộ Công Thương Việt Nam đối với các hiệp định thương mại. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi chia sẻ với ông về tất cả những cái dư địa cũng như là những cái lợi thế và của các thị trường mà Việt Nam đang xuất khẩu vào khu vực châu Mỹ. Thưa các quý vị đại biểu, để có thể xuất khẩu hàng hóa và đưa sản phẩm thâm nhập vào bất cứ thị trường nào thì doanh nghiệp cần phải nắm chắc các yêu cầu, các tiêu chuẩn của khách hàng ở thị trường đó. Và với một khu vực thị trường cực kỳ rộng lớn cùng với sự đa dạng về văn hóa, việc nắm bắt thị hiếu cũng như là các tiêu chuẩn của khách hàng tại thị trường nước sở tại hơn bao giờ hết là hết sức quan trọng. Và sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với phần trình bày của ông Lucas Trần, chuyên gia giám đốc của công ty giải pháp cung ứng phần mềm toàn cầu GSS với chủ đề là đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng thị trường châu Mỹ. Trân trọng kính mời ông Lucas. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, vì thời gian có hạn thế nên là tôi sẽ trình bày rất là ngắn gọn cái bài trình bày của tôi, gói gọn trong khoảng 10 phút thôi, tuy nhiên sẽ cung cấp cho quý vị đầy đủ cái nhìn tổng quan về các cái yêu cầu đáp ứng các cái tiêu chuẩn của các cái khách hàng ở tại thị trường châu Mỹ. Như chúng ta đã biết thì thị trường châu Mỹ là một trong những cái thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Thì các cái tập đoàn bán lẻ, các cái nhãn hàng cũng như là các cái công ty nhập khẩu tại những cái thị trường này, đặc biệt là tại Mỹ, thì có yêu cầu rất là khắt khe đối với các cái tiêu chuẩn. Trong đó có tiêu chuẩn liên quan đến lao động, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn liên quan đến môi trường đối với các cái đối tác trong cái chuỗi cung ứng của họ. Thì Việt Nam chúng ta có rất là nhiều các cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực ví dụ như dệt may, giày dép, rồi là điện tử, đồ gỗ, các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng thủy hải sản v.v. Thì các cái doanh nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu này muốn trở thành một cái mắt xích trong chuỗi cung ứng của họ thì họ phải đáp ứng rất là nhiều các cái tiêu chuẩn, rất là nhiều các cái chương trình và để mà nhằm mục đích là có thể duy trì được các cái mối quan hệ thương mại lâu dài và bền vững với họ. Thì như trên màn hình quý vị có thấy rằng là đây là một số các cái tập đoàn bán lẻ, các cái nhãn hàng tiêu biểu mà hiện tại đang có các cái nhà cung cấp ở tại Việt Nam. Về các nhà bán lẻ, chúng ta thấy có Walmart, Costco, rồi là Amazon, cái tập đoàn Loblaw là chuỗi bán lẻ về thực phẩm lớn nhất của Canada, v.v. Seafood, rồi là mặt hàng về thời trang rất là nhiều. Chúng ta chỉ có một số các cái ví dụ để các vị thấy rằng là hiện tại thì hầu hết các cái tập đoàn và các cái nhãn hàng nổi tiếng và lớn ở thị trường châu Mỹ thì đều có mặt ở tại Việt Nam. Thì các yêu cầu về tuân thủ đối với các cái nhãn hàng này, tôi nhóm lại thành có 5 nhóm. Thứ nhất là các cái nhóm tiêu chuẩn và các chương trình liên quan đến chất lượng. Cái thứ hai là các cái nhóm liên quan đến môi trường và bền vững. Còn nhóm thứ ba liên quan đến lao động và xã hội mà chúng ta hay gọi là trách nhiệm xã hội. Cái nhóm thứ tư là về an ninh chuỗi cung ứng. Và cái nhóm thứ năm là về truy xuất nguồn gốc, truy nguyên nguồn gốc cũng như là phúc lợi động vật. Thế thì đi về từng các cái tiêu chuẩn và các chương trình này về khía cạnh chất lượng thì một yêu cầu chung của các cái nhãn hàng, của các cái tập đoàn là các cái đối tác cung cấp của họ sẽ được chứng nhận ISO 9001, tức là một cái hệ thống về quản lý chất lượng nhằm đảm bảo rằng là những nhà cung cấp được các cái sản phẩm và dịch vụ ổn định và mang tính nhất quán, hạn chế được rủi ro cũng như là giảm thiểu được các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì một số các cái tập đoàn, những cái nhãn hiệu lớn thì họ có một cái chương trình riêng của họ đánh giá về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của các nhà cung cấp. Ví dụ như Walmart họ có một chương trình gọi là FCCA, là Factory Capability and Capacity Audit. Và Costco họ có một cái chương trình tương tự là gọi là GMP Supplier Audit. Hoặc là như những cái đơn vị đánh giá trung gian độc lập quốc tế như Intertech thì họ phát triển một cái chương trình riêng của họ, ví dụ như là chương trình SQP,
viết tắt của Supplier Qualification Program, thì tựu chung lại các cái chương trình này nó sẽ có các cái xin lỗi, nó sẽ có các cái thành phần như là đảm bảo rằng những nhà cung ứng đó là có cái năng lực đủ về cơ sở vật chất, về máy móc thiết bị, rồi có hệ thống quản lý chất lượng nhất quán, rồi là kiểm soát được các cái nguồn nguyên phụ liệu đầu vào, kiểm soát được các cái quá trình sản xuất, kiểm soát được cái việc kiểm cuối sản phẩm, thành phẩm, cũng như là các cái nguồn lực về con người và các cái chương trình đào tạo. Về cái khía cạnh về trách nhiệm xã hội thì hiện tại ở trên thế giới có khoảng hơn 1.000 các cái tiêu chuẩn, các cái chương trình về tuân thủ trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên thì trước đây các cái tập đoàn, mỗi tập đoàn họ có một cái tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội riêng. Mỗi một cái thương hiệu thì họ có một cái quy tắc ứng xử riêng và mỗi bên thì yêu cầu đánh giá độc lập và riêng rẽ. Nhưng xu hướng hiện nay thì sẽ có các cái tiêu chuẩn dùng chung, chuyên ngành hoặc là đa ngành. Thì các cái nhãn hàng họ tham gia vào đó và họ yêu cầu các cái nhà cung cấp đánh giá theo cái tiêu chuẩn này và có thể chia sẻ cái báo cáo đó trong cái hiệp hội mà họ tham gia vào cái tiêu chuẩn. Chúng ta có thể kể đến ở đây ví dụ như là cái tiêu chuẩn về BSCI, tiêu chuẩn SA8000, tiêu chuẩn SMETA. Ba cái tiêu chuẩn này là ba cái tiêu chuẩn đa ngành, tức là các cái ngành hàng đều có thể tham gia đánh giá theo cái tiêu chuẩn này. Ví dụ ngành dệt may, ngành da giày, ngành thủy hải sản đều có thể tham gia đánh giá theo cái tiêu chuẩn này. Tuy nhiên thì có những cái tiêu chuẩn chuyên ngành, ví dụ như RAP là một tiêu chuẩn dành cho ngành dệt may, rồi là ICTI là dành cho ngành sản xuất đồ chơi và sản phẩm trẻ em, ABA là dành cho ngành hàng về điện tử, rồi SPS là dành cho ngành thủy hải sản, v.v. Ở đây ví dụ như quý vị thấy là BSCI họ sẽ có 13 cái phạm vi đánh giá, rồi SA8000 thì họ sẽ tập trung nhiều hơn vào cái hệ thống quản lý liên quan đến tuân thủ trách nhiệm xã hội. SMETA là cái chương trình đánh giá thương mại có đạo đức dành cho những thành viên tham gia vào, thành viên gọi là thành viên SIDEC. Rồi RAP là sản xuất công nhận có trách nhiệm toàn cầu. Rồi ICTI như tôi đã trình bày. ABA là một trong những cái tiêu chuẩn về ngành điện tử và hiện tại thì đó là một cái ngành, một cái tiêu chuẩn mà khắt khe nhất hiện nay, tại vì nó không chỉ đánh giá về mặt lao động, đánh giá về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đánh giá về môi trường, mà còn đánh giá về hệ thống quản lý, về tuân thủ và đánh giá về đạo đức kinh doanh. SBS là một cái tiêu chuẩn của ngành thủy chế biến thủy sản, thì bên cạnh các cái quy định liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì sẽ có cái phần liên quan đến trách nhiệm xã hội. SLCP là một cái tiêu chuẩn tích hợp lao động và xã hội mới gần đây, và những cái tiêu chuẩn này hiện tại là dành cho cái ngành may mặc. Thế thì sang cái khía cạnh các cái tiêu chuẩn thứ ba là liên quan đến môi trường và bền vững. Thì hiện tại trong ngành dệt may, rất nhiều các cái doanh nghiệp đang phải thực hiện một cái chương trình gọi là HIC Index. Đây là một cái chỉ số cải thiện về môi trường và mang tính bền vững. Rồi là ngành đồ gỗ thì chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn gọi là FSC. Đây là một cái tổ chức phi chính phủ và quốc tế. Thì họ sẽ có cái đánh giá chứng nhận, hai loại đánh giá chứng nhận là đánh giá chứng nhận về FM, tức là Forest Management, là dành cho vùng trồng rừng. Thế còn cái chứng nhận thứ hai là COC, tức là Chain of Custody, thì đánh giá cho một cái chuỗi hành trình của sản phẩm ở tại những cái nhà máy, từ những nhà máy mà cưa xẻ đến những nhà máy chế biến, rồi là hoàn thiện sản phẩm liên quan đến gỗ. Thì một trong khía cạnh nữa là các cái tiêu chuẩn mà chúng ta ít biết hơn đến hơn, tức là truy nguyên nguồn gốc và đạo đức, cũng như là phúc lợi động vật. Thì ở đây thường là ở Việt Nam chúng ta thì đối với những mặt hàng về thời trang mà có áo jacket sản xuất mà có làm từ lông vũ trở ra, thì các cái thương hiệu họ sẽ yêu cầu đánh giá một cái tiêu chuẩn về bền vững, có tiêu chuẩn trách nhiệm về lông vũ. Ở đây trong cái tiêu chuẩn này chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ yêu cầu về dinh dưỡng dành cho động vật thế nào, các môi trường sống của chúng ra sao, rồi là cái việc quản lý, xử lý và vận chuyển của động vật ra sao,
vân vân. Thì đấy là một trong những cái cấu phần mà trong các cái tiêu chuẩn liên quan đến phúc lợi động vật yêu cầu. Và cái khía cạnh cuối cùng là bên cạnh các cái yêu cầu về như kể trên thì cái vấn đề an ninh trong chuỗi cung ứng cũng được các cái nhãn hàng quan tâm, bởi vì các cái hải quan ở những cái nước cái thị trường châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ và Canada, thì họ dưới sự giám sát của họ thì các cái tập đoàn nhập khẩu họ phải cam kết tuân thủ theo những quy tắc về an ninh trong chuỗi cung ứng, và những cái nhà cung cấp tại những cái nước thứ ba đó cũng sẽ phải tuân thủ theo các cái quy định về an ninh chuỗi cung ứng. Thì ở đây chúng ta có thể kể đến như là chương trình CityPass của cục hải quan Mỹ, rồi chương trình về PIP của cơ quan về dịch vụ biên phòng Canada, rồi là các chương trình như SCAN hoặc là GSV, tức là Global Security Verification của một cái đơn vị đánh giá độc lập là Intertech. Thế thì các cái cấu phần trong cái đánh giá của cái an ninh chuỗi cung ứng này sẽ bao gồm có ví dụ như là đánh giá về an ninh nhân sự, an ninh cơ sở vật chất, tường rào nhà xưởng, an ninh về công nghệ thông tin, an ninh về bến bãi, kho tàng, an ninh trong quá trình vận chuyển, an ninh của các cái đối tác kinh doanh, rồi là cái vấn đề về đào tạo nhận thức liên quan an ninh, vân vân. Thì chúng ta đã thấy rằng là để mà đáp ứng được các cái yêu cầu của các cái khách hàng, tức là các tập đoàn bán lẻ cũng như là các cái thương hiệu ở cái thị trường châu Mỹ, thì rất nhiều các cái yêu cầu liên quan đến các cái tiêu chuẩn và các cái chương trình. Thì đấy là cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay, thì hy vọng rằng quý vị có một cái nhìn tổng quan về rất nhiều các cái yêu cầu của thị trường châu Mỹ và khách hàng thị trường châu Mỹ, đặc biệt là ở Mỹ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông Lucas Trần về bài phát biểu. Và cái phần cuối cùng của cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin kính thưa quý vị đại biểu, ngay sau đây thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời các diễn giả vừa phát biểu, gồm có ông Ngô Trung Khanh, ông Lucas Trần, ông Đinh Hữu Thạnh, ông Trần Toàn Thắng cùng lên sân khấu để tham gia phiên thảo luận thứ hai. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Phạm Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Tập đoàn An Phát Holdings, một trong tập đoàn có kinh nghiệm lâu năm trong việc xuất khẩu các sản phẩm nhựa bao bì sang thị trường châu Mỹ, ông Đức Anh, đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam, và các tham tán đại diện thương mại Việt Nam tại các nước Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Chile, Cuba sẽ cùng tham gia phiên thảo luận này. Xin phép mời ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ châu Âu-Châu Mỹ lên điều phối phiên thảo luận. Các quý vị đại biểu nếu có những câu hỏi liên quan đến phần về logistics thì có ông Đinh Hữu Thạnh ở trong thành phần đoàn cũng sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Ông Đinh Hữu Thạnh cũng là chuyên gia và giám đốc điều hành của B Logistics Corporation về các giải pháp vận tải và logistics hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Xin phép trân trọng kính mời các ông ạ. Xin cảm ơn các quý vị diễn giả và đã tham dự cái panel phiên thảo luận thứ hai này. Thì vì thời gian còn rất ít thì tôi cũng xin phép được vào ngay chủ đề của cái phần thứ hai là phần giải pháp thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường châu Mỹ. Thì đầu tiên là chúng tôi cũng có một cái câu hỏi dành cho anh Khanh đến từ các cái doanh nghiệp. Thì ở đây câu hỏi của doanh nghiệp, của một quý vị doanh nghiệp, đấy là chủ nghĩa đa phương và WTO thì đang khủng hoảng, chủ nghĩa đơn phương thì đang lên ngôi, cái tương lai nào cho các cái FTA, và liệu thì giữa FTA giữa Việt Nam và EU EVFTA có phải là dấu chấm hết không? Mời anh. Vâng, cảm ơn anh chị nào đặt câu hỏi rất là hay và cũng khá là khó. Thứ nhất thì nhưng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi hơi bi quan một chút. Chủ nghĩa đa phương thì tôi nghĩ WTO đang gặp khó thật. Thế nhưng nó không phải là dấu chấm hết cho cái hệ thống thương mại đa biên, mà các thành viên WTO cũng đang nỗ lực để gọi là tìm cách cải tổ những cái điểm chưa được, những cái điểm mà còn thiếu sót của tổ chức này. Bởi vì nói gì thì nói thì từ khi thành lập năm 1995 đến giờ, WTO
thế giới trải qua rất nhiều cái sự thay đổi. Mà WTO nếu không có những cái thích ứng phù hợp với sự thay đổi đó thì rõ ràng sẽ trở thành lỗi thời. Và đó là lý do tại sao mà các thành viên WTO rất quan tâm đến cái việc cải cách WTO. Ngay cả Hoa Kỳ, chúng ta thấy là cũng một số lần là Tổng thống Donald Trump cũng có ý định là ví dụ như là tuyên bố là có khả năng sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng điều này rất là khó, bởi vì cái việc thẩm quyền rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO nó không phải thuộc về Tổng thống mà thuộc về Quốc hội. Và thậm chí là dư luận Hoa Kỳ hay là doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng khó thể là hình dung được là WTO lại không có Hoa Kỳ ở trong đó. Thế còn nói là chủ nghĩa đơn phương thắng thế thì tôi nghĩ cũng chưa hoàn toàn đúng như vậy. Bởi vì là đúng là hiện nay là cái cách thức tiếp cận của Hoa Kỳ khác so với chính phủ tiền nhiệm. Nhưng đó, cái chuyện đơn phương đấy nó không phải là một cái quá phổ biến ở trên thế giới mà chúng ta nói rằng thắng thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nhìn một cách khách quan hơn. Hệ thống thương mại đa biên đang gặp khó khăn do cái cách tiếp cận suy nghĩ của một số quốc gia. Nhưng về cơ bản thì các nước cũng đều hướng đến cái việc là hợp tác với nhau để theo hướng là gì, là cùng có lợi. Thế còn liệu cái EVFTA có để dấu chấm hết hay không thì chúng ta thấy rõ ràng là không rồi. Vì chúng ta chuẩn bị là cũng đang hướng đến ký kết cái RCEP. Rồi là chúng ta cũng chuẩn bị là hy vọng là khởi động được cái FTA với khối Mercosur. Rồi chúng ta cũng đang mong rằng kết thúc FTA với Israel, rồi khối EFTA. Và trong tương lai có thể có những cái FTA khác. Và chúng ta nhìn sang các nước trên thế giới cũng là ngay cả EU hiện nay là sau khi mà kết thúc với Singapore, kết thúc với Nhật Bản, họ cũng đang đàm phán với các quốc gia khác, rồi nước Anh cũng vậy. Cho chúng ta hình dung là cái FTA nó là một cái bổ sung hỗ trợ cho cái hệ thống thương mại đa biên. Và chính vì thế là ngay cả WTO họ cũng không ngăn cản các thành viên WTO được gọi là nâng cấp cái quan hệ của mình thông qua các FTA, và họ chỉ coi đó là ngoại lệ mà thôi. Thế tôi nghĩ là nhìn thế giới đang gặp khó khăn nhưng chúng ta nên lạc quan, vì lạc quan thì kết quả tốt nó sẽ đến. Vâng, xin cảm ơn anh Khanh. Chúng ta chắc là trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ có một tổng giám đốc mới của WTO, và hy vọng ông ấy sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ mà anh Khanh giao, đúng không? Để tiếp theo chương trình thì tôi cũng xin phép được đặt câu hỏi cho anh Lucas. Ở đây là ngay từ hội trường thì các doanh nghiệp cũng có câu hỏi đặt cho anh Lucas là hiện nay thì để vào được các thị trường khu vực châu Mỹ sẽ phải thực hiện rất nhiều các cái certification, phải có rất nhiều các loại chứng nhận khác nhau. Như anh Lucas vừa trình bày, có một loạt các cái chứng nhận có thể đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn các chứng nhận. Thế thì đối với một số doanh nghiệp là người ta đã có cái sự đầu tư nhất định cho các cái chứng nhận đó, đã đầu tư hàng chục nghìn hoặc đến hàng trăm nghìn đô la để có được những chứng nhận đó. Thế còn một số các doanh nghiệp khác thì đang băn khoăn không biết là vào cái thời điểm nào thì họ nên đầu tư để đạt được các cái chứng nhận quốc tế. Thì anh có thể giải đáp cho các doanh nghiệp ở đây được không? Dạ vâng, xin cảm ơn anh Linh ạ. Hiện tại chúng ta biết rằng là trong các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đều có các cam kết liên quan đến lao động, đến môi trường. Và ở đây các cam kết đấy ở trong các hiệp định thì mang tính chất tự nguyện. Tuy nhiên thì khi mà nói đến ví dụ như trách nhiệm xã hội thì nó mang tính bắt buộc. Tại vì là một trong những cái trách nhiệm xã hội là cái trách nhiệm tuân thủ pháp lý, tuân thủ các quy định của nước sở tại. Thì một doanh nghiệp khi hoạt động ở tại một quốc gia nào đó đều phải tuân thủ tất cả những quy định của luật liên quan đến từ lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi người lao động, giờ làm việc, rồi về an toàn sức khỏe, môi trường, vân vân. Các cái tiêu chuẩn khác nhau thì sẽ do các cái khách hàng, các cái đối tác mà các cái doanh nghiệp xuất khẩu ở đây sẽ làm việc ở các cái thị trường khác nhau, họ sẽ yêu cầu. Thì sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu của họ và sẽ xem xét xem là cái thị trường trọng điểm của mình thị trường nào. Tại vì có những cái tiêu chuẩn thì nó sẽ được chấp nhận nhiều hơn ở những cái thị trường, ví dụ thị trường châu Âu có những cái tiêu chuẩn thì lại các cái khách hàng ở châu Mỹ thì họ sẽ mong yêu cầu nhiều hơn. Thì sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược xuất khẩu của từng cái doanh nghiệp và cái yêu cầu đặc thù của riêng của từng các cái khách hàng, các cái đối tác ở những cái nước đó mà cái doanh nghiệp sẽ xem xét xem là sẽ theo hoặc là đánh giá theo cái tiêu chuẩn nào. Thì một cái yêu cầu chung ở đây hiện tại thì rất là yếu ở đây là các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa có sự kết nối ở nội bộ. Ví dụ như là cái đơn vị mà nhận đơn hàng, đơn vị sản xuất
cũng như là các phòng ban nhân sự là chưa có phối hợp làm việc với nhau, nên sẽ hay xảy ra những cái tình trạng là nhận đơn hàng về sau đó thì cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp bị quá không đáp ứng được, và gây ra cái việc là mất cái tuân thủ trong cái vấn đề về trách nhiệm xã hội, cũng như là không đảm bảo vấn đề chất lượng rồi tiến độ giao hàng. Thì tựu chung là trong cái quá trình mà đi làm việc các doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là hầu như cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều, về thiếu cái sự kết nối nội bộ, cái thông tin nội bộ trước khi mà nhận đơn hàng đó, chưa đánh giá được những cái rủi ro mà khi mà nhận đơn hàng sau đó thì nó sẽ đánh giá tác động như thế nào về nội bộ, về nhân sự vân vân. Xin cảm ơn anh Lucas với những cái chia sẻ rất là thú vị. Đó là những cái điều mà doanh nghiệp hết sức chú ý khi mà nhận được các cái đơn hàng từ các cái doanh nghiệp nước ngoài. Và một cái vấn đề tiếp theo mà các doanh nghiệp ở trong hội trường ở đây cũng quan tâm, đó chính là về logistics. Và đây là cái ngành hết sức là quan trọng trong nền kinh tế, gắn liền với các cái hoạt động từ sản xuất, phân phối, lưu thông cho đến tiêu thụ hàng hóa. Tôi ở đây thì có anh Thạnh, thì với tư cách là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành logistics, anh có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xuất khẩu sang các thị trường khu vực châu Mỹ vốn là gặp rất là khó khăn về vận tải, chi phí vận tải rất là cao do khoảng cách địa lý xa xôi, thì đâu là các cái giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam để cạnh tranh được với cả các cái đối thủ khác ở trong khu vực, và nhất là đối với Trung Quốc là chi phí phí vận tải của họ là rất là thấp. Xin cảm ơn anh Linh đặt câu hỏi. Thì các anh chị cũng thấy là chúng ta nhìn ở góc độ của logistics ấy, thì hiện nay là giữa cái các giải pháp vận tải giữa Việt Nam với châu Mỹ thì các công ty toàn cầu là họ chiếm khoảng 80%, đặc biệt là đối với lại các cái mặt hàng thông thường, các hàng thủy hải sản thì cái tỷ lệ mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể đảm nhiệm cái chuỗi logistics thì nó cao hơn. Như vậy thì ở trong cái việc mà để tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa Việt Nam thì tôi nghĩ là đứng ở cái góc độ thị trường vận tải ấy, thì ví dụ như là các hãng tàu, các hãng hàng không mà có các cái tuyến đường đến châu Mỹ thì chúng ta không phải là những người có cái tác động được đến họ. Vậy thì cái giải pháp của các doanh nghiệp logistics là chúng tôi phải tư vấn cho khách hàng các cái giải pháp vận tải và các cái phương thức vận tải một cách hợp lý. Bởi vì chúng ta cạnh tranh, chúng ta không chỉ cạnh tranh về mặt chi phí và chúng ta còn cạnh tranh về mặt thời gian, về mặt chất lượng, về mặt các giải pháp. Vậy thì ở trên cái góc độ về mặt thời gian thì chúng tôi phải đưa ra được những cái giải pháp mà đáp ứng yêu cầu của khách. Bởi vì không phải mặt hàng nào chúng ta cũng cần là phải rất nhanh. Và cũng có những mặt hàng thì cần 2 hoặc 3 ngày đã phải đến nơi. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn một đối tác cung cấp cái dịch vụ logistics tin cậy, đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta nó rất quan trọng. Vì trong thực tiễn vận tải thì có những công ty ngay tại các nước thì cũng chưa phải hoàn toàn là họ đã hiểu được các cái thủ tục xuất nhập khẩu ở tại nước đó, kể cả các doanh nghiệp logistics. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là cái việc mà cái giải pháp nó phù hợp, đáp ứng được về mặt thời gian, đáp ứng được về mặt chi phí và phù hợp với cái mặt hàng. Rồi chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các lời khuyên, ví dụ như là các cái mã số thuế, các cái mức thuế, rồi là các cái thủ tục nhập khẩu cũng như là các cái quy định của nước sở tại đối với cái mặt hàng được nhập khẩu. Thì ví dụ như gần đây trong cái đại dịch Covid ấy, thì chúng tôi tư vấn cho rất là nhiều cái doanh nghiệp về các cái giải pháp, rồi là các cái giấy tờ yêu cầu đối với các cái mặt hàng PPE cho mỗi một thị trường. Và chúng tôi thậm chí còn hỗ trợ khách hàng là kiểm tra xem là với các cái thủ tục giấy tờ đó thì chúng ta đã có thể xin được các cái FDA và thị trường Mỹ hay chưa, cũng như là có những cái lô hàng của các công ty nhà mình ấy, là cái nhu cầu bởi vì tham gia bidding ấy, tham gia đấu thầu ở Mỹ thì thời gian vận chuyển cần đòi hỏi cực nhanh, thì chúng tôi đã làm có những cái lô mà từ airport tới airport thì chúng tôi làm chỉ có 2 ngày, và có những lô door to door thì thậm chí là thứ sáu giao hàng, là đêm chủ nhật chúng tôi đã giao hàng đến Mỹ. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể hỗ trợ, cũng như là cái việc kết nối giữa các loại hình vận tải, bởi vì mỗi một hãng tàu, mỗi một hãng chuyên chở thì người ta sẽ có một cái mức giá khác nhau. Thì tùy theo từng cái nhu cầu của khách thì chúng tôi sẽ nối, kết nối và tìm ra các cái hướng vận tải nó phù hợp để cho chúng ta có thể giảm được cái chi phí, bởi vì cái chi phí logistics thì hiện nay của chúng ta nó vẫn rất là cao, nó thường chiếm khoảng 20% trên tổng cái chuỗi. Vì vậy mà với các cái giải pháp mà phù hợp thì chúng tôi nghĩ là cái cả một cái chuỗi của chúng ta nó sẽ vận hành tốt hơn,
cũng như là cái việc chúng tôi liên tục chia sẻ thông tin, không những chỉ về dòng vật chất, dòng thông tin hàng hóa, cũng như là cả cả dòng tài chính, bởi vì doanh nghiệp logistics chúng tôi cũng có thể là cung cấp các cái dịch vụ tại nước đến, như là các cái dịch vụ về lưu trữ hàng hóa và giao hàng đến tận các cửa hàng ở các nước. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể tạo thêm giá trị vào trong chuỗi cung ứng của khách hàng. Xin cảm ơn anh. Chúng tôi cũng tiếp tục có các câu hỏi liên quan đến chỗ Hiệp hội Dệt May, chỗ anh Đức Anh, là về công tác xúc tiến thương mại đối với thị trường châu Mỹ. Đây là những công tác hết sức là quan trọng, và thị trường châu Mỹ lại có đặc điểm là rất là xa. Thì Hiệp hội Dệt May đã có nhiều lần tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi tìm hiểu các thị trường. Vậy thì anh có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường rồi xúc tiến giao thương, và đâu là những cái khó khăn mà các doanh nghiệp của chúng ta đang phải đối mặt khi tiếp cận thị trường các nước khu vực châu Mỹ? Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Linh. Kính thưa quý vị, thì đối với cả thị trường châu Mỹ thì chúng tôi cũng đánh giá đây là một thị trường hết sức tiềm năng. Thì qua cái tình hình đánh giá của 6 tháng đầu năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 tác động rất là mạnh mẽ, trong đó cái tổng cầu dệt may thế giới 6 tháng ước tính đã giảm khoảng 25%. Thế nhưng mà kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đi thế giới chúng ta chỉ giảm có 12%. Thế đặc biệt là riêng khu vực các cái nước khu vực châu Mỹ, đặc biệt là chúng tôi có thống kê về kim ngạch xuất khẩu đi các nước ở trong cái hiệp định CPTPP ấy, như anh Khánh cũng có nói là hiện tại mọi người cũng đã lãng quên. Thế nhưng mà kết quả của 6 tháng đầu năm 2020 chỉ giảm có 1%. Thế thì ở đây ta thấy là các doanh nghiệp cũng đã có những cái nỗ lực nhất định trong cái quá trình khai thác và tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do. Thế thì trong 2 năm 2018-2019 thì Hiệp hội, thì trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng đã chủ động xúc tiến tìm kiếm cơ hội để xuất khẩu vào thị trường trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP khu vực Nam Mỹ. Thì chúng tôi có thị trường Canada. Thế thì cái kinh nghiệm mà chúng tôi đúc rút được trong hai cái lần làm xúc tiến đó, thì ở đây cũng xin chia sẻ với cả các cái doanh nghiệp khác trong ngành. Thứ nhất là chúng ta phải có sự chuẩn bị tương đối kỹ trước khi chúng ta tiến hành xúc tiến khoảng 3-4 tháng. Thì thông qua tất cả những cái trang thông tin Tradmap, Otexa, và kể cả chúng ta cũng phải tiếp cận đến cả nguồn số liệu hải quan Việt Nam, thì chúng ta đánh giá là mặt hàng nào và chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu nào. Thì công việc tiếp theo là chúng tôi đánh giá là sự hỗ trợ của bộ phận thương vụ cũng rất là quan trọng. Thì chúng tôi cũng đã liên hệ với cả thương vụ ở Canada để tiến hành tiếp cận, giúp đỡ để giới thiệu và bố trí chương trình làm việc với các đối tác. Thì sau đó thì chúng tôi cũng phải tiếp cận qua một cái kênh nữa là Hiệp hội Dệt may của Canada, để họ chúng tôi phải ký hợp đồng tư vấn để họ mời các cái hội viên. Bởi vì trong Hiệp hội Dệt may của các nước thì họ cũng có một số lượng hội viên rất là đáng kể. Thế thì công việc đó là các công việc mà chúng tôi chuẩn bị từ trước khi xúc tiến. Thế còn về khi triển khai thì việc tổ chức đoàn thì chúng tôi cũng xác định được mặt hàng mục tiêu và doanh nghiệp quan tâm. Thường thì chúng tôi đã tổ chức là một đoàn đi khoảng 5-7 doanh nghiệp của tập đoàn, và kể cả ngoài tập đoàn trong thành viên của hiệp hội cũng có thể tham gia. Thì hiện tại là chúng tôi đã làm tổ chức ở đây là đã tham gia và gặp gỡ, là tổ chức các cuộc gặp mini show tại các khách sạn 5 sao trong vòng 1-2 ngày, và gặp gỡ tại bàn đối với từng người mua hàng, gặp gỡ gọi là gặp gỡ một, tiếp xúc với cả các cái doanh nghiệp mà đi cùng. Thì khi mà đi kèm tổ chức các mini show thì các doanh nghiệp thì đều phải mang cái hàng mẫu sản phẩm đi kèm, và cả một cái team để tính cái giá bán trực tiếp có thể chào được cho người mua. Thế thì các cuộc chúng tôi đánh giá là
các cái cuộc gặp và tiếp xúc trực tiếp như vậy đem lại hiệu quả rất là tốt, rất là tích cực. Thì về mặt số liệu chúng ta có thể thấy là xuất khẩu dệt may Việt Nam vào thị trường Canada năm 2017 tính chung cả ngành khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Thì đến năm 2019 tăng lên 1,1 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng khoảng 40%. Thế riêng đối với tập đoàn dệt may Việt Nam thì năm 2017 chúng tôi xuất khẩu 60 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2019 là kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu đô la Mỹ, tức là tăng 200%. Thế thì chúng tôi đánh giá là cái hiệu quả của việc xúc tiến thương mại tại các thị trường châu Mỹ, đặc biệt là với cái quy trình như chúng tôi vừa chia sẻ thì đem lại kết quả cũng khá là tích cực. Thì cũng xin phép là trong buổi hội thảo hôm nay là chia sẻ một cái phần về kinh nghiệm. Còn về khó khăn thì khó khăn khi tiếp cận các thị trường châu Mỹ thì có lẽ vẫn là yếu tố về chuyện là liên quan đến gọi là cái tìm hiểu thông tin của người mua, đánh giá được năng lực gọi là đặt hàng của khách hàng để có cái hợp tác lâu dài. Thì cái cách mà chúng tôi muốn tiếp cận là tiếp cận trực tiếp đến người mua cuối và bỏ qua chi phí cho các vendor, là người để môi giới. Thì đấy là cái mục tiêu và cũng là cái cách thức mà Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đã triển khai đối với một số các thị trường ở khu vực châu Mỹ. Xin cảm ơn anh Đức Anh đã chia sẻ những cái thông tin hết sức là hữu ích và cái cách làm xúc tiến thương mại hết sức là chuyên nghiệp của Hiệp hội Dệt may và chỗ tập đoàn Dệt may. Thì tôi cũng nghĩ là chúng ta đối với những cái thị trường mà xa xôi như vậy, rồi những cái thị trường mà đã làm ăn mang tính chất là chuyên nghiệp như vậy thì chúng ta cũng phải có cách tiếp cận một cách chuyên nghiệp, và việc cái kinh nghiệm như là thuê các công ty tư vấn để tư vấn một cách chính xác, để đối tượng xác định được đối tượng khách hàng của chúng ta, thì đấy là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Và tôi nghĩ là nghe anh Đức Anh chia sẻ thì anh Khanh cũng sẽ đỡ bớt lo đi, bởi vì là không phải là mọi người đã quên CPTPP và rất nhiều doanh nghiệp còn đang tiếp tục thúc đẩy cái việc là xuất khẩu sang CPTPP và khai thác cái hiệp định mà anh Khanh đã rất mất công để đàm phán. Để tiếp tục chương trình thì tôi xin phép mời anh Việt đại diện cho tập đoàn An Phát Holdings chia sẻ một cái góc nhìn của doanh nghiệp về các cái kinh nghiệm xuất khẩu hàng hóa sang các nước Bắc Mỹ như Hoa Kỳ và Canada. Trước hết tôi xin cảm ơn, kính chào các quý vị đại biểu cũng như là cảm ơn anh Linh đã đặt câu hỏi. Trước hết thì tôi phải nhấn mạnh là xuất khẩu là hoạt động lợi thế và thế mạnh của tập đoàn chúng tôi. Doanh thu năm 2020 về mặt xuất khẩu của chúng tôi là khoảng 9.000 tỷ, chiếm khoảng 80% doanh thu của tập đoàn. Hiện tại thì chúng tôi đã xây dựng một chuỗi hệ sinh thái khép chính, khép kín và khóa là chỉnh với 15 công ty chuyên về các vật liệu sinh học tự hủy, phân hủy, nhựa bao bì, nhựa gia dụng, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng, cơ khí chính xác và khuôn mẫu và bất động sản công nghiệp. Trong số đó thì chúng tôi có 6 công ty chuyên hoạt động xuất khẩu rất là mạnh mẽ, đặc biệt là công ty An Phát Bioplastic. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về kinh doanh nhựa xanh với hai thương hiệu là Anpro, Aneco và Anbio. Chúng tôi cũng có đơn vị là An Thành Bixon, là một trong những đơn vị về thương mại nhựa. Chúng tôi có đơn vị An Cường, đây là một trong những đơn vị về kinh doanh vật liệu trang trí nội thất với thương hiệu là Anpro. Chúng tôi có đơn vị An Vinh Packaging, đây là một trong đơn vị xuất khẩu với bao bì công nghiệp cỡ lớn, bao Jambu, bao Starling. Chúng tôi có đơn vị An Tiến Industry và An Bio, đây là nhóm công ty sản xuất các phụ gia linh kiện cho ngành nhựa. Quay trở lại thì đến thời điểm này thì chúng tôi đến năm 2020 thời điểm này thì chúng tôi đang xuất khẩu được hơn 70 quốc gia. Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục tăng trưởng và dự kiến đến năm 2021, cuối năm 2021 thì chúng tôi sẽ tăng trưởng được thêm 20 quốc gia nữa. Và thị trường châu Mỹ là một trong những cái đích đến của chúng tôi trong thời gian tới. Chúng tôi đã tham gia vào cái thị trường châu Mỹ này từ năm 2019 và chúng tôi đón nhận được rất nhiều những cái thành tích, kết quả khá nổi bật với hai cái bạn hàng chính là Hoa Kỳ và Canada. Quay trở lại cái câu hỏi của anh Linh về vấn đề về tiêu chuẩn thì ở đây tôi với góc độ là tập đoàn chúng tôi đánh giá là thị trường châu Mỹ là một thị trường lớn, rất lớn và khá khó tính với nhiều tiêu chuẩn riêng biệt đối với những mặt hàng khác nhau cho từng doanh nghiệp và
các đơn vị sản xuất khác nhau. Với chúng tôi thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp chủ yếu các cái sản phẩm về vào thị trường châu Mỹ về sản phẩm nguyên vật liệu sinh học tự hủy hoàn toàn với thương hiệu An Eco, An Bio. Chúng tôi đang cung cấp các cái thương hiệu nhựa ván sàn với thương hiệu An Pro, và chúng tôi đang cung cấp các cái màng mà bao bì công nghiệp cỡ lớn. Thì với cái các cái tiêu chuẩn đó, với các mặt hàng đó thì chúng tôi phải đòi hỏi các cái chứng nhận bắt buộc của các cái tổ chức thế giới như ITTEC đến audit và kiểm toán. Ví dụ như là chúng tôi để được thị trường Mỹ chấp nhận và đón nhận thì chúng tôi đối với cái sản phẩm mà Aneco là sản phẩm thân thiện tự hủy thân thiện môi trường ấy, chúng tôi phải có chứng nhận là PPI compostable, đây là chứng nhận về tự khả năng tự phân hủy. Chúng tôi phải có chứng nhận về food contact, đây là chứng nhận về an toàn khi tiếp xúc với cả thực phẩm. Chúng tôi phải ngoài ra chúng tôi có các chứng nhận như là floor score, đây là chứng nhận về xả thải khí thải phù hợp trong gia đình, hoặc là chúng tôi phải có chứng nhận về GVS, đây là chứng chỉ an ninh toàn cầu về vận tải quốc tế. Thì những cái chứng chỉ này chúng tôi bắt buộc thì chúng tôi mới xuất khẩu vào được thị trường Mỹ. Bên cạnh đó thì các đối tác Mỹ của chúng tôi cũng yêu cầu rất nhiều về chứng chỉ về nhà xưởng, về an toàn lao động, về các điều kiện sản xuất hiện có, và chúng tôi cũng phải minh chứng đầu tư và bắt buộc phải có các chứng chỉ này để mới xuất khẩu được Mỹ. Ví dụ như là về chúng tôi phải có chứng chỉ ISO 9001 về quản lý chất lượng, chúng tôi phải có chứng chỉ về ISO 14000 về thân thiện môi trường, hay chúng tôi phải có chứng chỉ là 22000 về an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu công nghiệp. Quay trở lại thị trường châu Mỹ thì trong thời gian qua cũng như là sắp tới thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các tổ công tác nghiên cứu, xúc tiến, đầu tư, tìm kiếm bạn hàng, rồi tìm kiếm các đối tác, tìm ra những cái sản phẩm để phù hợp xuất khẩu. Và thời gian qua thì chúng tôi cũng đón được nhận rất nhiều tín hiệu từ thị trường này, và hy vọng rằng là trong thời gian tới thị trường châu Mỹ cũng sẽ là một trong những thị trường nổi bật trong của tập đoàn chúng tôi trong thời gian tới. Tôi xin hết. Xin cảm ơn anh Việt. Tôi cũng rất mừng là được biết là ở doanh nghiệp cũng tổ chức cái mô hình tổ công tác để xúc tiến thương mại. Tôi nghĩ là từ trước là tôi nghĩ là chỉ có các cơ quan quản lý nhà nước mới có các tổ công tác, nhưng mà doanh nghiệp cũng có, như vậy là cái mô hình xúc tiến thương mại cũng rất là thú vị. Xin anh Việt có thể hé lộ cho chúng tôi biết được là An Phát đã đầu tư bao nhiêu tiền cho các cái hệ thống chứng chỉ của mình. Cái đấy nếu mà anh có thể, tức là để xây dựng cái hệ thống chứng chỉ của mình ấy, thì là An Phát đã phải đầu tư bao nhiêu tiền để cho xây dựng cái... Alo, về cái hệ thống chính trị mà chúng tôi đang sở hữu ấy, thì cũng nói thật với cả anh Linh ấy, là tiền cũng là một chuyện, nhưng công sức của hệ thống tôi nghĩ rằng là khá nhiều, bởi vì để mà cả một đạt được một chứng chỉ mà do những cái tổ chức như ITTEC người ta đến đánh giá, người ta đến kiểm toán ấy, thì chúng tôi phải có sự chuẩn bị, chúng tôi phải có sự phối hợp, chúng tôi phải có sự làm thực tế thì mới được anh ạ. Đấy, và như tôi nói đấy, là ở Mỹ nó có một cái chứng chỉ mà gọi là GVS, là chứng chỉ về an ninh vận tải toàn cầu. Chứng chỉ này thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam rất khó được thực hiện, được có, bởi vì họ bao quát toàn bộ các cái rủi ro trong quá trình vận tải. Đấy, và cái chứng chỉ này thì chúng tôi cũng đã có cách đây khoảng 3 năm, và chúng tôi nhờ có cái chứng chỉ này thì chúng tôi đã phân phối được một số các cái sản phẩm và một cái chuỗi gọi là top 1, top 2 của bên Mỹ. Xin cảm ơn anh. Đây, cái việc về quản lý chất lượng rồi là xây dựng các cái đảm bảo cái chất lượng cho các sản phẩm của mình, đó là một cái cố gắng, phải là một cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ phải đầu tư thời gian, nhân lực, chứ chưa nói là thì đến tiền bạc. Và tôi xin chúc mừng công ty An Phát đã có những cái cố gắng rất lớn và những cái thành công lớn trên thị trường các nước châu Mỹ. Thưa quý vị, thì để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các cái công tác xúc tiến thương mại thì vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài là hết sức quan trọng. Thì sau đây chúng tôi xin được tiếp tục trao đổi với cả các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, và rất cảm ơn các anh các chị đã có mặt đông đủ tới thời điểm này. Mặc dù đây là đã có thể là 12 giờ hoặc đến 1 giờ đêm ở bên các nước châu Mỹ, đúng không ạ? Thì
Chúng tôi xin phép được bắt đầu với anh Thắng, là trưởng chi nhánh thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ. Anh Thắng có thể cho biết đối với cái vai trò cầu nối các doanh nghiệp thì chi nhánh thương vụ tại San Francisco đã hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua để tìm các đối tác tăng cường xuất khẩu, đặc biệt là trong cái bối cảnh COVID-19 này. Thưa anh Linh, thưa toàn thể các anh chị, là có thể nói là chi nhánh thương vụ San Francisco đóng chân tại một cái địa bàn chịu tác động nặng nề nhất của cái dịch COVID. Thì những cái ca bệnh đầu tiên COVID được phát hiện tại Hoa Kỳ thì là cũng là trong khu vực San Francisco, và San Francisco cũng là cái thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ thực hiện cái lockdown từ ngày 16 tháng 3, sau đó là bang California là ngày 19 tháng 3. Thì cho đến nay thì San Francisco đã trên tổng số dân là hơn 700.000 dân thôi, nhưng mà đã có tới 11.000 ca nhiễm COVID. California thì đã có gần 800.000 ca, chiếm 11,5% tổng số ca tại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ thì cho đến ngày hôm nay là đã có 6,9 triệu ca rồi. Và mỗi ngày Hoa Kỳ có thêm khoảng từ 30 đến 40.000 ca, thì trong vòng một vài ngày tới thì cái số lượng ca nhiễm COVID của Hoa Kỳ là sẽ có thể đạt đến 7 triệu ca. Thế thì cái dịch bệnh COVID thì có tác động nghiêm trọng đến các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, và cũng như là hoạt động của chi nhánh thương vụ nói riêng. Cụ thể là hàng loạt các kế hoạch xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị nằm trong chương trình công tác của chi nhánh San Francisco đã phải hủy bỏ. Thì cái đoàn xúc tiến thương mại gần đây nhất mà chúng tôi được tiếp nhận là từ ngày 28 tháng 2 là một đoàn các doanh nghiệp rất là lớn của trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì từ có nghĩa là từ tháng 3 cho đến nay thì chúng tôi rất là nhớ và rất là mong được tiếp đón các đoàn xúc tiến thương mại của Việt Nam qua đây, nhưng mà cho đến thời điểm này thì cũng có thể nói là nó cũng sẽ chưa thể xảy ra trong thời gian sớm tới đây được. Thế thì trong những tháng vừa qua thì chúng tôi cũng mặc dù là không được đón tiếp các cái đoàn xúc tiến thương mại của Việt Nam sang đây, nhưng mà chúng tôi cũng đã tập trung để mà triển khai hiệu quả các cái hoạt động mà được Bộ giao. Thì cụ thể là chúng tôi đã thực hiện một loạt các báo cáo phân tích đánh giá các cái tác động của dịch COVID đến thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như là một số các ngành trọng điểm. Chúng tôi cũng đã cung cấp nhiều thông tin về quy định pháp lý của Hoa Kỳ đối với lại một số các mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là những cái nhóm mà thuộc về đồ bảo hộ cá nhân. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái database của các nhà phân phối của đồ bảo hộ cá nhân của Hoa Kỳ và phổ biến đến các doanh nghiệp. Đồng thời là đối với lại các cái bang mà người ta thực hiện mua sắm chính phủ cho các mặt hàng PPE thì chúng tôi cũng phổ biến những thông tin đó cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thì song song với đó chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp của nhà cung cấp của Việt Nam và các doanh nghiệp phân phối của Hoa Kỳ, và đến nay thì cũng đã có ít nhất là trên 2 triệu khẩu trang vải cũng như là khẩu trang sử dụng một lần đã đến tay người tiêu dùng Hoa Kỳ thông qua cái sự kết nối của chi nhánh thương vụ Việt Nam tại San Francisco. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính. Một là tổ chức các cái hội thảo trực tuyến. Thì trong thời gian tới chúng tôi dự kiến là có 2 cái hoạt động. Một là 2 hoạt động hội thảo trực tuyến giữa Việt Nam với lại khu vực bờ Tây của Hoa Kỳ. Cụ thể là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan trong nước để tổ chức cái hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Việt Kiều tại Hoa Kỳ. Thì như các anh các chị biết là ở Hoa Kỳ thì có cái số lượng kiều bào của chúng ta ở đây là cũng đến 2 triệu người, và trong rất nhiều trong số đó là những nhà nhập khẩu, là những nhà phân phối, nên là đây là những cái nguồn lực rất là quan trọng để chúng ta thúc đẩy thêm xuất khẩu các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như là nông sản sang cho đối tượng người tiêu dùng là những là người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như là những người gốc Á. Thì hoạt động này chúng tôi dự kiến tổ chức vào trong tháng 11. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ vụ thị trường Âu Mỹ để tổ chức cái diễn đàn thương mại Việt Mỹ, trong đó có chú trọng cái việc kết nối giữa Việt Nam và bang California. Thì các anh chị biết là bang California thì là một bang của nước Mỹ thôi, thì nhưng mà với quy mô nền kinh tế là lớn đứng thứ 5 thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đặc biệt là chúng tôi là cũng sẽ cố gắng để thiết lập
và thúc đẩy mối quan hệ giữa chặt chẽ hơn và thực chất hơn giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Los Angeles. Thì trong năm 2019 thì riêng thương mại của Việt Nam với Mỹ thông qua cái cụm cảng Los Angeles và sân bay LAX thì nó đã là đến 24,79 tỷ, chiếm trên 1/3 cái tổng cái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì cái nhóm hoạt động thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chắp nối các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ thông qua các cái thương vụ cụ thể. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng đang dành nhiều nguồn lực để tập trung, đó là chính là công tác thông tin thị trường. Để trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục lập một số báo cáo hành ngành hàng và hướng dẫn và biên tập tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận một số hệ thống phân phối, ví dụ như là Costco. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung để xây dựng một giới thiệu một cái xây dựng một cái ấn phẩm giới thiệu thị trường miền Tây Hoa Kỳ. Thị trường miền Tây Hoa Kỳ thì bao gồm có 11 bang và tổng dân số là 74 triệu người và GDP là 5.300 tỷ đô, và cũng kim ngạch xuất nhập khẩu thì cũng rất là lớn, nên là chúng tôi sẽ tập trung vào giới thiệu từng bang một. Thì chúng ta cũng biết là đối với lại Hoa Kỳ thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng có những cái ấn phẩm giới thiệu chung, nhưng tuy nhiên đi sâu vào từng bang cụ thể thì hiện nay chúng ta chưa có những cái tài liệu như thế, nên là đây cũng là một cái công việc trọng tâm mà chúng tôi sẽ tiến hành trong thời gian từ nay đến cuối năm. Và đặc biệt là sau khi mà tình hình ổn định và chúng ta đều mong chờ là sớm có được cái vaccine, thì ngay sau khi mà tình hình được ổn định thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng các cơ quan trong nước để thực hiện ngay các cái hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, như tổ chức các hội chợ, hội thảo, triển lãm cũng như là các hoạt động xúc tiến thương mại khác, và để thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển thêm các cái thị trường mới cũng như mặt hàng mới tại thị trường Hoa Kỳ. Xin cảm ơn anh Thắng. Hy vọng là sẽ sớm đọc được các cái báo cáo thị trường của các cái bang tại Hoa Kỳ từ thương vụ San Francisco. Để tiếp tục chương trình thì tôi xin phép mời chị Thủy, tham vấn thương mại tại Chile, chia sẻ thêm một số thông tin về việc là những cái động thái gần đây ở Chile. Chile nghe nói là sẽ có một cái dự án mở rộng cảng biển rất lớn với cái tham vọng biến Chile trở thành một cái trung tâm logistics của Nam Mỹ. Vậy thì cái cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam như thế nào trong thời gian tới khi mà Chile có thể trở thành một cái thị trường trung chuyển lớn ở khu vực Nam Mỹ, và hàng Việt Nam có thể sử dụng Chile để đi tới các cái nước khác ở trong khu vực. Mời chị Thủy chia sẻ về diễn đàn. Xin cảm ơn anh Linh. Tôi xin chia sẻ về cái dự án mà biến Chile thành cái trung tâm logistics của Nam Mỹ. Thì nhìn trên bản đồ thì quý vị thấy Iquique là cái thành phố biển bắc của Chile, thì tuyến đường nối giữa Trung Quốc với lại Iquique là tuyến đường ngắn nhất qua Thái Bình Dương, là tuyến đường ngắn nhất so với các tuyến đường của châu Á tới Nam Mỹ qua Đại Tây Dương. Thì cái dự án này nằm trong cái sáng kiến về nối cái khu vực sản xuất thực phẩm và vật liệu của Nam Mỹ với châu Á. Trong đấy thì có cái sáng kiến hành lang xuyên đại dương trên bộ cùng các tuyến đường nối giữa phía bắc của Chile, phía bắc của Argentina, Paraguay và phía đông nam của Brazil cùng với phía nam của Peru và Bolivia. Thì những cái tuyến đường này thì đã được chính phủ của các nước xây dựng và hoàn thiện, hiện tại thì đã đi vào hoạt động. Ngoài ra thì khu vực này còn có cái khu vực mậu dịch tự do, khu miễn thuế SOFI là được hình thành vào năm 1975 và hiện đang là một khu phi thuế quan quan trọng cho hàng hóa nước ngoài vào các nước như Argentina, Brazil, Paraguay, Peru và Bolivia. Thì hiện tại thì có hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu SOFI, trong đó Trung Quốc có khoảng 432 doanh nghiệp, Ấn Độ 143. Thì ngoài ra thì trung tâm hậu cần logistics của SOFI còn có khu vực trung tâm kinh doanh buôn bán buôn này, các công viên doanh nghiệp, khu công nghiệp tổng cộng lên tới 400 hectare. Thì ngoài ra cái dự án mà mở rộng cái cảng Iquique để cho phép cái hướng tới cái độ sâu thực tế của cảng là 18 mét,
thì dự kiến là đang kêu thành phố đang kêu gọi gọi đầu tư để có thể đón được 5 tàu có sức chở khoảng 18.000 đến 22.000 container. Thì cái dự kiến này khi mà dự án đi vào hoạt động thành công thì mỗi cái chuyến tàu qua Thái Bình Dương đến Iquique, tức là đến Nam Mỹ thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ trung bình là 25 đến 35 ngày, và với giá là 700 đến 900 một container, so với cái thời gian đi qua Đại Tây Dương là mất khoảng 1.800 đô một container, và đi qua thời gian mất khoảng 35 đến 52 ngày. Thì những cái cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thì hàng hóa Việt Nam đến cái thông qua cái khu vực Iquique này có thể tiếp giáp được với lại ngoài cái tiết kiệm về thời gian và chi phí vận tải thì có thể tiếp cận được cái khu dân cư gồm bao gồm các vùng 200 triệu dân, vùng của phía bắc của Chile, phía bắc của Argentina, Paraguay, Brazil và phía bắc phía nam của Peru và Bolivia. Thì các sản phẩm chủ yếu là sẽ ở đây thì các sản phẩm chủ yếu là cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng như giày dép, may mặc, sản phẩm nội thất cho nhu cầu về các hàng thiết yếu tại đây. Và tôi cũng thấy cơ hội ở đây là Chile là nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới, thì cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vôi sống để phục vụ cho ngành công nghiệp khai thác đồng tại Chile, cũng như là cơ hội cho đá vôi cho ngành sản xuất bột giấy của Chile. Tôi xin hết. Xin cảm ơn chị Thủy về những chia sẻ rất là hữu ích. Tiếp theo thì tôi xin được kết nối với anh Quang, tham tán thương mại tại Brazil. Và như quý vị cũng biết thì Brazil là một nước có cái kim ngạch thương mại lớn đối với cả Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều là gần 5 tỷ đô la Mỹ, và trong đó thì Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì nếu mà xét về dung lượng thị trường thì hàng hóa Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang của nhập khẩu Brazil. Thế thì anh Quang có thể chia sẻ thêm về thị trường Brazil và những cái việc mà thương vụ sẽ làm trong thời gian tới để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường này. Mời anh Quang. Vâng, xin chào anh Linh và kính chào toàn thể quý vị đang tham gia hội thảo. Thì đúng như anh Linh đã nói và thưa toàn thể quý vị, thì Brazil là một thị trường lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ, và Brazil là có vai trò dẫn dắt trong khối Mercosur. Thì thưa tất cả quý vị, như anh Khanh đã đề cập thì và anh Linh vừa nói, thì là tổng dung lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Brazil trong những năm vừa qua và những năm gần đây thì chỉ chiếm có một trên dưới 1% tổng cái giá trị nhập khẩu của thị trường này. Đây là một con số hết sức là khiêm tốn so với cái tiềm năng mà hơn 200 triệu dân của Brazil với thu nhập bình quân đầu người là gần 8.000 đô la một người một năm. Tôi xin nhắc lại là có một số khó khăn mà trong thị trường vừa qua là chúng tôi nhận thấy là Brazil và khối Mercosur gần như là nhân đây có anh Khanh là đoàn đàm phán chính phủ, thì gần như là cái vùng trũng trong các chưa có một cái thỏa thuận nào để tạo thuận lợi hóa thương mại giữa hai bên. Mặc dù là trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương rất là tích cực trong việc thúc đẩy tiếp xúc và cùng phía đối tác của Mercosur nghiên cứu cái có thể tiến tới đàm phán một cái hiệp định thuận lợi hóa thương mại gì đó trong thời gian sắp tới. Thì nếu mà trong cái thời gian sắp tới chúng ta có những cái hiệp định đấy thì chúng tôi nghĩ là cái tiềm năng trao đổi thương mại giữa hai bên còn được thúc đẩy hơn nữa và tạo thành nhiều cái xung lực quan trọng hơn nữa để mà tận dụng cái dư địa còn quá lớn trong trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Brazil nói riêng và với Mercosur nói chung. Như quý vị đã biết thì với nền kinh tế lớn như thế và trong cái thời gian vừa qua thì cái Brazil cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh
rất là nặng nề, chắc chỉ thua Mỹ và Ấn Độ thôi, thì hầu như cái hoạt động cũng như một số các thương vụ khác giống như bên Hoa Kỳ chỗ anh Thắng ở San Francisco, thì tất cả những hoạt động về thương mại giao dịch, tức là xúc tiến thương mại truyền thống gần như bị hủy bỏ, các chương trình của thương vụ hủy bỏ, thì ngay lập tức chúng tôi đã tích cực chuyển sang những cái hình thức mà hiện tại cũng được nhiều người áp dụng, đó là những hình thức gặp trao đổi trực tuyến. Đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là thương vụ nhận thấy là trong thời gian dịch bệnh thì cái sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp nước sở tại đối với thương vụ còn nhiều hơn, nhưng mà chủ yếu là thông qua là trực tuyến, qua email và qua điện thoại, và chúng tôi cũng nhận được nhiều hơn những cái yêu cầu của phía doanh nghiệp Việt Nam là thay mặt họ, tại vì trong bối cảnh này hai bên doanh nghiệp khó có thể triển khai các cuộc gặp thực tế được, nên là họ yêu cầu thương vụ bằng cách này hoặc cách khác gặp gỡ trao đổi với phía đối tác để xem họ có những khó khăn gì trong cái việc thanh toán hoặc là trong những cái thủ tục hành chính liên quan, thì thương vụ rất là tích cực. Thậm chí thực ra là tại thị trường Brazil họ cũng không hoàn toàn đóng cửa, các cuộc gặp vẫn có thể diễn ra được, nên chúng tôi tích cực hết sức trong cái việc ngoài những cái gắn kết những cái giao dịch trên thực tế, những cái thương vụ thực tế và họ đang triển khai, để hỗ trợ làm sao cho trong cái bối cảnh này để được triển khai một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì thương vụ cũng tích cực là tìm kiếm những đối tác mới, đối tác tiềm năng để giới thiệu cho những doanh nghiệp Việt Nam kết nối, có thể là trực tuyến hoặc qua điện thoại. Chúng tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh ngày càng trong bối cảnh cái tình hình dịch bệnh này khó khăn gặp, nhưng mà trường hợp gặp thì chưa chắc đã thành công, nhưng mà nếu không gặp thì chắc chắn là không có cái gì xảy ra được, đặc biệt là những giao dịch đấy. Thì trong cái thực ra những cái công việc truyền thống thứ thương vụ, nhiều cái hoạt động như tất cả các thương vụ khác cũng đều phải dừng đấy, thì thương vụ Brazil cũng chung như vậy, nhưng chúng tôi tức là cũng triển khai những cái hoạt động khác hoặc giao dịch trực tuyến, hoặc tăng cường những cái hoạt động gọi điện thoại, hoặc thậm chí bên này chúng tôi có thể vẫn tiếp tục gặp gỡ được các đối tác để hỗ trợ các doanh nghiệp làm sao mà mặc dù cái kim ngạch xuất khẩu có giảm, nhưng mà cố gắng giữ được cái chân hàng để mà khi mà tình hình có sự thay đổi, có sự cải thiện thì việc giao dịch được tiếp tục được đẩy mạnh hơn. Đấy là những cái việc hoạt động hết sức cụ thể của thương vụ. Xin báo cáo anh Linh và xin chia sẻ với quý vị tham dự diễn đàn được biết, và rồi xin kết thúc phần chia sẻ đấy. Xin cảm ơn anh Quang. Hiện nay chúng tôi cũng có mấy câu hỏi dành cho anh Quang, nhưng mà có lẽ là xin phép các doanh nghiệp là sẽ anh Quang sẽ trả lời trực tiếp qua email về sau, bởi vì hiện nay cũng đã quá 12 giờ rồi và thời gian diễn đàn thì đến nay thì cũng đã hết. Một lần nữa thì tôi xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị diễn giả đã tích cực tham gia vào chương trình, và xin cảm ơn các vị khách quý đại diện cho Ủy ban dân các tỉnh, các sở công thương, lãnh đạo các hiệp hội, các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, các ngài đại sứ rồi đại diện cho các đại sứ quán của các nước khu vực châu Mỹ đã tham gia hội thảo, đặc biệt là các cái chuyên gia, các cái diễn giả và các cái trưởng các cái cơ quan thương vụ ở Việt Nam tại nước ngoài. Và cũng nhân dịp này tôi xin cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình của chúng ta. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, thành công trong thời gian tới, và sẽ xin được gặp lại quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn.